Chương 2343, lộ diện thế lực phía sau. Đúng vậy, giờ không còn nhiều cán bộ nổi giận nữa. Thái độ giải quyết công việc của cán bộ đúng như trên TV đã nói, gặp chuyện phải nhẫn, gặp phiền toái phải kéo dài, chuyện bất lợi phải biết thoái thác hoặc bỏ đi, biết tự bảo vệ bản thân. Vương Long Đông nói, Chủ tịch thành phố, vừa rồi không hợp sức bôi nhọ Diệp Phàm. Vẫn tin rằng sẽ có 4 phiếu ủng hộ bên chúng ta, không chừng Phượng Thủy Linh có thể giúp sức. Thêm cả Sa Quân, chúng ta làm tăng thêm sự kiêu căng của Sa Quân, bộ máy điều chỉnh phía sau của họ Diệp, hội nghị lần này sẽ phải sám mặt, chúng ta sẽ làm ngọn lửa này cháy bùng lên. Vậy thì sẽ rất vui. Tất Phân Lý gọi điện thoại cho Khổng Đoan nói. Biết đồng chí lão Tất lần này chưa đến lượt điều chỉnh trong lòng không thoải mái, vì thế, Khổng Đoan nói. Ha ha, đủ rồi lão Tất, mọi việc đều chỉ nên dừng ở một mức độ nào đấy. Như hôm nay, nếu như sự kiêu căng của Sa Quân lên cao hơn, vậy thì chúng ta không phải là yếu đi rồi sao? Tiểu tử kia xem ra sau này sẽ càng kiêu ngạo hơn, có khả năng còn không coi chúng ta ra gì. Hơn nữa, điều quan trọng hơn chính là sự lạnh nhạt thờ ơ của chúng ta khiến cho Sa Quân gây sức ép, Diệp Phàm dùng thủ đoạn lôi đình cưỡng chế Sa Quân kia sẽ càng hận Diệp Phàm. Sa Quân hiểu được nếu tự lực sẽ không thể đè nén được nhân vật số một là Diệp Phàm. Cho nên, không thể không tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài, cho đến lúc đó, chúng ta ngồi yên trong quân trướng chờ Sa Quân đến thăm là được. Ừ, có đạo lý. Đến khi đó điều kiện đàm phán chúng ta nắm được quyền chủ động, mà Sa Quân vì đến thương lượng, nên đương nhiên sẽ phải yếu thế hơn chúng ta. Chỉ có điều cơ hội lần này rất khó khăn, chỉ sợ trải qua lần này, về sau Sa Quân sẽ phải kiêng nể Diệp Phàm, mất đi nhuệ khí thì thật là đáng tiếc. Tất Phân Lý có cách nhìn nhận của chính mình. Việc này, cậu nói, mặc dù chúng ta có tương trợ Sa Quân, cũng không chắc có thể khiến cho Diệp Phàm lần đầu họp đã mất thể diện. Chúng ta chỉ có 4 phiếu, Phượng Thủy Linh thì vì Cao Thành đổ rồi, phỏng chừng sẽ phải ở ẩn một thời gian, cô ta đã thành chim thấy cảnh cong cũng sợ. Còn có một Trần Đại Hải xem ra là do vừa đến nên cũng rất cẩn trọng, chỉ chờ đợi và xem xét tình hình. Chi tiết về người này vẫn chưa được điều tra rõ ràng, chỉ được biết qua ban tổ chức cán bộ tỉnh thành. Thái độ của anh ta xem ra phải sau mấy tháng mới bộc lộ ra. Còn Lý Duy bình thường không nói gì, tuy nhiên hôm nay lại nói hộ Diệp Phàm, thái độ của anh ta có chút khó lường. Cho nên, cứ như vậy chúng ta nhiều nhất được 5 phiếu. Diệp Phàm đến cuối cùng không được nhất định sẽ tiến hành biểu quyết, đến lúc đó sẽ có kết quả, chúng ta đi theo Sa Quân sẽ mất thể diện. Cho nên chi bằng không hành động gì, để Sa Quân cũng chịu chút thiệt thòi, kích thích ý chí chiến đấu của anh ta. Về phần nhuệ khí của Sa Quân có bị gặp cản trở hay không, tôi có thể khẳng định, tuyệt đối không. Hơn nữa người này sẽ ngày càng hung hăng, bởi vì ông chủ của người ta là La Thiên Thượng Tiên. Khổng Đoan giọng bình tĩnh. Đúng vậy, Lý Duy hôm nay không có lý do tương trợ Diệp Phàm. Hay là Diệp Phàm đã thông công tác của Lý Duy rồi, hình như lại không giống tình trạng liên minh. Tất Phân Lý có chút không rõ. Sẽ không thể là liên minh. Lý Duy tại sao tỏ thái độ như vậy, có lẽ thực sự cho rằng trước cuối năm gây sức ép cán bộ thì không được tốt. Dù sao, thành phố Đồng Lĩnh đã chịu nhiều lần gây sức ép từ phòng đốc tra của nội các chính phủ, rất nhiều đồng chí như chim sợ cành cong, suốt ngày lo sợ. Thật vất vả mới khiến người của phòng đốc tra đi. Trong lúc mấu chốt này anh còn gây sức ép, cá nhân sẽ không chống đỡ nổi. Mọi người đều có tâm lý đối kháng nhau. Sa Quân muốn nhân cơ hội lấy việc chỉnh đốn cán bộ làm lý do lần đầu gây tổn hại uy tín của Diệp Phàm. Tôi thấy anh ta chọn sai ngày hoàng đạo để xem hoa rồi. Lúc này Sa Quân anh đi mở mấy cái lớp huấn luyện, ắt bị các cán bộ hận đến chết. Khổng Đoan hừ nói. Hẳn là sợ. Tất Phân Lý nói. Không phải sợ, tuyệt đối là hận. Anh nghĩ xem, các đồng chí trong lúc mấu chốt này bị điều vào lớp huấn luyện liệu có liên hệ việc vào lớp huấn luyện lần này với kết quả xử lý của phòng đốc tra hay không? Người ta cho rằng anh đang chỉnh đốn mình, đối đãi với mình như người có tội. Việc kia đối với phòng đốc tra, không cán bộ nào muốn dính dáng gì đến. Người ta không có dính dáng gì đến chuyện này, qua tay Sa Quân anh lại bị liên lụy, những cán bộ kia có phải sẽ hận Sa Quân anh hay không? Cho nên, Sa Quân người này hoàn toàn nhìn lầm rồi. Cũng không thể nói người này ngu ngốc, chỉ có thể nói góc độ nhìn nhận vấn đề của anh ta có chút không ổn. Nếu chúng ta không ngăn cản, ngược lại còn ủng hộ anh ta.
vậy Diệp Phàm sẽ thành một lãnh đạo, bí thư tốt quan tâm đến các cán bộ. Ngược lại khiến các cán bộ cấp dưới hoàn toàn đứng về phía Diệp Phàm. Khổng Đoan nói, nhưng cũng lạ, lúc bắt đầu, chủ tịch thành phố không phải tranh nói trước giúp Sa Quân một câu sao? Tất Vân Lý hỏi, bình thường, trước tiên nói đỡ một câu là có ý bảo với Sa Quân, Lỗ Đoan tôi có tính độc lập của chính mình, chứ không phải dựa dẫm vào Diệp Phàm. Đây là cho Sa Quân một hy vọng, để cho anh ấy nhìn thấy thực lực của chúng ta. Đương nhiên tôi cũng có ý thử Diệp Phàm, không hiểu thái độ đối với việc chống lại trực diện của anh ta là gì. Tuy nhiên, Diệp Phàm lần này dùng biện pháp mạnh ngăn cản hành động chỉnh đốn tư tưởng của Sa Quân, phỏng chừng còn có di chứng đấy. Khổng Đoan thản nhiên cười nói. Tôi nghĩ, Sa Quân sẽ theo đuổi những việc này không buông. Quyết định yêu cầu tăng cường giáo dục tư tưởng cán bộ là quyết định của Ủy ban kỷ luật. Diệp Phàm lúc đầu có vẻ tỏ thái độ trực tiếp trong cuộc họp. Lần này lại lật lọng trên hội nghị, Sa Quân hoàn toàn có thể theo đuổi chuyện này đến cùng, cắn Diệp Phàm một miếng. Diệp Phàm làm như vậy hoàn toàn là miệt thị quyết định của cấp trên, cũng có thể nói là bằng mặt mà không bằng lòng. Đến lúc đồng chí Sa Quân đến chỗ, La Thiên Thượng Tiên, rằng co, La Thượng Tiên thốt một tiếng, khóe miệng Diệp Phàm sẽ phải co giật vài cái rồi. Lão Tất cười rạng rỡ. Việc này, để xem. Khổng Đoan cũng không hoàn toàn tán đồng ý kiến của đồng chí Lão Tất. Biệt thự Cố gia nước Cộng hòa Đông Viên. Cháu muốn ăn cơm. Cố Tuấn Phi, cậu thanh niên anh Tuấn ngày xưa từng du học Đại học Cambridge, vẻ mặt ngây ngô, miệng chảy nước miếng, đang ngồi trên xe lăn hai tay lắc tay ông nội Cố Long Thiên kêu đói. Được rồi, đừng lắc, tay của ông nội sắp bị cháu lắc đứt rồi. Cố Long Thiên mặt tràn đầy yêu thương vừa giơ tay lên lấy khăn quấn cổ của Cố Tuấn Phi lau nước dãi đầy miệng Cố Tuấn Phi, vừa yêu thương nói. Cha, trí lực của Tuấn Phi đang hồi phục. Thầy thuốc nói giờ giống như đứa trẻ 9-10 tuổi rồi. Con tin qua vài năm nữa sẽ hồi phục đến thời niên thiếu. Chỉ có điều, con trai Diệp gia, lần này để anh ta tránh được một kiếp, thật đáng hận. Cố Phong Sơn một quyền không nhịn được đập lên bàn. Ông ta có chút chết lặng, không cảm thấy đau đớn trên nắm tay nữa. Con trai đã thành ra như vậy rồi, chủ tịch tỉnh ta đây còn có tác dụng gì nữa? Cố Phong Sơn kêu lên một tiếng giống như sói hú. Hét cái gì, con không phải vẫn ổn sao? Đến lúc đó tìm cho nó một người vợ tốt, làm như vậy có thể kế truyền hương khói của con. Cố Long Thiên cau mặt nói. Chuyện lần này cha cũng sai người hỏi thăm qua, vẫn có chút kỳ lạ. Theo lẽ thường mà nói, Diệp Phàm không thoát khỏi bị sa thải. Thế nào bọn họ xuống đó lại thành đầu voi đôi chuột, lại về không? Việc như vậy cũng không tiện hỏi rõ ràng, dù sao, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trương Hướng Đông cái lão già này chẳng có tác dụng gì, liên thủ với Điền Lâm mà còn không đạp đổ được bí thư thành ủy của một thành phố cấp 3. Gạo của phó quốc chí này đều ăn không rồi. Cố Phong Sơn cắn răng nói. Con nghĩ lại xem. Cố Long Thiên thuận tay cầm lấy bát trà uống một hụm. Cha muốn nói cấp trên có người nhúng tay vào. Chuyện này nhất định có người, bằng không sao có thể dễ dàng gió êm sóng lặng thế được. Trương Hướng Đông đồng ý bỏ qua, tuy nhiên. Người có thể khiến người của Trương Hướng Đông rút lui, người này. Nói đến đây Cố Phong Sơn liếc nhìn Long Thiên một cái. Không phải Đại viện Kiều gia ra tay, cha không nghe thấy chút tin tức gì thông báo có liên quan đến Kiều Viễn Sơn. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng là do Kiều Viễn Sơn ra tay. Cố Long Thiên nói. Thế thì kỳ lạ, không phải là Kiều Viễn Sơn, Diệp Phàm lẽ nào ở Bắc Kinh còn có chỗ dựa vững chắc đang chống đỡ cho. Bằng không khó có thể giải thích cho chuyện lần này. Cố Long Thiên nói. Chẳng lẽ là Triệu Gia ra mặt, Diệp Phàm khi ở Việt Đông đã từng là thủ hạ của Triệu Sương Sơn, nghe nói trên trán Diệp Phàm đã sớm dán một chữ Triệu. Có lẽ Triệu Gia vì tình nghĩa kéo anh ta một phen cũng nên. Thêm cả lực bắn lén của Kiều Gia, việc này cuối cùng cũng thành mây khói. Lúc này, Cố Hữu Cương, em trai của Cố Phong Sơn, đương nhiệm tư lệnh viên căn cứ Việt Châu. Một trong ba căn cứ lớn thuộc hạm đội Nam Hải nói chen vào. Có khả năng này sao? Triệu Bảo Cương đã dần ra khỏi chính đàn. Sức ảnh hưởng của Triệu gia trong lúc vẫn chưa hồi phục đến thời đại của Triệu Bảo Cương, Triệu gia không thể gây quá nhiều thù hằn. Ít nhất là xét về bên ngoài, Trương Hướng Đông rất nhiệt tâm với việc này. Hơn nữa Yến Xuân Lai hình như tác động rất mạnh. Trên báo còn phát biểu một vài lời bàn, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.
căn bản là làm càn theo người khác, Triệu Bảo Cương chẳng lẽ không nghĩ đến ảnh hưởng của việc này tới Triệu gia? Cho nên không phải là Triệu gia. Cố Long Thiên lắc đầu. Cha, con thật sự không nghĩ ra người nào nhúng tay vào. Nếu như nói Điền Giang, người từng cùng làm việc với Diệp Phàm ở văn phòng Trung ương nhúng tay vào, khả năng kia là không thể. Đồng nghiệp mà thôi. Cố Hữu Cương nói. Được rồi, chuyện lần này đã qua rồi. Các anh sau này vẫn còn có cơ hội. Cố Long Thiên khoát tay, nhìn đứa con thứ hai một cái, nói. Hữu Cương, con phải quý trọng cơ hội lần này. Tất cả vì tranh giành tiếng nói cho cố gia. Cha già rồi, cuối cùng chỉ có thể đưa các con đi một đoạn đường. Cha, cha không già, cha vẫn còn minh mẫn. Cha, cha chờ, chờ xem chúng con nhất định sẽ khôi phục lại thời kỳ cường thịnh của cố gia. Cố Hữu Cương môi vừa động, mũi cay cay. Chuyện của Hữu Cương đã định rồi à? Cố Phong Sơn truy hỏi. Cái mặt mo này cuối cùng đã bán một lần, cũng chỉ giới hạn một lần này. Hữu Cương, về sau cha không giúp được rồi, con cũng như vậy, đều phải dựa vào chính các con. Cố Long Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Phỏng chừng đã quyết định rồi, Hữu Cương phải chuẩn bị tốt. Nơi đến của con là Phó Tư lệnh Hạm đội Nam Hải, quân hàm chức trung tướng. Cảm ơn cha, cha vì chúng con làm quá nhiều việc rồi. Cố Hữu Cương nhất thời kích động, chạy đến trước mặt Cố Thiên Long tóc đã trắng xóa liền quỳ xuống. Gục đầu trên đầu gối của cha, người đàn ông này không ngờ cũng rơi lệ. Cha, sau này cha không cần ra mặt vì chúng con nữa. Cha phải giữ gìn sức khỏe tốt mới là vương đạo. Anh em chúng con sẽ cố gắng. Tuy nhiên, thằng nhãi Diệp Phàm, con tin cuối cùng sẽ chết trong tay Cố Phong Sơn con. Lần này đâm hắn không chết, còn có lần sau. Cố Phong Sơn nắm chặt quả đấm nói những lời này. Ôi, thù hận, được rồi. Cha cũng thấy nhàm rồi, việc này các con tuyệt đối đừng có để bản thân bị thương trước. Khi nói câu nói này Long Thiên tinh thần có chút sa sút. Tuyệt đối không. Cố Phong Sơn lần này nói với âm không lớn, nhưng rất có lực. Chương 2344, thật lợi hại. Anh, chỉ cần có cơ hội, gọi em. Anh em chúng ta cùng sát cánh. Người cố gia không dễ gì ức hiếp đâu. Giọng nói của Cố Hữu Cương đanh thép, có khí phách, không hổ danh là quân nhân. Bốn ngày khổ luyện. Bốn người đứng ở bốn hướng, bốn luồng nội công từ lòng bàn tay đánh vào khoảng không ở trung tâm. Tốc độ tương đối nhanh, hơn nữa không khí xung quanh cũng đang run lên bần bật, giống như sự rung lắc, kêu gào thảm thiết của máy bay trước khi bị nổ tung. Còn trong ngày mùa đông, nhiệt độ trung bình khoảng âm 2 độ, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giống như phát lửa. Nhiệt độ không khí lập tức tăng từ dưới 0 độ lên đến mấy trăm độ. Những con sóc, gà rừng cách đó 200 mét cũng đều bị nhiệt độ tăng cao dọa cho sợ bay nhảy loạn lên. Dưới đôi mắt chim ưng, Diệp Phàm phát hiện, bốn luồng nội công quấn lấy nhau. Phát hiện sau khi ở vị trí trung tâm đột nhiên lóe lên đốm lửa thì Diệp Phàm biết rằng đã thành công. Đây chính là nguồn dẫn lửa của Thiên Lôi Tứ Tượng Trận, thực ra đó là trường lực của bốn người cọ sát với không khí sinh ra mà thôi. Hợp rồi, chú ý khóa chặt mục tiêu. Giọng nói của Tân Thông truyền đến từ cửa phía tây. Bắt đầu. Diệp Phàm đại soái tạm thời lúc này vừa hét lên, sau một tiếng ầm rất lớn vang lên thì có giọng của Thiên Thông phấn khích như một đứa trẻ nói. Mẹ nó, đúng là lợi hại thật, nổ ra một cái hố to như thế. Uy lực đúng là không tầm thường, cái hố này rộng ít nhất cũng phải 30 mét, sâu 3 mét. Tôi nghĩ cao thủ thập nhất đẳng cũng chẳng phải là thần tiên, thực sự nếu có thể khóa chặt thì chết chắc. Tuy nhiên, nếu chết thật thì cũng phiền phức, như thế Phượng gia chẳng nhẽ còn không đập chết chúng ta sao? Diệp Phàm nhìn cái hố trước mặt, lại nghĩ đến việc khác sẽ đến. Đúng vậy, Phượng gia hình như còn có hai cao thủ thập đẳng phải không? Đến lúc đó... Dù Phượng gia không dám đánh hội đồng nhưng trong lòng người ta nhất định sẽ hận chúng ta. Hai người đó có lẽ là Phượng Thanh Hương và Tài Đông Nghi, có lẽ là tiền bối của Phượng gia vẫn chưa chết. Tốt nhất là dùng lực chỉ đủ để người đó bị thương là được rồi. Không được giết chết. Vương Thành Trạch cũng tỏ ra lo lắng nói. Gây thù với hai cao thủ thập đẳng thực sự không phải là thông minh. Tôi đoán, thực lực của Phượng Thanh Hương cao hơn một chút so với bất kỳ ai trong số bốn người chúng ta. Còn Tài Đông Mi cũng không kém, vì thế nắm được hỏa hầu cũng khó. Hơn nữa, chúng ta không biết được trình độ thực sự của Tống Thanh.
nếu trưởng lực đánh ra quá yếu thì sợ là không làm hắn ta bị thương mà ngược lại lại đẩy tất cả xuống đất. Mạnh quá lại sợ giết chết hắn, thật sự là rất khó. Tuy nhiên tôi cảm thấy rằng cho dù thế nào, tốt hơn vẫn là kẻ chiến thắng. Chúng ta nhất định phải dốc toàn lực. Nếu không, thua thì còn gì mà nói nữa. Một là mất thể diện quốc gia chúng ta, hai là cao thủ trẻ của Phượng gia chúng ta chỉ có thể nhìn chứ không thu được. Nhiệm vụ thất bại trong tay của bốn chúng ta, Thiên Thông tôi không còn chỗ nào để giấu mặt nữa. Thiên Thông phân tích thật thấu đáo, y đúng là dạng tầm ngầm mà đấm chết voi. Những lời nói ra thực sự làm cho người ta phải trố mắt mà nhìn. Trước tiên hãy hoàn thành nhiệm vụ, dốc toàn lực đánh. Tôi cảm thấy Tống Thanh không hề đơn giản đâu. Người ta dùng trưởng lực cách một tấm rèm có thể chơi đùa với một cao thủ cửu đẳng như Đông Hồng giống như một con khỉ. Thực lực này chúng ta không thể có được, nếu không có rèm thì cũng thế thôi. Công phu cách sơn đả ngưu đã đạt đến mức độ thượng thừa rồi. Sợ là trình độ của ông ta không chỉ là thập nhất đẳng, nếu ông ta là cao thủ thập nhị đẳng, tôi nghĩ cho dù chúng ta có dốc toàn lực thì cũng khó có thể làm ông ta bị thương. Vì thế không dốc toàn lực cũng không được, chúng ta chỉ có thể tạm thời vứt bỏ những lo lắng. Diệp Phàm nói, chỉ có thể như vậy thôi, dốc toàn lực tấn công, bất chấp điều gì. Vương Thành Trạch cũng gật đầu. Ôi, e rằng chắc chắn phải kết mối thù này rồi. Tây Môn Tân Thông thở dài. Buổi tối, sau khi tan sở Diệp Phàm bàn giao hết mọi thứ, vừa đúng là thứ năm Diệp Phàm xin nghỉ một ngày. Xe của Trương Cường đã lặng lẽ đứng đợi ở bên ngoài. Trước cổng sư đoàn Hưởng Hổ, hai hàng xe quân sự xếp chỉnh tề, cái nào cũng hổ khí ngút trời. Tề Thiên nét mặt lo lắng đứng ngoài cổng chính, lúc một lại hỏi đã đến chưa. Ở đó mặc dù có hơn 100 quân nhân, nhưng không có ai dám mở miệng nói chuyện ồn ào. Tất cả đứng thẳng như tấm bảng hiệu. Bởi vì hôm nay đón tướng quân Triệu Quát, phó tư lệnh quân khu Bắc Kinh trực tiếp xuống chỉ thị. Nhiệm vụ buổi tối của sư đoàn Hưởng Hổ là canh phòng, bảo vệ toàn diện. Máy bay đã kiểm tra lại một lượt chưa? Tề Thiên hỏi một thiếu tá phía sau. Đã kiểm tra 5 lần rồi, nếu xảy ra vấn đề gì tôi sẽ mang đầu tới gặp sư đoàn trưởng. Vị thiếu tá đứng nghiêm, mặt nghiêm túc nói. Xảy ra vấn đề thì mang cái đầu vỡ của anh đến có tác dụng mẹ gì, đầu của tôi đây cũng phải rơi xuống đất. Các anh cũng không ai thoát được đâu. Tề Thiên múa tay. Nhìn toàn bộ một lượt, đột nhiên, trông nghiêm túc hơn rất nhiều. Toàn thể quan binh đều giật mình, thầm đoán được người chuẩn bị đến là một nhân vật quan trọng. Làm cho đến cả sư đoàn trưởng Tề cũng phải cuống lên như thế. Sắp đến rồi, tất cả chuẩn bị. Tề Thiên đứng nghiêm sau khi nhận tin, hô to. Ngay sau đó một chiếc xe quân sự chạy đến. Tề Thiên bước nhanh về phía trước hành lễ. Sau khi nhìn Trương Cường ra hiệu. Lập tức hướng dẫn cho xe chạy thẳng đến bãi đáp máy bay. Nhìn trực thăng cất cánh, Tề Thiên đứng nghiêm một lúc lâu, thầm nói chúc đại ca may mắn. Sư đoàn trưởng, đúng là nhân vật lớn, đáng tiếc tôi chỉ được nhìn phía sau lưng, không nhìn thấy mặt. Thái Đồng Khánh, đoàn trưởng của một trung đoàn tiếc nuối nói. Sư đoàn trưởng, có chút kỳ lạ, có một vị thủ trưởng hình như còn rất trẻ đã đến vỗ vai tôi, nói những lời rất hay. Việc này tôi thực sự không hiểu. Tôi và anh ta không hề quen biết phải không nào? Ngọc Đông nói. Không quen biết mới lạ, bí thư Diệp anh còn không quen sao, mặt người ta thay đổi rồi. Tề Thiên cười thầm một tiếng, miệng lại nói. Đừng đoán lung tung, không chừng thủ trưởng nhìn thấy anh đẹp trai, cho nên đến khen anh thôi. Tôi đẹp trai. Ngọc Đông lẩm bẩm, nghe nói y về nhà cứ đứng trước gương ngây ra đến mười mấy phút, vợ y chỉ muốn đập vỡ cái gương thì y mới lên giường. Đến nơi cách thôn Phượng Gia không xa, bốn người nghỉ ngơi mấy tiếng, đúng 9 giờ sáng đến Phượng Gia. Liếc nhìn Diệp Phàm, Phượng Thanh Hương lạnh lùng nói. Các người suy nghĩ kỹ rồi sao? Suy nghĩ kỹ rồi, nếu lần này bại trận, chúng tôi không nói nhiều lập tức rời khỏi đây, quốc gia sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với Phượng Gia các người nữa. Diệp Phàm đã hồi phục nguyên trạng, nhưng Phượng Gia biết thực lực của mình, không có vấn đề gì. Bí thư Diệp. Anh làm việc cho chính phủ, anh có thể đại diện cho lãnh đạo của quân đội sao? Phượng Tứ lạnh lùng, không ưa gì Diệp Phàm nói. Cô không nhìn thấy một tướng quân đang đứng bên cạnh tôi sao? Anh ta hoàn toàn có thể đại diện cho phía quân đội. Diệp Phàm chỉ Lý Khiếu Phong nói. Lý Khiếu Phong móc ra một giấy chứng nhận đưa ra, Phượng Thanh Hương khoát tay, nói.
không cần xem, tôi tin các anh. Mấy người đi theo anh ta đến một thung lũng hoang vắng, Diệp Phàm phát hiện thung lũng này kín ba mặt. Ba mặt đều là vách đá, muốn vào được thung lũng chỉ có thể đi qua thôn Phượng Gia, nếu không đừng nghĩ vào được. Đúng là một nơi bí mật, có lẽ đây là nơi ẩn cư của cao thủ Phượng Gia Tống Thanh. Còn cả ngôi nhà có mấy phòng khá cũ, tuy nhiên Diệp Phàm cảm thấy những căn phòng này tương đối lớn, bên trong tương đối rộng. Diệp Phàm thi triển mắt chim ưng muốn nhìn Tống Thanh sau tấm vải trướng, tuy nhiên, điều làm cho Diệp Phàm thất vọng đó là mắt chim ưng của mình không có cách nào để nhìn thấy bóng dáng của người đó phía sau bức trướng. Nhìn thì thấy bức trướng này không dày, nhưng Diệp Phàm đoán bức trướng được làm từ loại chất liệu đặc biệt, có thể cản trở tầm nhìn. Phượng Thanh Hương và Tài Đông Nghi ngồi ngay ngắn ở vị trí hai bên bức trướng. Đừng nói nhảm nữa, lão phu không có thời gian lôi thôi với các người, nói đi, tỉ thí như thế nào? Bên trong Tống Thanh nói thẳng. Bốn người chúng tôi cùng lên, không dùng vũ khí hiện đại. Diệp Phàm nói. Ha ha ha, nhiều năm rồi không ra ngoài, xem ra, xã hội bây giờ thiên hạ thực là của thanh niên rồi có phải thế không nào? Được, cả bốn người các người cùng lên đi. Thanh Hương, Đông Nghi, các người lui lại phía sau. Tống Thanh cười một trận, Diệp Phàm cảm thấy phía trước rung lắc một hồi. Tống Thanh đúng là giỏi thật, để bảo vệ sự thần bí, bức chướng kia cũng theo ông ta bay ra ngoài. Diệp Phàm đi ra ngoài, lúc đó mới phát hiện, Tống Thanh căn bản quấn trong bức chướng kia. Bức chướng rộng chừng 2 mét, phía trên đầu giường như còn bịt kín lại, có lẽ có bay lên không trung cũng không thể nhìn thấy Tống Thanh ở bên trong. Cho các ngươi 5 phút để chuẩn bị, lão phu ra tay sẽ không lưu tình đâu. Đến lúc đó mất tay, mất chân cũng đừng có mang quốc gia ra làm gì. Giang hồ có quy tắc của giang hồ, quốc gia tuy lớn, nhưng cũng phải theo nguyên tắc của giang hồ. Nếu không sẽ loạn mất. Lời Tống Thanh nói rất tự cao tự đại, dường như không coi bốn người Diệp Phàm ra gì. Ha ha, yên tâm đi, nếu thực sự mất tay mất chân thì chúng tôi tự chịu trách nhiệm, không liên quan gì đến quốc gia. Tuy nhiên, nếu tiền bối cũng bị như thế, tôi hy vọng Phượng gia có thể tuân thủ quy định. Đừng đến lúc đó hai vị nữ tiền bối lại không thuận theo, không buông tha, đặc biệt là tiểu thư Phượng Tứ. Diệp Phàm vẻ mặt bình thản nói. Hừ, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh như thế, cái mạng này của lão phu các ngươi thích lấy lúc nào thì lấy. Tống Thanh tỏ ra tức giận nói tiếp. Thanh Hương, Đông Nghi và cả tiểu tứ, ba người các ngươi nghe đây. Hãy làm theo tên tiểu tử này nói. Lão phu thực sự chết thì đó là vì lão phu không có bản lĩnh. Bất kể người nào của Phượng gia cũng không được nhúng tay vào. Chúng tôi hiểu rồi. Phượng Thanh Hương và Tài Đông Mi đều nói. Tổ gia, can thiệp một chút thì thế nào? Phượng Tứ có chút lo lắng, cướp lời nói. Ha ha ha. Bên trong đột nhiên phát ra tiếng cười càn rỡ và sắc bén của Tống Thanh, tiếng cười chấn động khiến cho mấy người Diệp Phàm đứng cách đó 30 đến 40 mét đều có cảm giác đinh tai nhức óc. Nội công thật thâm hậu, bốn người dùng mình, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm trọng, Diệp Phàm liếc nhìn ba người đưa tay thủ thế. Ý là người này thực sự không phải là thập nhất đẳng, mà còn hơn cả thập nhất đẳng. Chương 2345, chỉ một chiêu. Tiệc vui thật rồi, đối diện với cao thủ thập nhị đẳng, mặc dù bốn người đang dùng hết sức triển khai thiên lôi tứ tượng trận cũng không có tác dụng gì, tuy nhiên bây giờ cũng đã ngồi trên lưng cọp, chỉ có thể kiên trì đến cùng mà thôi. Có gì thì các người mang ra sử dụng hết đi, đừng có đứng ở đó khoa tay múa chân, làm ám hiệu cũng vô dụng thôi. Thực lực mới là vương đạo chân chính. Tống Thanh ta hôm nay sẽ cho mấy người hậu bối các người biết thế nào gọi là thực lực trí thượng. Tống Thanh bị bọc bên trong bức chướng nhưng vẫn có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của bốn người Diệp Phàm, lại khiến cho Diệp Phàm ngờ vực, không biết làm thế nào mà ông ta cảm thấy được động tác của mình. Nếu nói là ông ta nhìn thấy, vậy thì mắt ông ta rất tốt, chẳng phải là có năng lực nhìn xuyên thấu sao? Từ trước đến giờ chưa nghe thấy mắt của người học võ có thể nhìn xuyên thấu. Tiên thiên đại năng giả có được như vật không, việc này cũng chưa nghe nói qua. Có thể bức chướng này có thể nhìn thấy bên ngoài từ bên trong, giống như những tấm kính có tấm dán phản xạ. Trong phòng có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn vào bên trong. Bốn người Diệp Phàm đều tự an ủi như vậy. Bốn người nhìn nhau một cái, cổ tay Diệp Phàm cử động và hét lên. Tiền bối, hậu bối động thủ đây, ăn phi đao của tôi đi. Phi đao Liễu Diệp thoáng cái đã bắn ra hơn chục cái, ánh đao sáng lòa bay về phía bức chướng.
Lúc này dưới nội công thập đẳng, nội công của Diệp Phàm đã có thể khống chế và điều khiển được hướng bay phi đao Liễu Diệp, tiến hoặc lùi đều có thể. Vì thế hơn 10 phi đao đang nhảy múa trong không trung, tạo thành một không gian lập thể bao vây tấn công bức chướng. Tây Môn Tân Thông cũng không chậm trễ, hai viên sắt trong tay đang gào thét, phát ra âm thanh chói tai tấn công bức chướng từ phía bên cạnh. Giống như quang ảnh của hai quả bóng, tốc độ rất nhanh. Hơn nữa bóng bay trong không trung còn xoáy rất nhanh, bề ngoài của quả bóng sắt còn nhô ra những lưỡi dao nhỏ. Đây đương nhiên là nghiên cứu của các chuyên gia nhóm khoa học của tổ đặc nhiệm A, chế tạo ra là để phá bức chướng bên ngoài của Tống Thanh. Quả cầu mang theo dao lúc xoáy này có thể cắt được cả tấm sắt mỏng. Thiên Thông lấy ra bảo bối gia truyền của Tuyết Gia, bản nhái của Linh Đang vừa phát ra, dưới sự điều khiển của nội lực lập tức phát ra âm thanh chói tai, có tác dụng làm loạn tinh thần của Tống Thanh. Còn Vương Thành Trạch hét lên một tiếng, chân đạp mạnh một cái xuống đất. Lập tức bay lên cao đến 4 mét trên không, hai chân chạy trên không trung giống như thiên mã hành không, trong tay là thanh nhu cực đao, bảo bối trấn công cung của La Phủ Cung. Thanh đao này vốn là của Vương Kinh Thiên truyền lại cho Vương Nhân Bàng, chỉ có điều bây giờ trước một đối thủ mạnh, Vương Thành Trạch muốn thử thanh đao của con trai. Thanh nhu cực đao này không hề đơn giản, nó rất lợi hại ở chỗ nó có thể phóng đại nội công. Vốn dựa vào sức mạnh nội công của Vương Thành Trạch cũng không thể làm cho lưỡi đao dài ra. Nhiều nhất là lưỡi đao mỏng hơn một chút, tuy nhiên, dưới sự phóng đại của nhu cực đao, thanh nhu cực đao rõ ràng đã dài ra hơn 10 cm. Thanh đao này lợi hại hơn so với những thanh đao bình thường, bởi vì nó được luyện thành từ nội công thuần túy, giống như một loại nhiệt năng vô hình. Có lẽ có thể chém nứt cả sắt. Trong không trung từ hai phía trước sau, âm thanh linh đang của Thiên Thông tấn công. Hình thành thế tấn công lập thể tập trung đánh vào bức chướng ở trung tâm. Dự định của bốn người là trước tiên phải phá được bức chướng thần bí kia, muốn nhìn thấy tướng mạo của Tống Thanh rốt cuộc là như thế nào. Không chừng bức chướng lại chính là một loại vũ khí bảo vệ cho Tống Thanh. Bằng không, người này quá thần bí, muốn bắt được ông ta sẽ có độ khó nhất định. Ha ha, có chút thú vị đấy. Nhóc con, phi đao của ngươi đẹp mắt chứ không có tác dụng gì. Cục sắt này cũng vậy, còn linh đan của thằng nhóc này cũng hay đấy. Còn thanh đao, ha ha, nhu cực đao một trong những bảo bối trấn cung của La Phù Cung, tuy nhiên thanh đao cũng là đồ bỏ đi. Tống Thanh đang nói đến những vũ khí của bốn người, giọng điệu bình thản, giống như sư phụ đang chỉ điểm cho các đệ tử luyện công. Keng keng keng. Liễu Diệp phi đao của Diệp Phàm bị một luồng công lực cuốn bay trở lại, tốc độ nhanh hơn lúc mình phi ra gấp N lần. Bất ngờ làm cho Diệp Phàm chân tay luống cuống, giống như một con khỉ đáng thương đang nhảy bên này bên kia để tránh mới may mắn tránh được một trời Liễu Diệp phi đao của mình. Tuy nhiên, Diệp Phàm rất khổ sở. Tóc đã bị Liễu Diệp phi đao của mình cắt đi một mảng, nhìn giống như là bị một thợ cắt tóc trình độ rất kém cắt cho rối như tổ chim. Còn ở dưới ống quần, quần áo do tổ đặc nhiệm A thiết kế đặc biệt có thể chống đạn ở cự ly gần đều bị Liễu Diệp phi đao của mình cắt rách. Trên người cũng bị 7-8 vết dao nhỏ, một chút máu tươi chảy ra, nét mặt Diệp Phàm chợt rất khó coi. Chỉ một chiêu, người ta đã khiến cho mình thiếu chút nữa thì tự ăn quả ác. Chút nữa thì khiến cho Liễu Diệp phi đao của mình tự giết mình. Nếu chuyện này xảy ra thì thật là mất mặt. Cùng lúc đó, thiết đảm của Tây Môn Tân Thông cũng đang xoáy, đang gào thét, âm thanh còn chói tai hơn lúc tấn công. Bộp bộp hai tiếng và đập vào người Tây Môn Tân Thông vang lên. Áo giáp đã bị những lưỡi đao bên ngoài của thiết đảm chém rách một đường dài hơn 30 cm. Bộ quần áo này, cơ bản đã hỏng mất rồi, để tránh sự tấn công bởi thiết đảm của mình. Tình hình của Tây Môn Thiên Thông cũng chẳng khác gì Diệp Phàm. Cũng phải lộn 7-8 vòng mới thoát được. Chỉ có điều, lập tức mũi bị chảy máu, đó là kết quả khi bị thiết đảm sượt qua. Tây Môn Tân Thông kinh ngạc xoa máu tươi ở dưới mũi, mắt nhìn bức chướng càng sinh lòng kiêng nể. Trong khi đó, Vương Thành Trạch đang trên không trung bổ về phía bức chướng cảm thấy được một luồng rất mạnh chém đến. Y cơ bản không khống chế được bản thân, nhu tình đao đã bị cái gì đó đánh bay đi. Chỉ nghe Tống Thanh cười nói, nhu cực đao của La Phù Cung và linh đan của Tuyết Gia đập vào nhau chính là kết cục như thế này. Lão vừa dứt lời thì Thiên Thông hiểu ra, giật mình vội vàng nhảy về phía sau muốn tránh. Tuy nhiên, dù anh ta có nhanh cũng không nhanh bằng nhu cực đao mà Tống Thanh đang khống chế. Keng một tiếng chói tai, Thiên Thông hét lên thảm thiết. Linh đan thoáng chốc đã hỏng rồi,
trở về sẽ bị Tuyết Hồng đánh chết. Bởi vì chiếc linh đang này là của Tuyết Hồng, Thiên Thông mượn dùng tạm. Không ngờ lại bị nhu cực đao của La Phù Cung đánh vỡ. Nhu cực đao vẫn không sao, tuy nhiên đao ảnh vừa lóe lên đã quay lại rồi. Đang định né tránh thì Vương Thành Trạch bị chém một nhát vào người. Toạc một tiếng, quần áo của Vương Thành Trạch bị xé rách làm hai mảnh lên đến tận ngực. Vương Thành Trạch sợ toàn thân vã mồ hôi lạnh, nhìn ngực mình, phát hiện một nhát đao dài hơn 10 cm. Máu tươi chảy ra. Còn Thiên Thông cũng không khá hơn, bởi vì công phu của y yếu nhất. Bị linh đan của mình đánh cho lộn mười mấy vòng dưới đất rồi mới dừng lại. Tuy nhiên, hình như thân hình tròn vo của Thiên Thông giờ lại càng tròn hơn. Bởi vì mái tóc dài của y đã bị cạo chọc lóc. Thiên Thông lập tức đã biến thành Thiên Thông Đại Sư. Việc này đương nhiên là do Tống Đại Sư lưu tình, nếu không cứ thoải mái chơi đùa với cái đầu của y thì có lẽ Thiên Thông đã xuống âm phủ rồi. Mẹ ơi, đây là công phu gì, sao lại lợi hại như thế? Thiên Thông thầm hét lên, y rụt cổ lại sờ lên cái đầu chọc của mình. Trận chiến kịch liệt này làm sao có thể tiếp tục được, bốn người trong lòng đều bị bao phủ bởi bóng tối. Mới có một chiêu, bốn người đã thất bại, hơn nữa mỗi người đều khổ sở không chịu nổi. Nhất định là Tống Thanh còn lưu tình, nếu không có lẽ bốn người đã bị thương hết rồi. Bốn người nhìn nhau, gương mặt tự nhiên đần ra. Còn Lý Khiếu Phong và Trương Cường mặt căng ra gần như tấm sắt đen. Lý Cường lo lắng đến mức hai chân run lên, hai hàm răng va đập vào nhau phát ra tiếng lập cập. Chỉ có một chút bản lĩnh như vậy mà đòi tỉ thí với lão phu. Thật không có hứng thú, cút đi, sau này không được đến gây bất kỳ phiền toái nào cho Phượng gia nữa. Nếu không lão phu nhất định không tha cho các ngươi đâu. Hơn nữa, vì có quốc gia ngăn cản, nên lão phu phải giữ tính mạng cho các ngươi. Tống Thanh lạnh lùng nói, giọng nói lạnh thấu xương. Liên thủ. Diệp Phàm nghiến răng, bốn người nhanh chóng tản ra bốn góc. Tám cánh tay mở ra trong không trung, bốn luồng công lực mạnh mẽ đánh vào bức chướng ở trung tâm. Chỉ vài giây sau, Diệp Phàm phát hiện đóm lửa phát ra ở trung tâm, lập tức hét lên. Phát lực. Không khí xung quanh đột nhiên tăng lên đến mấy trăm độ, Phượng Thanh Hương và Tài Đông Mi đứng cách đó hơn 100 mét cũng lo lắng nói. Tống đại ca, chú ý có lẽ bọn họ tạo thế trận hợp luyện. Nhiệt độ rất cao. Một chút kỹ thuật như thế cũng đem ra khoe khoang cái gì, đến đi. Lần này lão phu sẽ không lưu tình đâu. Tống Thanh nói, tuy nhiên khẩu khí của lão ta hơi chút thay đổi. Bức chướng đột nhiên bay lên kỳ lạ. Giống như một chiếc diều lập thể rất lớn bay lên cao đến 5 mét. Nhìn tư thế có lẽ còn bay cao hơn nữa. Có lẽ bức chướng có tác dụng trợ đẩy của con diều, có thể lợi dụng lực của gió để bay lên cao. Được. Diệp Phàm lại hét lên. Ánh điện lóe lên chói mắt. Một tiếng ầm rất lớn vang lên, trong đó còn có tiếng thét của con gái. Lập tức xung quanh mờ mịt, có những thứ vỡ vụn, không rõ có vật gì bay xuống giống như mưa đá. Bức chướng được làm từ băng đá, đã bị chúng ta đánh vỡ một góc rồi. Lại một lần nữa, đánh vỡ bức chướng đi. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm rất nhạy cảm, vừa nhìn đã nhận ra, thế là hắn hét lên. Bốn người nghe xong liền giật mình, cảm nhận được niềm hy vọng. Thế là nhanh chóng lập lại vị trí chia thành bốn hướng đông, tây, nam, bắc bay lên không trung, mỗi người đều sử dụng nốt phần công lực còn lại của mình hợp lại với nhau. Làm hỏng băng xa của lão phu. Các người phải chết hết, đầu tiên chính là người, thằng nhãi. Giọng nói của Tống Thanh hết sức phẫn nộ truyền đến. Trong không trung đột nhiên như bị đóng băng, nguyên nhân là do nhiệt độ tăng cao mấy trăm độ của thiên lôi tứ tượng trận bất ngờ biến mất. Thay vào đó chính là sự lạnh buốt cực độ, Lý Khiếu Phong và Trương Cường đứng cách đó 200 mét vội vàng lùi lại mấy chục mét, hai người nhìn xung quanh, bất chợt sắc mặt tương đối khó coi. Có chuyện gì xảy ra thế, sao đột nhiên lại có tuyết rơi? Trương Cường kêu lên. Chương 2346, tiểu tử ngươi quá thâm. Tống Thanh giở trò quỷ, anh xem, trong phạm vi 300 mét đều có tuyết rơi, bên ngoài thì không có. Có lẽ lão ta đã luyện công phu chí hàn. Nghe nói Diệp Phàm có thể dùng công lực thêm vào sử dụng bí pháp tạo ra một quả cầu nước to đánh cho Thiên Thông suýt chết. Võ công của Tống Thanh còn lợi hại hơn so với Diệp Phàm, tạo ra băng để làm vũ khí khắc chế thiên lôi tứ tượng. Hôm nay, có lẽ không có gì tốt đẹp cả. Lý Khiếu Phong vẻ mặt lo lắng, nói với Trương Cường. Lý tướng quân, hay là nhanh chóng ra lệnh đi.
vừa rồi Tống Thanh đã hét lên sẽ lấy mạng bốn người họ. Đến lúc đó, sợ là tiếp viện cũng không kịp nữa. Loại cao thủ này, nháy mắt cũng có thể lấy đi mạng của người khác. Trương Cường lo lắng, đến bên Lý Khiếu Phong dùng ngôn ngữ riêng của tổ đặc nhiệm A nói nhỏ. Chỉ có thể như vậy thôi. Lý Khiếu Phong gật đầu bất đắc dĩ, vẻ mặt nặng nề nói. Lệnh cho Trần Quân dẫn đại đội tinh anh của báo săn đến cách Phượng Gia Trang 500 mét, cách chúng ta 1 km chờ lệnh. Bao vây toàn bộ thung lũng, máy bay chờ lệnh trên không. Tuy nhiên, phải chú ý bí mật, không được mang đến bất kỳ sự hoảng sợ không cần thiết nào. Rõ. Trần Quân bao vây bên ngoài hạ lệnh, hơn 100 người tinh anh của báo săn nhận lệnh, từ bốn phía lặng lẽ, nhanh nhẹn tiến về phía trước. Còn trên không hai chiếc trực thăng tiến công mang theo tên lửa hồng ngoại tìm mục tiêu loại nhỏ đang lơ lửng ở phía xa. Bốn người Diệp Phàm cảm thấy được áp lực của không khí, bởi vì, nội lực ép ra vẫn chưa hợp lại với nhau cảm thấy như bị đóng băng lại, ngưng trệ thành một khối. Mẹ nó, đây là công phu gì thế? Diệp Phàm trong lòng không ngừng sợ hãi. Chấn thương đi. Giọng nói của Tống Thanh phát ra kèm theo bốn tiếng rầm lớn. Bốn người cảm thấy được sự nguy hiểm rất lớn. Hình như có những viên băng đá tấn công bốn người. Ngực như bị cái gì đó đông cứng tấn công, toàn thân đều có áp lực của không khí đóng băng lại. Hơi thở cũng trở nên khó khăn, bốn người lúc này cảm thấy được thần chết đang đến. Rút lui. Diệp Phàm ra lệnh, bởi vì áp lực này quá lớn. Dưới áp lực này thì cơ bản không thể hoàn thành bước thứ hai thiên hỏa bùng nổ tấn công của thiên lôi tứ tượng. Tuy nhiên, rõ ràng là không kịp nữa rồi. Bốn người cảm thấy toàn thân cứng đơ, dường như bỗng nhiên bị trúng hàng nghìn lưỡi băng đao. Đột nhiên, ngoài ra như bị một trận đau đớn của trận đao kiếm truyền đến. Một tiếng ầm, bốn người bị bắn đi đến hơn 50 mét. Giống như bốn mảnh bom rơi xuống, liền tạo ra bốn cái hố ở dưới mặt đất. Lão già! Diệp Phàm tay động đậy, mấy chục cây phi đao đột nhiên bắn ra, tạo ra mấy chục đao ảnh trong không trung bao vây lấy Tống Thanh lúc này vẫn đang bay trên không. Bức chướng nhẹ nhàng phất phới bay giống như một con diều rất tốt. Ngưu cùng lực cản cũng vô ích thôi. Tống Thanh giọng lạnh tanh từ trên không truyền ra sức mạnh lớn, túm lấy bốn người Diệp Phàm đập xuống đất giống như quả bóng ra. Đập ba, bốn cái, bốn người đều cảm thấy sắp gãy xương. Thiên thông vì chưa đạt đến thập đẳng. Nên mặt đầy máu, miệng cũng ứa ra máu, ngay cả miệng của Vương Thành Trạch và Tây Môn Tân Thông cũng chảy máu. Lão cứ tiếp tục như vậy thì nhất định tất cả sẽ xong đời. Lý Khiếu Phong và Trương Cường nắm chặt tay lo lắng, rõ ràng nghe thấy tiếng xương cốt đang run lên. Trực thăng tiến công. Lý Khiếu Phong hạ lệnh. Lý Khiếu Phong biết rằng, trước khi chưa có kết quả thì chưa thể dùng tên lửa. Đến lúc đó, mặc dù Tống Thanh có dừng tay, thì có lẽ bốn người Diệp Phàm cũng gần chết rồi. Đây là lão Lý lo lắng ra lệnh trước, nếu không thì lại không kịp cứu bọn họ. Ê a cái mẹ gì, lão già, Diệp Phàm ta không cần cái mạng này đâu. Diệp Phàm hét lên, tiếng hét giống như sét đánh, phi đao trong tay lập tức phóng ra cả trăm cái bay ra như hoa. Lập tức tạo thành một lưới đao trên không bao vây lấy Tống Thanh. Đao khí và không khí ma sát với nhau, phát ra những tiếng vù. Phù cảm giác như không khí đang tách ra. Đây là sự thể hiện toàn bộ công lực tinh túy của Diệp Phàm, là tử chiến. Ôi vô dụng rồi còn cố làm gì nữa? Lý Khiếu Phong cau mày thở dài lo lắng. 100 cây phi đao cũng bị đánh rơi, tuy nhiên đúng lúc này, Tống Thanh đột nhiên hét lên. Thằng nhãi vô liêm sỉ, ngươi quá thâm độc. Tôi không thâm độc thì ông cũng lấy đi mạng của bọn người bọn tôi, phát. Ba người còn lại đều hiểu rằng Tống Thanh đã bị Diệp Phàm ra tay độc. Tuy nhiên Diệp Phàm lại phun ra một ngụm máu tươi, tứ tượng lập tức phục hồi. Chỉ có điều Tống Thanh rõ ràng là rất tức giận, bốn người vẫn chưa đứng vững, bốp mấy tiếng vang lên. Vương Thành Trạch, Tây Môn Đông Hồng và Thiên Thông bị một sức mạnh đánh bay đến hơn 100 mét. Ba người ngã xuống đất không bò dậy nổi. Thiên Thông! Trương Cường hét lên muốn đến đỡ. Đừng nhúc nhích! Lý Khiếu Phong đột nhiên lạnh lùng nói, tay ngăn Trương Cường lại. Còn không cứu bọn họ sẽ chết mất. Trương Cường lo lắng đỏ mắt nhìn lão Lý hét lên. Trận đấu chưa kết thúc, bên nào cứu người sẽ thua. Lý Khiếu Phong nói. Tôi xin viện trợ, xin viện trợ. Trương Cường nói. Lão Lý, xin hay uy hiếp khiến ép cho Tống Thanh dừng tay trước đã. Lúc này nghe thấy tiếng Trần Quân lo lắng truyền đến.
Vừa nghe nói Diệp Phàm sắp mất mạng, Trần Quân đương nhiên cũng lo lắng. Chờ thêm một chút nữa. Lý Khiếu Phong lệnh. Lão Lý, nếu đại ca của tôi chết, Trương Cường tôi sẽ liều mạng với anh. Trương Cường mắt đỏ lên hét. Tôi cũng vậy. Trần Quân nói trong điện thoại. Diệp Phàm mà chết, Lý Khiếu Phong tôi sẽ tự đâm để tạ tội. Lời của Lý Khiếu Phong chắc nịch, tuy nhiên, hai người bọn họ đều là dùng tiếng lóng của tổ đặc nhiệm A để nói. Người của Phượng gia không thể hiểu được. Trên mặt Diệp Phàm hiện rõ những vết bầm tím của ngón tay. Trước tiên hãy thưởng thức cái tát tai đi tên tiểu tử, sau đó lão phu sẽ lột ra ngươi. Giọng Tống Thanh rất tàn khốc nói. Tuy nhiên, mọi người đều nghe thấy hình như Tống Thanh cũng đã bị thương. Lý Khiếu Thiên nhìn kỹ cuối cùng phát hiện, bức băng chướng đó hình như bị đâm thủng một lỗ to bằng nắm đấm. Và thông qua cái lỗ này có thể nhìn thấy một bộ phận của cơ thể ở bên trong. Có lẽ đó là đùi của người đó. Lão già, quyết chiến thì làm sao có thể nói ta là thâm độc, chẳng phải ông còn thâm độc hơn bọn tôi sao? Diệp Phàm nói, tuy nhiên rõ ràng Tống Thanh đã có chủ ý, muốn lấy đi mạng của Diệp Phàm. Một luồng nhiệt độ cực thấp truyền đến, lập tức phủ lấy Diệp Phàm. Đầu óc của Diệp Phàm bỗng như thiếu oxy, cơ thể bị nhốt lại không có cách nào cử động được. Hắn liều mình muốn vùng vẫy, nhưng chỉ phí công mà thôi, bởi vì trình độ công phu của hai bên quá cách xa nhau. Hừ, lão phu muốn cho ngươi nếm thử mùi dê bị chăn quấn. Giọng nói của Tống Thanh càng lạnh lùng, tàn khốc hơn. Việc hít thở càng ngày càng khó, hơn nữa cái lạnh làm cho toàn thân Diệp Phàm phát sốt rét lên. Hai hàm răng va đập vào nhau kêu lập cập. Cung tướng quân, phải chăng nên ra tay? Lý Khiếu Phong dùng tiếng lóng liên hệ với tổng bộ. Tôi nghĩ cũng sắp đến lúc rồi, chỉ sợ là chậm trễ, dù báo săn xuất kích ép Tống Thanh dừng tay, nhưng Diệp Phàm liệu có vì thế mà sẽ bị trọng thương không có cách nào hồi phục thì phiền phức. Lão Lý, anh nói xem, vị sự phụ thần bí của Diệp Phàm liệu có theo dõi ở phía xa không? Cung Khai Hà hỏi. Không rõ nữa. Việc này ít nhất trong phạm vi mắt tôi có thể nhìn thấy được thì không phát hiện ra người nào. Hơn nữa Trần Quân bọn họ đều dùng ống nhòm quan sát tứ phía, không hề phát hiện ra việc bất thường. Trên không thì có hai chiếc trực thăng trong phạm vi khống chế cũng không phát hiện điều gì lạ. Trừ phi người đó có thể bay cao hơn máy bay. Như thế là không thể, dù có là tiên thiên đại năng giả trong truyền thuyết cũng không thể bay cao như thế. Chỉ có thể là dùng công lực phản công từ dưới đất lên không trung mấy chục mét trượt đi khoảng 1-2 dặm mà thôi. Như vậy chỉ có thể nói đó là nâng cấp của khinh thân để túng, không thể là bay. Lý Khiếu Thiên nói, bay cao hơn trực thăng thì không thể, trực thăng của chúng ta còn có radar. Trong phạm vi mấy nghìn mét cũng đều bị radar tìm ra. Tuy nhiên, kỳ nhân có cách của kỳ nhân, chúng ta không tưởng tượng được. Cứ chờ xem Lý Tướng Quân, luôn luôn chú ý. Khi cần tôi trao quyền chỉ huy ở hiện trường cho anh. Tất cả lấy bảo vệ mạng sống của Diệp Phàm, Thành Trạch, Thiên Thông là quan trọng nhất. Nhưng, việc của quốc gia cũng không được thất bại. Lời nói của Cung Khai Hà dường như có chút mâu thuẫn. Nhưng Lý Khiếu Phong là một đảng viên, ông ta cũng hiểu được việc này, đành phải lặng lẽ quan sát diễn biến ở hiện trường. A! À, Diệp Phàm hét lên thảm thiết, một tay đột nhiên hướng lên trời, đã làm cho hắn đứng dựng lên. Đúng lúc này, Diệp Phàm cảm thấy một luồng sức mạnh từ trong bụng truyền ra. Nội công Phật Pháp của Bảo Trí Thiền Sư đã giúp rất nhiều. Hả? Tống Thanh đang bay trên không trung trong bức chướng đột nhiên phát ra âm thanh kỳ lạ, mọi người phát hiện. Lòng bàn tay của Diệp Phàm bỗng nhiên như sáng lên, tuy nhiên người phía dưới thì không phát hiện điều gì. Cút đi, cút, cút. Tống Thanh đột nhiên hét lên, dường như vô cùng đau khổ, Diệp Phàm cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm. Áp lực đã bị tiêu tan hoàn toàn. Rút lui. Lý Khiếu Phong khàn giọng ra lệnh, nhiệm vụ lần này thất bại rồi, hơn nữa bại tâm phục khẩu phục. Trần Quân dẫn người và máy bay lui ra ngoài hai dặm. Còn Trương Cường cùng với mấy đội viên lập tức tiến lên cõng bốn người Diệp Phàm rời khỏi. Đưa Vương Cư và Phượng Lôi đi, sau này Phượng gia không liên can gì với các ngươi nữa. Nếu to gan dám đến, Tống Thanh ta chết cũng sẽ không để các ngươi có ngày bình an. Lúc này giọng nói của Tống Thanh lại truyền đến. Tiền bối đồng ý cho bọn họ chiêu mộ. Lý Khiếu Phong chắp tay hỏi. Còn nói nhiều lời, bảo các ngươi đưa đi thì đưa đi. Tống Thanh không kiên nhẫn nói. Tống đại ca, chúng ta thắng rồi, tại sao lại làm như thế?
Tài Đông Mi không nhịn được hỏi, bởi vì Phượng Lôi cũng coi như là đồ đệ của bà ta, từ trước đến giờ luôn đi theo bảo vệ Phượng Tứ. Tài Đông Mi không nỡ lòng nào. Ngươi nghi ngờ quyết định của ta có phải không? Giọng nói của Tống Thanh chắc chắn, lạnh lùng truyền đến. Tôi nghe theo Tống Đại Ca. Tài Đông Mi lập tức mềm lại, còn Phương Thanh Hương ra hiệu cho Phượng Tứ thông báo cho Phương Lôi và Vương Cư Hòa. Chương 2347, thưởng Phượng Tứ cho ngươi. Tiền bối, 5 năm sau, tức là năm 2010, nếu người còn sống, tôi lại xin đến thung lũng này một chuyến. Diệp Phàm càn rỡ hướng lên bức chướng đang bay trên không trung nói. Tiểu tử có gan, lão phu không chết nhanh thế đâu. Không nói 5 năm mà trong vòng 1 năm ngươi có thể làm cho lão phu thành như thế nào, lão phu làm chủ tặng Phượng Tứ cho ngươi. Tống Thanh thản nhiên nói. Phượng Tứ bĩu môi không dám mở miệng phản đối, bởi uy quyền của lão tổ tông quá lớn. Bốn người Diệp Phàm được người cõng, dưới sự dẫn đầu của Lý Khiếu Phong rút lui khỏi Phượng Gia Trang. Trở lại đội ngũ với thêm 2 người nữa, vẻ mặt tức giận, đó là Phượng Lôi và Vương Cư Hòa. Diệp Phàm đi xa rồi, trong thung lũng lại trở lại yên bình. Bức băng chướng kêu rắc một tiếng rồi rơi xuống đất, làm cho lá cỏ bay lên không đến hơn 10 mét, dưới đất rơi đầy những viên băng đá vụn. Không sao chứ Tống Đại Ca. Tài Đông Mi giọng có chút run sợ. Thằng nhãi làm hỏng chuyện lớn của ta. Tống Thanh thở dài, bước ra từ trong bức băng chướng. Người này mặt tròn, rộng, hơi giống với nhân vật đóng vai bát giới trong phim Tây Du Ký. Nhìn người khoảng 60 tuổi, toàn thân đều là bụi băng. Ông ta vừa dùng mình một cái thì bụi băng sột soạt rơi hết xuống đất. Tống Đại Ca, vào phòng nghỉ một chút đi. Phượng Thanh Hương vẻ mặt thương xót nói. Tống Thanh thay quần áo xong ngồi xuống chiếc ghế gỗ, sắc mặt tối đen. Đại ca bị thương rồi sao? Đông Mi xoa cho anh nhé. Tài Đông Mi lúc này giống như một hầu gái, mặt dịu dàng đi đến bên Tống Thanh, đưa tay xoa bóp cho ông ta. Còn Phượng Thanh Hương không hề tỏ ra cái kỳ lạ cả, dường như rất tự nhiên. Trên đùi bị chém một nhát đao, ta đã dùng công lực hàn băng ngăn không cho máu chảy ra, không có gì đáng lo. Chỉ tiếc là căn phòng băng mộc đó ta đã mất mười mấy năm tạo ra giờ lại bị nó đâm hỏng. Vết thương của ta vừa mới hồi phục, không dễ dàng gì mà đạt được đến cảnh giới đầy đủ của thập nhị đẳng. Gần đây, ta đã sờ được đến cánh cửa của tiên thiên đại năng giả. Tuy nhiên bỗng chốc gặp phiền phức rồi. Thằng nhãi, ta hận là không thể tát chết nó. Tống Thanh vẻ mặt tức tối nói. Vậy nhanh chóng chữa trị đi. Đại ca cần phải nguyên liệu gì thì bảo em. Bọn em sẽ dốc toàn lực của Phượng ra đi tìm. Phượng Thanh Hương vội nói. Không dễ đâu, đây là một loại gỗ rất đặc biệt, gọi là băng mộc. Sinh trưởng ở nơi lạnh nhất của Nam Cực, còn phải mất mấy năm đóng băng trong băng đá mới có thể được tạo nên. Ta cũng không phải là dễ dàng mới ngẫu nhiên tìm được. Muốn tu bổ, chỉ có thể quay trở lại đó tìm. Cũng không biết phải đến lúc nào. Tống Thanh nói. Thằng nhãi đó thực sự ghê gớm. Đại ca vừa rồi tại sao lại tha cho nó? Tài Đông Mi hỏi. Không tha không được, người này có quan hệ với bức vương Nam Lăng Hậu. Ta phát hiện ra từ bàn tay của hắn. Rõ ràng có dấu hiệu của bức vương. Ký hiệu này rất đặc biệt, chỉ có nhân tài quan trọng của Nam gia mới dùng. Hơn nữa, muốn làm giả cũng không thể làm được. Năm xưa ta phát hiện trên người một hậu bối của Nam gia, người thanh niên năm đó tuy võ công không cao. Chỉ là, cấp độ của dấu hiệu còn không bằng người này. Cũng kỳ lạ, người này lẽ nào là hậu bối hoặc đệ tử của Nam Lăng Hậu, các ngươi không nghe ngóng được một chút tin tức nào có liên quan sao? Tống Thanh bất đắc dĩ hỏi. Ôi, bọn họ tới dưới ngọn cờ của quốc gia, nếu như đánh trọng thương bọn chúng, nói trước chúng ta cũng có lý do. Chỉ có điều muốn giữ bí mật chuyện này thì tuyệt đối không thể. Đại ca nói đúng, có thể đánh trọng thương chứ không thể lấy đi mạng sống của chúng. Phượng Thanh Hương nói, về Nam Lăng Hậu, chúng ta cũng chưa nghe nói qua. Tuy nhiên thời gian trước ở Hồ Lục Hãn, Tài Đông Mi đem chuyện kể lại một lượt. Người đó rất có thể chính là Nam Lăng Hậu, tuy nhiên lúc này có lẽ không ở bên cạnh Diệp Phàm. Tống Thanh đột nhiên ngồi thẳng lên, dường như áp lực của Nam Lăng Hậu mang đến cho ông ta sự sợ hãi. Tống Đại Ca, Nam Lăng Hậu rút cuộc là ai? Anh nói cho bọn em biết đi, bọn em đối phó trước. Phượng Thanh Hương nói, đối phó, các ngươi không phải là đối thủ của lão đâu.
trừ khi ta có thể đột phá được cảnh giới của tiên thiên đại năng giả thì còn có thể đấu được với lão ta. Có lẽ người này đã sớm đạt được cảnh giới tiên thiên. Ôi, đáng tiếc, đại ca ta đã bỏ đi nhiều năm rồi mà không có một chút tin tức gì. Nếu không Nam Lăng Hậu phải sợ anh ấy. Tống Thanh phục hồi khí thế. Tống đại ca, nhiều năm rồi như vậy, anh chưa từng nói với bọn em anh còn có một đại ca. Tài Đông Mi vẻ trách móc hỏi. Núi cao có núi cao hơn. Năm đó đứng đầu 10 đại cao thủ của thế giới chính là đại ca của ta. Hơn 20 năm trước anh ấy đã đạt được cảnh giới của ta bây giờ. Tin rằng anh ấy nhất định sẽ đột phá đến tiên thiên. Đại ca là thiên tài luyện võ, tốc độ tiến bộ của công phu bằng 3, 4 lần ta. Hơn nữa, đại ca may mắn. Năm đó một tay đã đánh cho Trương Hữu Trần của võ đang bay đến cả 100 mét, làm ông ta gãy mất 2 cái răng. Tống Thanh tỏ vẻ đắc ý nói. Nghe nói Trương Hữu Trần chẳng phải đã đạt được cảnh giới trong truyền thuyết rồi sao, đại ca của anh cũng có thể thắng sao? Tài Đông Mi vẻ mặt khiếp sợ. Cái này cũng khó nói, tuy nhiên, ta tin rằng đại ca đã đột phá đến tiên thiên nhiều năm rồi. Dù có gặp Nam Lăng Hậu cũng phải có một trận chiến. Tuy nhiên, cũng phải nói đến Nam Lăng Hậu, thực sự là rất thần bí. Trong thiên hạ có lẽ không có mấy người biết được thân phận thực sự của ông ta và ông ta đến từ đâu. Hơn nữa, người này về cơ bản chưa bao giờ thất bại, xuất quỷ nhập thần, luôn luôn đánh bại đối thủ rồi bỏ đi. Tống Thanh nói, đại ca, tên Diệp Phàm kia gào lên trong vòng 5 năm nữa sẽ lại đến thung lũng. Vì thế phải khẩn trương nghĩ cách sửa lại căn phòng băng mộc đi. Phượng Thanh Hương nói, dựa vào hắn, 5 năm, cho hắn 100 năm cũng vô dụng. Nếu không phải nể mặt Nam Lăng Hậu, hôm nay trên thế giới này sẽ không còn Diệp Phàm đó nữa. Các ngươi không phải lo, 5 năm sau, có lẽ ta nắm chắc 8 phần sẽ đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Đến lúc đó Diệp Phàm chẳng là cái gì cả. Nếu như Nam Lăng Hậu đến, chúng ta cũng phải có một trận chiến thực lực. Nếu như có không thể đột phá được thì cũng không phải sợ thằng nhãi Diệp Phàm. Trong vòng 5 năm ngắn ngủi hắn có thể đạt đến thập nhất đẳng đã là thiên tài rồi. Lời nói này của Tống Thanh có chút hài hước. Việc này, đàn ông mà, trước mặt hai phụ nữ yêu quý ai chẳng có tật xấu. Tuy nói tuổi tác ba người không còn nhỏ nữa, chỉ có Tài Đông Mi còn trẻ một chút. Còn Tống Thanh cũng đã trên dưới 60, Phượng Thanh Hương có lẽ là già nhất. Hai người thực ra rất yêu người đàn ông này, khúc mắc tình cảm trong đó cũng tương đối phức tạp. Ông, cháu, Phượng Tứ mặt hơi đỏ liếc nhìn Tống Thanh, vẻ bức xúc muốn nói nhưng lại thôi. Yên tâm Phượng Tứ, cháu yên tâm người sẽ cưới cháu, thằng nhãi đó không thể đánh bại ta đâu. Vì thế không thể thực hiện được lời vi ước đó đâu. Trên mặt Tống Thanh lộ ra nụ cười. Cháu không phải là ý đó. Phượng Tứ nhăn nhó một chút. Không phải ý đó thì là ý gì? Tống Thanh tỏ ra khó hiểu, mắt ông ta trợn lên. Anh à, anh đúng là luyện công đến mức trở nên ngốc nghếch rồi. Anh không hề cân nhắc đến tâm sự của thanh niên bây giờ. Phượng Thanh Hương oán trách cười nói. Lẽ nào tiểu tứ lại thích thằng nhãi đó, việc này dễ thôi, ta đi bắt nó lại cho kết hôn với tiểu tứ là được rồi. Tống Thanh rất thoải mái nói. Không phải như vậy. Phượng Tứ đỏ bừng cả mặt hét lên. Không phải, vậy thì là ý gì? Hay là tiểu tử đó đã trêu chọc cháu? Không sao, dựa vào tính cách của nó có lẽ 5 năm sau nó sẽ lại đến tìm. Đến lúc đó ta sẽ bắt nó cho cháu xử lý thế nào cũng được. Còn nữa nếu muốn đi ra ngoài, ta cũng sẽ giúp tiểu tứ một tay. Tống Thanh nói. Ông! Phượng Tứ dập chân. Con bé này, sao nào? Tống Thanh nghi ngờ khó hiểu. Đại ca, anh còn không nhìn thấy sao? Em hơi nghi ngờ một chút, liệu có phải con bé đã động lòng rồi? Phượng Thanh Hương nói. Cũng là bình thường. Trẻ tuổi tài giỏi, đẹp trai, cô gái nào mà không động lòng. Hơn nữa, tiểu tử đó cũng là một kỳ tài luyện võ. Còn trẻ như vậy đã đạt đến thập đẳng, thiên bẩm không hề thua đại ca của ta. Đúng là một cây mầm tốt, đáng tiếc là đã bị Nam Lăng Hậu cướp trước mất rồi, nếu không thực sự ta muốn thu nhận hắn rồi. Tống Thanh nói. Thanh ca, việc cấp bách bây giờ là phải phục hồi công lực của anh trước. Phượng gia tuy rất lớn nhưng những gia tộc giống như chúng ta ở Trung Quốc không phải là ít. Trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn, gia tộc quá lớn, nguy hiểm cũng rất cao.
Phượng Thanh Hương nhíu mày tỏ ra là chủ nhân chính thức của Phượng gia, trong lòng bà ta lúc nào cũng suy nghĩ. Ôi, Thanh Hương, vất vả cho hai người rồi. Thôi vậy, việc này cứ từ từ. Thời gian này ta phải đi Nam Cực một chuyến xem có thể tìm được nguyên liệu về tạo một căn phòng khác không. Chỉ cần có phòng băng mộc, cơ hội đột phá sẽ lớn hơn mấy lần. Còn Phượng gia, các người cũng không cần quá lo lắng. Khắp Trung Quốc tuy là những gia tộc như chúng ta không ít, nhưng thực lực của họ không thể vượt qua chúng ta có gì phải lo lắng. Nói về phía quốc gia, chúng đã cho Cư Hòa và Phượng Lôi, tin rằng bọn họ sẽ không lòng tham vô đáy. Nếu không Tống Thanh ta quyết không đồng ý, quốc gia lại như thế nào nữa, thực sự khiến lão phu tức lên thiên hạ này rộng lớn thế nào cũng phải đi. Tống Thanh lại phục hồi hào khí. Mẹ kiếp, mày còn mang được cái mạng về. 2 triệu đáng thương này thiếu chút nữa thì bị ta đưa xuống Diêm La Điện uống trà rồi. Lão già thật đúng không phải là người, thật lợi hại. Thiên Thông nói, xoa lên mặt đang sưng to của mình. Tống Thanh chắc chắn là đã đạt được thực lực thập nhị đẳng rồi, chúng ta có thể giữ được mạng trở về đã là tốt lắm rồi. Tuy nhiên, tại sao lão đột nhiên lại thả chúng ta, thật là kỳ lạ. Vương Thành Trạch nói đến đây nhìn Diệp Phàm. Việc này tôi cũng không hiểu, đúng là kỳ lạ. Diệp Phàm thực sự suy nghĩ và đã nghĩ ra được một chút, đôi mắt chim ưng nhìn bàn tay của mình. Thầm nghĩ hay là do vị sư phụ kia, dấu hiệu con rơi này đã làm cho cao thủ thập nhị đẳng Tống Thanh phải sợ hãi. Nếu không hôm nay thực sự đen đủi rồi. Có phải không bí thư Diệp? Tây môn tân môn thông tiền bối không cười nổi nhìn Diệp Phàm. Đương nhiên lúc đó mọi người ở hiện trường đều hoài nghi việc này có liên quan đến Diệp Phàm. Tuy nhiên, bí thư Diệp, vừa rồi anh đã làm gì Tống Thanh, làm cho lão ta suýt chút nữa thì nổi trận lôi đình. Tây môn tân thông vẫn có hứng thú, hỏi dồn. Ha ha, một cây phi đao của tôi đã đâm thủng bức băng chướng của lão. Cây đao cuối cùng kẹp ở trong đó mới là sát chiêu lợi hại nhất. Những cây đao còn lại chỉ là đánh lừa, vì chiêu này tôi suýt nữa thì tận lực. Diệp Phàm nửa thật nửa đùa nói, đương nhiên không thể tiết lộ bí mật của can tướng. Chương 2348, thằng nhãi mặt dày. Ha ha, các cậu vất vả rồi, lần này trở về tôi sẽ báo cáo công với cung tướng quân. Lý Khiếu Phong tủm tỉm cười nói. Lão Lý trong lòng đương nhiên rất vui, 4 người đều không bị thương nặng, lại còn thêm được 2 thành viên tài năng nữa. Tôi không cần đâu, lần này chỉ là nể mặt cháu của tôi mà đến. Phần thưởng này nhận cũng chẳng có tác dụng gì. Tây môn tân thông lắc đầu. Tôi cũng không cần, lấy làm gì, cho Diệp Phàm đi. Anh ấy còn cần dùng đến một chút, tuy nhiên, tốt nhất là tất cả đều có thể được nhận khen thưởng ở mọi bộ ngành của chính phủ. Sau này khi đề bạt cũng có thể dùng đến có phải không nào? Vương Thành Trạch nhìn Diệp Phàm, thản nhiên cười nói. Các vị tiền bối đều không cần, tôi còn lấy làm cái gì? Dù sao kiếp này nhận huy chương quân đội cũng đã không ít rồi. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Lý tướng quân. Khen thưởng tôi thì không cần, chỉ bằng cho cái gì thực tế chút thì thế nào? Thiên Thông mặt dày nói. Cậu cần cái gì thực tế, nói ta nghe xem nào. Lý Khiếu Phong giọng châm biếm nói. Liệu có thể thưởng cho tôi một cửa hàng nào đó ở thủ đô không? Thiên Thông xoa xoa cái đầu chọc hỏi, mặt hắn cũng dần dần đỏ lên. Ở chỗ nào, cậu nói đi. Lý Khiếu Phong hỏi. Phố Quầy Ba ở Tam Lý Đồn thì thế nào? Yêu cầu của tôi không cao phải không? Các anh thưởng cho tôi một cửa hàng ở đó, chiều rộng chỉ cần 8 mét, sâu khoảng 20 mét trở lên là được rồi. Năm nay tiền lương của tôi không cao, chút tiền này không đủ để chi tiêu. Hơn nữa, việc của tôi nhiều, lại không cả ngày ở đó, có thể kiếm thêm khoản thu nhập ngoài. Không giống đồng chí Tiểu Diệp, lăn lộn, phát triển rất nhanh ở bên ngoài. Chẳng phải nói chuyện gì khác, quanh năm nhận phong bì cũng đã mỏi tay rồi. Hơn nữa lại còn không phạm pháp, toàn những chuyện tốt. Thiên Thông mở miệng một cái là có cả đống lý do, mọi người trong máy bay đều trố mắt nhìn. Cậu cũng thật là tham lam đấy, một cửa hàng trên phố Quầy Ba ở Tam Lý Đồn, lại còn rộng 8 mét, sâu 20 mét trở lên, cậu có biết một cửa hàng như thế có thể bán đấu giá được bao nhiêu tiền không? Diệp Phàm suýt phá ra cười. Khoảng mấy triệu. Thiên Thông cũng thật là ngốc, ánh mắt người ta gian xảo như thế. Ha ha, thế thì là 2 cửa hàng rồi, lấy đâu ra một gian mà mặt tiền rộng đến 8 mét. Vương Thành Trạch cười phá lên nói tiếp.
Ở thủ đô nhà tôi có hơn 10 cửa hàng, trong vòng 5 năm cậu giúp tôi được 2 việc, tôi sẽ tặng cậu một cửa hàng, thế nào? Còn lão Lý, cậu đừng làm khó anh ấy nữa, trong tổ làm gì có cửa hàng mà tặng cho cậu? Tôi vẫn chưa muốn bán thân. Thiên Thông trợn mắt nhìn Vương Thành Trạch nói. Ai nói không có cửa hàng, tôi đã biết cả rồi. Phòng khoa học quân sự ở biệt thự Hồng Diệp chẳng phải là của tổ A sao? Đương nhiên tôi biết biệt thự Hồng Diệp là tài sản riêng của đồng chí Diệp Phàm, Thiên Thông tôi sẽ không cần. Tuy nhiên, bên cạnh cách phòng khoa học quân sự nửa dặm chẳng phải có một phòng khám sao? Phòng khám đó thì liên quan quái gì đến cậu? Diệp Phàm nói. Đương nhiên chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng mà tôi hiểu rằng, phòng khám đó chính là một cái cửa nhỏ của tổ A. Hi hi, lão Lý, phòng khám đó không hề nhỏ, phân cho tôi một gian cũng chẳng đáng là gì. Dùng gạch xây ngăn cách lại là được thôi. Thiên Thông tôi lần này đã liều mạng, nhặt một cửa hàng vứt đi cũng chẳng phải là quá đáng. Nếu không lần sau gọi tôi cũng khó đấy. Thiên Thông vẫn muốn ép Lý Khiếu Phong. Muốn cửa hàng không phải là dễ dàng, Tiểu Thiên, tôi có một đề nghị với anh thế này, bảo đảm thủ trưởng cung lập tức cho anh cửa hàng. Không chừng lại còn kiếm được một căn biệt thự, lại có cả mỹ nhân và xe đẹp, cái gì cũng có. Diệp Phàm cười khan một tiếng. Anh có lòng tốt như vậy sao? Thiên Thông liếc nhìn Diệp Phàm, tuy nhiên sau đó cũng cười hì hì. Có điều anh có thể nói tôi nghe, xem có tính xây dựng không? Rất đơn giản, anh chính thức gia nhập tổ đặc nhiệm A. Việc này Diệp Phàm tôi có thể bảo đảm cho anh. Chỉ cần anh ký vào hợp đồng gia nhập, từ nay về sau, cái gì anh cũng có. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Vừa thôi, tổ đặc nhiệm A không phải là ngân hàng, cần cái gì có cái đó. Thiên Thông cơ bản không mắc mưu, đầu óc y vẫn còn rất tỉnh táo. Thế thì thôi luôn, có cho mới có nhận chứ, nếu không dựa vào cái gì mà yêu cầu thủ trưởng cung đem phòng khám cho anh. Tiểu Thiên à, thiên hạ này không bữa cơm trưa miễn phí vậy đâu. Diệp Phàm hết sức châm chọc. Keo kiệt, tôi không cần nữa được chưa nào, thật là. Thiên Thông tức ngoảnh mặt đi, mấy người suýt nữa thì phá ra cười. Vừa về đến thành phố Đồng Lĩnh. Kiều Hà con trai của Kiều Chính Hòa cũng đến thành phố Đồng Lĩnh, đi cùng còn có cả Kiều Viên Viên. Diệp Phàm tiếp đãi anh ta ở nhà mình. Diệp Phàm cũng hiểu, Kiều Hà kéo theo cả Kiều Viên Viên đến đương nhiên là muốn tăng thêm tình cảm thân thích. Em rể, đây chính là tài liệu có liên quan. Đối thủ mạnh của bọn em chủ yếu ở phía Nam. Hình như cũng nghe ngóng được thông tin của mấy tỉnh, trong bọn họ có người bằng những con đường khác nhau đã tiếp xúc với lãnh đạo của tập đoàn điện lực Viễn Đông. Ở chỗ bố chúng ta cũng có người tìm đến đó. Vì thế, các chú ở đây phải nhanh chóng nắm bắt, đưa tất cả những điều kiện có thể thể hiện thì đem ra. Hơn nữa, bố anh còn có một đề nghị, đó là bọn chú có dám đánh cược một phen không? Kiều Hà nói. Đánh cược thế nào? Diệp Phàm như thoáng suy nghĩ, nhìn Kiều Hà hỏi. Bỏ một số tiền trước giống như để giải phóng mặt bằng để thông dòng nước phát điện. Về yêu cầu của nhà máy phát điện. Trong tài liệu bố cũng đã giải thích rất rõ rồi. Chú theo phương án của bố thực hiện giai đoạn giải phóng mặt bằng trước là được. Kiều Hà nói. Một số tiền, có lẽ mức tiền cũng không ít phải không? Diệp Phàm nói. 5 tỷ vốn đầu tư lớn như thế, phải phân thành 2 giai đoạn. Đầu tư cho trạng thái tĩnh của công trình nhà máy nhiệt điện là 4,5 tỷ, đầu tư cho trạng thái động của công trình là 0,5 tỷ. Tổng vốn đầu tư của kế hoạch là 5 tỷ. Dựa theo tiêu chuẩn xây dựng nhà máy kiểu này trước kia mà nói, quy hoạch quy mô xây dựng là 8 × 600 MW, phân theo giai đoạn xây dựng, công trình của một giai đoạn là 2 × 600 MW tổ máy đốt than. Một giai đoạn là 220 kV điện cao áp, hai giai đoạn sau là 500 kV điện cao áp, đồng thời cũng xem xét một phương án của cho ra một giai đoạn 500 kV. Suy cho cùng. Hạng mục lớn như vậy nhưng toàn bộ đều do tập đoàn điện lực Viễn Đông đầu tư thì cũng không có tính thực tế. Có lẽ phải do nhiều đối tác cùng đầu tư. Còn tập đoàn điện lực Viễn Đông là nhà nắm cổ phần. Phần lớn số tiền đầu tư có lẽ vẫn là từ ngân hàng. Còn cái hay là ở giai đoạn xây dựng chính là sau giai đoạn đầu sẽ kiếm được tiền đầu tư ở giai đoạn 2. Vì thế, quy mô của tổ máy đốt than giai đoạn đầu chủ yếu phụ thuộc vào tiền đầu tư. Nếu đủ tiền thì đầu xuôi đuôi lọt, nếu tiền ít thì chỉ có thể đầu nhỏ đuôi to. Kiều Hà nói, vấn đề này tương đối lớn, bỏ qua tất cả không nói đến những gì bản thân nhà máy điện gặp phải, ví dụ được phê chuẩn,
sự khó khăn trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng đất, nhà nước rất nghiêm khắc đối với việc phê chuẩn hạng mục nhiệt điện này. Còn việc tìm vốn đầu tư mới là khó khăn lớn nhất. Xem tài liệu của Kiều Thúc đưa cho, Tập đoàn Điện lực Viễn Đông là phía khống chế cổ phần lớn nhất, chiếm 51% mức đầu tư, nếu tính thành tiền thì khoảng hơn 2,6 tỷ. Còn lại là thiếu khoảng 2,4 tỷ. 2,4 tỷ này Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh chúng tôi muốn một mình nuốt hết, số tiền này đến hổ cũng không thể nuốt. Diệp Phàm lật xem tài liệu xong nói. Thực tế, nhà đầu tư đến từ nhiều con đường khác nhau. Tập đoàn Điện lực Viễn Đông nhất định là nhà đầu tư lớn nhất. Ví dụ, dựa vào kinh nghiệm, Ủy ban Kế hoạch Phát triển của thành phố Đồng Lĩnh các anh, Viện Thiết kế Thăm dò Điện lực của tỉnh Tấn Lĩnh. Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh và một số doanh nghiệp có cùng chí hướng cũng tham gia vào nhà máy điện. Đương nhiên, bố cũng nói, chính phủ không thể bỏ ra bao nhiêu tiền. Còn việc kéo doanh nghiệp nhập cổ phần thì trước mắt các chú cũng cần phải gấp rút làm việc này. Nếu việc chọn địa điểm tốt rồi, nhà đầu tư sẽ có chỗ để tin cậy, một khi thời cơ của các chú chín muồi. Bố có thể hết sức đề cử tổ khảo sát của tập đoàn xuống khảo sát. Tin rằng có được những điều kiện thuận lợi như vậy rồi, điều kiện các chú đưa ra cũng phù hợp với yêu cầu của tập đoàn, như vậy thì giành được tiên cơ rồi. Chỉ có điều, ba cũng nói, giống như dân cờ bạc đập tiền trước kia, các chú cũng phải xem xét thận trọng, dù sao, đó cũng không phải là một hạng mục nhỏ, không có mấy chục triệu thì không nhận được đâu. Nếu nhà máy điện có thể làm ở đây, thì Đồng Lĩnh còn kiếm lại được, một khi mất đi cơ hội này, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh có lẽ phải gánh trên lưng món nợ mấy chục triệu. Đối với người giới thiệu, người thuyết phục các chú mà nói đều sẽ bị vấn đề này chụp mũ. Kiều Hà vẻ mặt nghiêm trọng nói. Đó là đương nhiên. Cơ hội và rủi ro luôn cùng tồn tại. Uổng phí mà vô công, Diệp Phàm tôi sẽ trở cái tên bị bêu danh, thậm chí còn bị phê bình. Tuy nhiên, đã có Kiều Thúc làm nội ứng ở Tập đoàn Điện lực Viễn Đông, mà Kiều Thúc lại đưa cho tài liệu cụ thể như thế này. Tôi nghĩ, đánh cuộc một lần cũng được, dùng mấy trăm triệu để thu về mấy tỷ, lần này làm ăn rất có lời. Đương nhiên, chúng ta cũng phải chú ý hậu quả mang đến nếu thất bại. Cố gắng hết sức để mang được nhà máy nhiệt điện về thành phố Đồng Lĩnh chúng ta. Thực ra, mấy ngày trước, sau khi Kiều Thúc hé lộ ra tin tức, em đã cho người đi giải quyết rồi. Địa điểm đã tìm được rồi. Đó là trong phạm vi thành phố Trương Hà. Hai bên không đề cập đến việc tranh chức phó chủ tịch thành phố Đồng Lĩnh của Kiều Hà, cả hai đều hiểu việc này không cần phải nói nhiều. Kiều Hà trở về tỉnh ngay trong đêm, có lẽ cũng là đi vận động. Diệp Phàm, anh phải thực sự có lòng giúp đỡ Kiều Hà đấy. Bằng không, người ta đã vì anh mà tốn bao công sức, anh không thể làm như không biết. Huống chi thời gian còn dài, sau này cơ hội hợp tác cũng còn rất nhiều. Kiều Viên Viên nói, ha ha, em xem anh là người như thế nào chứ? Việc lần này không phải là em muốn nói đến việc nhà máy nhiệt điện, mà là việc khác, em muốn anh phải ra tay phải không nào? Đương nhiên cũng giống như vấn đề lấy được dự án nhà máy nhiệt điện, anh không thể bảo đảm rằng sẽ đưa Kiều Hà lên được. Anh thấy, vẫn phải là Kiều gia nhà em ra tay thì mới được. Anh chỉ là một bí thư thành ủy, muốn thiết kế một chức vụ phó chủ tịch thành phố cũng hơi khó. Huống hồ thành phố Đồng Lĩnh mới trải qua việc điều chỉnh bộ máy ở tỉnh. Lần này điều chỉnh ở tỉnh chủ yếu là bộ máy thành ủy thành phố Đồng Lĩnh. Tại sao ở tỉnh không sớm sắp xếp trước vị trí phó chủ tịch thành phố? Điều này chứng tỏ ở tỉnh cũng có dự tính trước rồi. Có lẽ trong đó cũng có những trở ngại. Diệp Phàm nói, anh vẫn muốn để cho Ngô Chính Phong lên có phải không? Kiều đại tiểu thư tỏ ra tức giận, đưa tay nhéo Diệp Phàm một cái. Làm hắn kêu lên vì đau. Chương 2349, Kiều đại tiểu thư động lòng. Nhẹ một chút, Diệp Phàm nói. Việc nào ra việc ấy có phải không nào? Bố của em nhất định sẽ ra tay, như thế đâu cần đến Diệp Phàm anh. Nếu không phải là anh thì anh của em cũng không biết được bây giờ đang ngồi khóc lóc ở xó nào. Hơn nữa anh của em vừa đến Đức Bình, chưa quen cuộc sống ở đó. Vì anh đã từng làm việc ở Đức Bình 2 năm. Cũng quen biết vài người. Anh của em còn đợi anh đến giúp anh ấy tạo mối quan hệ. Em thấy chưa, vì việc của Kiều gia nhà em, Diệp Phàm anh đã không tiếc thân mình. Tất cả việc này là vì cái gì chứ, còn chẳng phải là vì Viên Viên phu nhân của chúng ta sao? Diệp Phàm miệng lưỡi vẫn rất ngọt ngào. Đó là việc anh nên làm,
anh ấy là anh của em, anh ruột của vợ anh. Không ngờ Kiều đại tiểu thư lúc này thay đổi đến mức không lý giải được. Đương nhiên, nếu không thì anh đã không ra tay. Diệp Phàm nhìn Kiều Viên Viên nói, vòng tay ôm lấy ý trung nhân. Mặt gian xảo cười nói. Những việc đau đầu này đừng nói đến nữa, chúng ta hãy tiếp tục đại sự nặn người của chúng ta đi. Không được, anh nói phải cuối năm sau mới kết hôn, đến lúc đó bụng to thì xấu hổ chết mất. Kiều Viên Viên giãy giụa nói. Có sao đâu, bây giờ người bụng rất to rồi mới cưới rất nhiều. Em không thấy sao, còn có người có con lớn hơn 10 tuổi rồi mới kết hôn. Chúng ta tuổi tác cũng không ít nữa rồi, xem như hưởng ứng chính sách kết hôn và sinh con muộn. Chúng ta có thể làm giấy đăng ký kết hôn thì xem như là vợ chồng hợp pháp rồi, về việc tổ chức tiệc thì chỉ là hình thức mà thôi. Huống chi trước kia chẳng phải em cũng nghĩ như vậy sao? Còn nói muốn nhanh có con nữa, tại sao giờ lại thay đổi như thế? Diệp Phàm nói, trong lòng lại nghĩ, có lẽ đứa con với Viên Viên sẽ chậm hơn so với Lạc Tuyết Phiêu Mai. Anh nói làm giấy kết hôn trước. Kiều đại tiểu thư nói, mặt bỗng đỏ dần lên, ngơ ngác nhìn Diệp Phàm. Xem ra Kiều đại tiểu thư đã động lòng rồi. Sao thế, sao lại nhìn anh như thế? Diệp Phàm cười nói. Anh Diệp, anh nói thật chứ? Ánh mắt Kiều Viên Viên mơ màng hỏi. Ha ha. Diệp Phàm cười không trả lời. Anh lừa em. Kiều Viên Viên mắt đỏ lên. Xem em kìa, nếu em muốn, ngày mai anh từ tỉnh trở về chúng ta lập tức đi làm giấy kết hôn, thế nào? Diệp Phàm nghiêm túc, vội vàng an ủi nói. Anh Diệp, em nghe theo anh. Kiều Viên Viên mặt đỏ gật đầu, rất dịu dàng. Rạng sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm vội vàng đi lên tỉnh. Vừa đến tỉnh liền chạy thẳng đến nhà Tề Chấn Đào. Tiểu Diệp đến rồi hả, cháu ngồi chờ một chút, lão Tề có lẽ phải 10 phút nữa mới về. Cháu cứ ngồi xem tivi, ta đi nấu cơm. Vừa đến Tề ra, Phong Nhã Mai vợ của Tề Chấn Đào rất chào hỏi thân thiết mời Diệp Phàm ngồi. Trong nhà Tề Chấn Đào tuy có người giúp việc, nhưng Phong Nhã Mai vẫn thích tự mình xuống bếp nấu cơm. Còn người giúp việc chỉ phải rửa rau, rửa bát, làm những việc lặt vặt mà thôi. Khoảng chừng 10 phút sau Tề Chấn Đào mang theo chiếc cặp tài liệu trở về. Giờ đã là cuối năm rồi, cậu không ở Đồng Lĩnh mà cả ngày chạy lên tỉnh làm gì. Bộ máy thành ủy điều chỉnh các cậu phải chú ý ổn định. Giai đoạn này là khoảng thời gian rất quan trọng, cậu phải chú ý ở Đồng Lĩnh nhiều hơn, đừng nói đến những việc khác. Dù ở Đồng Lĩnh cậu không làm việc gì thì cũng phải ở đó. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, Tề Chấn Đào đã nghiêm mặt dạy bảo. Chú Tề, cháu không thể không đến, việc rất gấp. Diệp Phàm nói. Vậy thì ngồi xuống chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Tề Chấn Đào đặt cặp tài liệu lên bàn trà, đi vào nhà vệ sinh rửa tay sau đó ngồi xuống bên bàn. Chú Tề, thành phố vẫn còn khuyết hai vị trí phó chủ tịch, không biết tỉnh đã có dự định thế nào rồi. Diệp Phàm uống một ngụm canh rồi đi thẳng vào vấn đề. Cậu hỏi việc này làm gì, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Bộ máy thành ủy các cậu vừa mới được điều chỉnh, chức phó chủ tịch này cậu hỏi làm gì? Trước mắt mà nói, điều hành tốt bộ máy thành ủy mới là việc quan trọng nhất, hai chức phó chủ tịch không giúp gì nhiều cho cậu đâu. Tề Chấn Đào nghiêm mặt, tỏ ra không vui. Chú Tề, cháu đến không phải là không có mục đích. Trước hết chú hãy xem cái này. Diệp Phàm đứng dậy rút tài liệu liên quan từ chiếc cặp da ra đưa cho Tề Chấn Đào. Hai chú cháu nhà ông ăn cơm thì ăn cơm, suốt ngày chỉ công việc. Phong Nhã Mai cười của trách. Cô ơi, công việc và cuộc sống không bỏ được. Diệp Phàm cười nói, Tề Chấn Đào lật tài liệu xem. Ý của cậu là gì, lẽ nào tập đoàn điện lực Viễn Đồng lại đầu tư ở Đồng Lĩnh? Hạng mục lớn như vậy không thể nào một chút tin tức cũng không có phải không nào? Đặt tài liệu xuống, Tề Chấn Đào hỏi. Nghe nói bọn họ vốn muốn xây dựng nhà máy điện ở một số tỉnh khó khăn về điện ở phía Nam, nhưng phía Nam không có than, nếu vận chuyển từ chỗ chúng ta đến thì chi phí tương đối cao. Đương nhiên, miền Nam có điều kiện thuận lợi của miền Nam, khi đã có điện phát thì sẽ có tiền. Hơn nữa giá điện ở miền Nam cũng cao, lợi nhuận cũng khả quan. Diệp Phàm nói, nếu như vậy thì làm sao người ta còn xem xét thành phố Đồng Lĩnh của các cậu? Tề Chấn Đào hỏi. Đó chính là vì việc có liên quan vừa nãy cháu mới nói, có lẽ chú Tề vẫn chưa hiểu rõ. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Viễn Đồng là Kiều Chính Hòa. Một lần ngẫu nhiên cháu gặp ông ta mới biết được việc này,
con trai của ông ta chính là Kiều Hà đang làm việc ở Ủy ban Nhân dân tỉnh Tấn Lĩnh của chúng cháu. Diệp Phàm nói, Kiều Hà, Tề Chấn Đào suy nghĩ, lắc đầu, xem ra không có ấn tượng gì. Ông ta nhìn Diệp Phàm nói, Tổng Giám Đốc cũng là họ Kiều, có lẽ nào lại có quan hệ với Kiều gia đại viện. Cũng xem như là anh em họ với bố vợ của cháu, lần trước đến Kiều gia mới gặp. Diệp Phàm nói, việc này thực sự có chút phiền phức, hạng mục đầu tư 5 tỷ nhân dân tệ đối với Đồng Lĩnh các cậu, thậm chí cả tỉnh Tấn Lĩnh mà nói đều không phải là một hạng mục xây dựng nhỏ. Xung quanh Đồng Lĩnh các cậu hình như cũng đã có mấy nhà máy nhiệt điện rồi, đã bước đầu phát điện. Nếu như Tổng Giám Đốc Kiều đã nói đến chuyện này thì đây là cơ hội khó mà có được đối với Đồng Lĩnh các cậu. Chỉ có điều, việc ở tỉnh tôi không dễ nói. Hôm nay cậu đến nói với tôi chuyện này, có lẽ Kiều Hà cũng có tư cách tranh chức Phó Chủ tịch thành phố Đồng Lĩnh. Nhìn vào hạng mục 5 tỷ ta cũng phải ủng hộ anh ta. Chỉ có điều bộ máy của Đồng Lĩnh các cậu vừa mới điều chỉnh, tôi không thể trực tiếp can thiệp vào việc của Kiều Hà. Đương nhiên ta có thể hỗ trợ ủng hộ. Việc này, tốt nhất là cháu lại tìm người ta trực tiếp đề nghị một chuyến. Đây là một cách, còn một cách khác, thuyết phục Bí Thư La. Tranh thủ sự ủng hộ của ông ta thì mới thành công được. Tề Chấn Đào nói, tìm Bí Thư La, việc này, cách này có chút. Ông ta nhất định biết rõ mối quan hệ của hai chúng ta. Hơn nữa, nếu cháu đi tìm ông ta thì ông ta sẽ nghĩ thế nào về chú Tề đối với cháu. Cách này tuy là có hiệu quả trực tiếp nhất, nhưng cháu thấy vạn bất đắc dĩ cháu mới đi tìm ông ta. Diệp Phàm nói, cậu ấy à, công việc là công việc, quan hệ, là hai việc khác nhau, giống như hạng mục 50 tỷ lớn như thế. Cậu là cấp dưới của Bí Thư La, cũng coi như là một đại sứ rồi. Cậu báo cáo công việc với ông ta là việc hoàn toàn chính đáng, có gì mà không hợp lý. Có vài chuyện, cậu đã nghĩ lãnh đạo tỉnh ủy quá hẹp hòi rồi. Đây không phải là trò chơi của trẻ con ở nhà. Đối với việc lớn như thế này, hạng mục lớn có tác dụng quan trọng đối với Tấn Lĩnh, bên trọng bên khinh, việc này Bí Thư La biết phân biệt rõ ràng. Đồng chí Diệp Phàm, trước tiên phải nhớ rằng, Bí Thư La là một đảng viên già, là một bí thư tỉnh, là công bộc phục vụ đảng và nhân dân. Sau này, cậu nhất định không được mang tư tưởng cá nhân của mình để đại diện cho một số cách nghĩ của lãnh đạo tỉnh ủy. Như thế là rất không sáng suốt, trình độ chưa đạt tới, cậu sẽ không hiểu được việc này. Cậu phải nhớ rằng, làm tốt công việc, việc gì cần báo cáo thì phải báo cáo. Không được mang chuyện cá nhân vào công việc chung, nếu như thế công việc sẽ biến chất. Việc nước, việc nhà, việc thiên hạ, những việc này tuy đều có liên quan, nhưng cũng có chỗ khác nhau, cháu phải phân biệt rõ ràng chúng. Tề Chấn Đào mặt nghiêm túc nói. Cháu hiểu rồi chú Tề, tuy nhiên cháu vẫn muốn lựa chọn cách thứ nhất. Đi tìm một người ủng hộ chủ yếu, chú Tề xem ở tỉnh vị lãnh đạo nào ra mặt thì tốt. Diệp Phàm hỏi. Nếu cậu hạ quyết tâm muốn chọn cách thứ nhất, tôi thấy, việc này sẽ liên quan đến vấn đề xây dựng kinh tế. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Điền Sơ Nhất là hợp lý nhất. Chắc chắn đồng chí Sơ Nhất sẽ rất vui khi nhìn thấy thành phố Đồng Lĩnh đạt được hạng mục lớn như thế. Đương nhiên cậu vẫn phải đi báo cáo với Bí Thư La. Về việc của Kiều Hà, thì phải xem cậu muốn như thế nào. Vừa không lộ ra, lại có thể làm cho Bí Thư La hiểu rõ là được. Tôi nghĩ, cậu cũng đã lăn lộn trốn quan trường gần một năm rồi, một chút này cũng nên hiểu phải làm thế nào chứ. Tề Chấn Đào cười, rồi lại nói tiếp. Tuy nhiên, ở dưới đó cậu đã chuẩn bị thế nào rồi? Còn nữa, cậu chắc mấy phần có thể nắm được hạng mục này. Nếu chưa có chuẩn bị gì, một chút thông tin cũng không có, không nắm được phần trăm nào thì nếu cậu báo cáo lên lại sẽ phản tác dụng, làm cho người ta nghĩ xấu về cậu. Nhìn từ tài liệu vừa rồi và vị trí của Kiều Chính Hòa, đối với hạng mục lớn 5 tỷ này, một chức phó như ông ta hẳn chưa đủ quyền can dự vào. Cậu cần phải hết sức chú ý đến sức ảnh hưởng của ông ta ở tập đoàn điện lực Viễn Đông và có thể phát huy tác dụng từ việc này. Hơn nữa, giai đoạn đầu giải phóng mặt bằng cần phải đầu tư mấy trăm triệu, cậu phải thật sự cẩn thận. Đến lúc đó nếu hạng mục không đến được tay Ủy ban Nhân dân thành phố thì cũng phải trả tiền quan hệ, còn cậu có lẽ phải gánh trách nhiệm, bị mắng chửi. Thậm chí, rất có thể đối thủ của cậu sẽ dựa chuyện này mà công kích cậu. Việc của mỏ than Hải Sơn lần trước đã chứng tỏ rồi, lúc nào cũng có người quan sát cậu. Một khi có điểm yếu là sẽ nắm lấy ngay, từ đó sẽ lợi dụng tiến lên,
người ta chính là đối thủ rất mạnh. Ôi, chú Tề nói không sai. Việc này, có lẽ cháu có cật lực giúp đỡ Tổng Giám Đốc Kiều thì cũng chỉ nắm được 4 phần thành công, vẫn chưa được 1/2. Bằng không, Tổng Giám Đốc Kiều cũng sẽ không thận trọng dặn cháu là cháu phải đánh bạc một phen. Đã là một cuộc cá cược thì rõ ràng phải nắm được đối thủ ít nhất là 50-50, thế mới gọi là cá cược. Tuy nhiên, cháu cũng đã tính toán kỹ rồi, lần này cháu quyết định đánh cuộc. Dù có bị bêu danh hay xử phạt cháu cũng phải làm. Hơn nữa, việc này nếu làm thành công, thì đó chính là một cơ hội rất tốt đối với người dân Đồng Lĩnh. Là động lực thúc đẩy nền kinh tế của cả thành phố Đồng Lĩnh. Và cháu cũng có dự tính riêng của mình. Nếu có thể thuyết phục được mỏ than Hải Sơn cùng tham gia khai thác nhà máy nhiệt điện, có thể mua toàn bộ than của họ. Việc này có lẽ bọn họ sẽ suy nghĩ đầu tư. Diệp Phàm nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2350, dã tâm cũng không nhỏ. Cụ thể phải làm thế nào thì cậu tự định liệu. Tôi thấy cậu đã có chuẩn bị rồi mới tới đây, dứt khoát chiều nay cậu phải đi tìm đồng chí Sơ Nhất để báo cáo lại. Xem thái độ của đồng chí ấy thế nào. Tề Chấn Đào nói, nếu như chủ tịch tỉnh Điền quyết định ủng hộ thì cháu có thể báo chuyện này lên bí thư La không ạ? Tất nhiên là bên này cháu cũng đã báo với Tề Thúc rồi. Như vậy cũng là phù hợp với trình tự rồi, có đúng không ạ? Diệp Phàm hỏi, cậu tự quyết định đi, thường xuyên báo cáo lên cấp trên cũng là một việc nên làm. Thực ra đây cũng là một cách để kết giao với các vị lãnh đạo. Diệp Phàm ạ. Công việc thì vẫn phải làm nhưng kết giao với các vị lãnh đạo cũng không thể thiếu được. Bất cứ lúc nào cũng nghe theo chỉ thị của cấp trên, dù có xảy ra chút sai sót nào đó nhưng công việc cũng không thể đi chệch quỹ đạo được. Ví như chuyện này chẳng hạn, cho dù cuối cùng Đồng Lĩnh không giành được một dự án 500 triệu, nhưng vì cậu báo cáo với lãnh đạo kịp thời. Lúc đó chẳng phải lãnh đạo sẽ hiểu cho cái khó của cậu sao? Tất nhiên xây dựng một dự án lớn như vậy, nếu như cậu không kịp thời trao đổi. Lãnh đạo sẽ cho rằng cậu bảo thủ, có ý hoài nghi hay miệt thị họ. Đem đến cho họ ấn tượng xấu về một con người tùy tiện. Hơn nữa có một số việc không phải cứ chắc đến 90% mới dám làm. Trên đời có ít việc may mắn tốt đẹp như vậy đợi chúng ta làm lắm. Tất nhiên chúng ta cũng phản đối những sự khinh suất mù quáng. Làm việc gì cũng phải phân tích kỹ các điều kiện, nhân tố trên mọi phương diện mới là một người cán bộ khôn ngoan. Tại sao có rất nhiều cán bộ thanh liêm nhưng lại không nhận được sự ủng hộ, công nhận của quần chúng? Đó là bởi vì họ tuy thanh liêm nhưng khả năng làm việc chỉ bình bình. Anh không tạo ra được thành tích gì, nhân dân không được hưởng lợi gì, tất nhiên người ta không thể coi trọng anh được. Để làm những việc thiết thực, có cán bộ lại phải chạy cửa sau, thỉnh thoảng còn phải biếu xén quà cáp. Tuy là họ chọn cách không đường hoàng, minh bạch nhưng dù sao cũng vẫn lập được thành tích. Nhân dân cũng được hưởng thành quả ấy. Tề Chấn Đào thuận miệng giáo huấn luôn Diệp Phàm, đụng chạm đến rất nhiều thứ. Diệp Phàm tìm một nhà khách để nghỉ ngơi một chút, đầu hắn điểm lại việc của nhà máy nhiệt điện một lượt. Đúng 2 giờ chiều, Diệp Phàm đã tìm thấy văn phòng của Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Điền Sơ Nhất. Điền Nhất Sơ bị hói trên đỉnh đầu, tóc ở trán cũng rất ít, mà hướng về phía sau. Ông ta mặc một bộ trang phục theo đúng kiểu Tôn Trung Sơn. Mái tóc tuy ít nhưng được chải hất về phía sau rất gọn gàng. Trông ông ta có vẻ còn rất năng nổ. Danh tiếng của Điền Nhất Sơ ở tỉnh Đồng Lĩnh cũng khá tốt. Từ một công nhân bình thường, ông ta trở thành tổng giám đốc, rồi cuối cùng từng bước một leo lên chức phó chủ tịch thường trực tỉnh. Điền Sơ Nhất rất chú trọng đến năng lực thực tế. Bình thường khi đi thị sát ông ta cũng rất thích đi thăm thú các xí nghiệp khai thác mỏ. Đã từng có lần khu ông ta thị sát bốc hỏa. Ông ta trực tiếp cắt chức của quản đốc xí nghiệp đó. Nhưng tay quản đốc này cũng rất cứng đầu bởi vì xí nghiệp của ông ta là xí nghiệp thuộc bộ quản lý chứ không thuộc phạm vi của tỉnh Đồng Lĩnh. Tuy nhiên gặp phải Phó Chủ tịch Điền Sơ Nhất thì đúng thật là. Ông ta đã phản ánh rất nhiều việc của xí nghiệp này lên cấp trên, cuối cùng, tay quản đốc đó bị cắt chức thật. Vì thế nên nhìn thấy bóng dáng ông ta là chủ các doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh đã run sợ. Bọn họ người nào cũng một mực cung kính, đến thở cũng không dám. Tất nhiên tác phong làm việc nghiêm túc ấy của ông ta cũng khiến cho tư tưởng của các ông chủ doanh nghiệp trong tỉnh được rửa sạch. Nếu không làm tử tế thì sợ gặp phải chủ tịch Điền lúc ông ta đến thăm đột xuất. Đến lúc đó, trả lời không thuận thì phải về vườn rồi. Diệp Phàm nhẹ nhàng gõ cửa, nghe thấy tiếng mời,
hắn bước vào văn phòng của Phó Chủ tịch Điền. Văn phòng bài trí lấy gỗ làm chính, những vật như ghế sofa êm đều không có, mùa đông như vậy mà đến đệm mền ngồi cũng không có. Đến ghế ngồi của Phó Chủ tịch Điền cũng là loại ghế gỗ rất cồng kềnh. Bình thường các vị lãnh đạo thích kiểu ghế xoay của giám đốc nhưng ở văn phòng của Phó Chủ tịch thì tuyệt đối không thấy. Đối diện ông ta là hai chiếc ghế gỗ, loại cố định không xoay được. Đồng chí Diệp Phàm, đây là lần đầu tiên đến văn phòng của tôi đúng không? Diệp Phàm vừa bước vào, Điền Sơ Nhất liền đứng dậy, ra hiệu cho hắn cùng ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở góc ngoặt. Phó Chủ tịch Điền, thật là ngại quá. Tôi đến Đồng Lĩnh đã mấy tháng rồi mà vẫn chưa đến báo cáo công việc với đồng chí, khiến cho một số việc bị lỡ mất. Tại đây, Diệp Phàm tôi xin được nhận lỗi trước đồng chí. Về mặt công việc tôi đã mắc lỗi. Diệp Phàm nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nhận lỗi thì không cần thiết đâu. Ha ha ha, gần đây mỏ than Hải Sơn đã trở về trạng thái hoạt động bình thường chưa? Điền Sơ Nhất hỏi, xem ra ông ta có vẻ rất quan tâm đến vấn đề này. Đã khôi phục lại trạng thái bình thường một cách toàn diện rồi. Nghe nói doanh nghiệp khai thác mỏ Thiên Mộc cũng đã chỉnh đốn rồi. Hiện nay người đứng đầu vẫn là một nhân tài trở về từ Đại học Harvard Mỹ. Tôi cho rằng, tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc dưới sự chèo lái của cô ấy, sẽ vứt bỏ được tác phong làm việc khinh suất, từ đó mà thực sự đi vào quỹ đạo. Toàn bộ tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc đều ở Đồng Lĩnh. Nếu nó có thể đi vào quỹ đạo hoạt động đúng đắn thì đây chính là phúc của người dân Đồng Lĩnh. Mặt khác, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đang chú ý đến bọn họ. Nếu có thể giúp đỡ, hỗ trợ được, phía ủy ban chắc chắn sẽ ra tay. Tuy bọn họ từng phạm phải một số lỗi nhưng biết sửa sai là tốt rồi. Diệp Phàm nói, đúng vậy, bằng cấp đúng là rất cao nhưng nó không bằng được năng lực thực sự. Tôi hy vọng Ủy ban thành phố Đồng Lĩnh sẽ không xem nhẹ một số các doanh nghiệp lớn có thể xếp vào hàng thượng hạng như vậy. Một doanh nghiệp kéo theo hàng trăm doanh nghiệp khác, sự kêu gọi và ảnh hưởng liên đới của các doanh nghiệp lớn quá là đáng ngạc nhiên. Tôi đoán rằng việc tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc dẫn đầu vốn hình thành một vòng tròn doanh nghiệp. Thiên Mộc giống như chiếc tàu dẫn đầu một đoàn tàu giữa đại dương, các ngành và các xí nghiệp liên quan từ nó mà đẻ ra chính là những chiếc tàu tuần tra, bảo vệ. Cả hai bên đều phải dựa vào nhau để tồn tại. Chỉ cần bảo vệ tốt con tàu dẫn đầu thì tác dụng của nó sẽ được thể hiện rất rõ rệt. Chủ tịch Điền thao thao bất tuyệt nói. Đúng vậy, tôi nhất định sẽ ghi nhớ chỉ thị của Chủ tịch Điền. Sự hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được tăng cường, tuy nhiên cũng không được xem nhẹ sự phát triển của các doanh nghiệp lớn. Diệp Phàm gật đầu nói. Nói đến tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc thì đúng là có duyên với nó. Hôm nay việc tôi định báo cáo với ông cũng có chút liên quan đến nó. Ồ, cậu nói đi. Điền Sơ Nhất thẳng người dậy nói. Là như thế này, tập đoàn điện lực Viễn Đông. Diệp Phàm thuật lại câu chuyện mọt lượt. Cậu chắc chắn rằng bọn họ có ý muốn đầu tư vào thành phố Đồng Lĩnh. Điền Nhất Sơ nghiêm túc hẳn lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm và hỏi. Không giấu gì Chủ tịch Điền, chuyện này là do hôm đó tôi gặp cấp dưới của ông nên mới biết được. Diệp Phàm nói vòng vo trước, tất nhiên là để thu hút sự chú ý của Chủ tịch Điền. Cấp dưới của tôi sao? Là đồng chí nào vậy? Điền Sơ Nhất hỏi. Đó là đồng chí Kiều Hà, làm việc ở bên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hôm đó tôi gặp và ăn cơm cùng đồng chí ấy. Vô tình anh ta để lộ tin tức này. Sau đó tôi thăm dò thì biết được ông Kiều Chính Hòa của Tập đoàn Điện lực Viễn Đông chính là cha của đồng chí Kiều Hà. Việc này quan trọng như vậy nên tôi không dám chậm trễ, nên đã lập tức sắp xếp cho trưởng ban thư ký thành ủy Mễ Nguyệt và bí thư thành ủy thành phố Trương Hà là Vương Long đi giải quyết rồi. Tôi nghĩ nếu như bên tỉnh cũng có ý này thì sau khi trở về tôi sẽ lập tức bàn phương án hành động cụ thể với thị trưởng Khổng. Tuy nhiên hai tỉnh ở phía Nam nghe đâu cũng đang tranh giành dự án này, cạnh tranh rất khốc liệt. Một khi bên tỉnh cũng có ý này thì thành phố Đồng Lĩnh chúng tôi dù có cắn răng cũng phải đi giành lấy. Hơn nữa, tôi cũng đã nói qua với đồng chí Kiều Hà rồi, hy vọng đồng chí ấy có thể đốc thúc được chuyến đi của đoàn khảo sát tập đoàn điện lực Viễn Đông. Diệp Phàm nói, thái độ của đồng chí Kiều Hà như thế nào? Điền Sơ Nhất vội hỏi. Đồng chí Kiều Hà khá là nhiệt tình, nói rằng đồng ý sẽ liên hệ với cha của đồng chí ấy là Phó Tổng Giám đốc Kiều Chính Hòa. Diệp Phàm trả lời, vậy thì tốt rồi. Thật không ngờ Điền Sơ Nhất đập tay mạnh vào đầu gối mình. Xem ra ông ta khá là kích động.
ông ta nhìn Diệp Phàm rồi nói tiếp. Vậy thì thành phố Đồng Lĩnh các cậu phải hành động ngay đi thôi, lập tức nắm chặt cơ hội. Trong khoảng thời gian vài ngày phải để cho đồng chí Kiều Hà liên lạc với Tổng Giám đốc Kiều, tốt nhất là trực tiếp sang chỗ ông ta nói chuyện. Tôi đang nghĩ là có thể mời Chủ tịch Điền đích thân dự ấn soái đo bàn bạc một chút được không? Tôi là cán bộ đi cùng cũng được, đến lúc đó không chừng Tổng Giám đốc Kiều còn sang bên này một chuyến ấy chứ. Diệp Phàm đã để lại tất cả công lao cho Điền Sơ Nhất. Đến lúc đó Điền Sơ Nhất tuyệt đối sẽ không quên hắn, chia cho hắn chút lợi lộc gì đó. Chúng ta sang bên đó thì còn có khả năng chứ cậu nói Tổng Giám đốc Kiều sang đây thì tôi chưa thấy được lý do nào cho việc ấy cả. Điền Sơ Nhất nói. Ha ha ha, đồng chí Kiều Hà làm việc ở Ủy ban Nhân dân tỉnh đã mấy năm rồi. Nói chính xác ra là đến bây giờ đã được 3 năm. Mặt khác đồng chí ấy khá là xuất sắc trên mọi phương diện. Số năm kinh nghiệm cũng đã đạt tiêu chuẩn rồi. Tôi nghĩ có thể nói với Tổng Giám đốc Kiều một tiếng được hay không? Đồng chí Kiều Hà cứ làm việc ở Ủy ban Nhân dân như vậy cũng không tốt. Nên để đồng chí ấy đi xuống bên dưới để rèn luyện, có đúng không ạ? Đi nhiều tích lũy được thêm kinh nghiệm, điều này có tác dụng bổ trợ cho công việc sau này của đồng chí ấy. Sau cùng Diệp Phàm đã nói toạc ra tất cả. Tuy hắn ta nói không có chút ẩn ý gì nhưng có chỗ nào mà Điền Sơ Nhất không hiểu được. Đồng chí Diệp Phàm, cậu được lắm, dã tâm của cậu thật không nhỏ. Khuôn mặt nghiêm nghị của Điền Sơ Nhất đột nhiên mỉm cười. Ha ha, việc này phải khiến cho đồng chí Kiều Chính Hà có hứng thú. Tất nhiên chúng ta phải lấy một vài lợi ích thiết thực ra để lôi kéo anh ta rồi. Nếu không thì không đầu tư sao có lời lãi được. So với cái dự án 500 triệu đó thì chút bỏ ra này có đáng là bao. Hơn nữa, đồng chí Kiều Hà đều dẫn đầu ở mọi phương diện. Anh ấy không phải là một cán bộ tài cán bình thường. Mặt khác, so với hai tỉnh ở phía Nam thì Đồng Lĩnh chúng ta không có ưu thế mạnh nào cả. Với điều kiện không thuận lợi như thế, muốn nắm được dự án này thì cũng phải bỏ ra chút lợi lộc. Như vậy chúng ta đã dẫn trước hai tỉnh ở phía Nam rồi. Diệp Phàm cười nói. Có đầu tư thì mới có thành quả. Câu này cậu nói rất hay. Vậy cậu hãy tranh thủ thời gian sắp xếp ổn thỏa các việc nên làm đi. Sau đó, nhanh chóng đốc thúc đồng chí Kiều Hà, tốt nhất là sau mồng một Tết phải khiến Tổng Giám đốc Kiều đứng về bên phía Đồng Lĩnh. Còn về việc dự ấn soái thì đồng chí Diệp Phàm hãy tự mình đảm đương đi. Đến lúc đó nếu Tổng Giám đốc Kiều đến thật thì tôi sẽ đến góp vui. Điền Sơ Nhất là một người rất cụ thể thực tế. Mỗi câu nói đều đã khẳng định lại cách làm của Diệp Phàm. Xem ra ông ta đã đồng ý việc đề cử Kiều Hà. Điền Sơ Nhất nói tiếp. Tuy nhiên việc này tốt nhất là cậu báo ngay lên Chủ tịch Tề. Bên phía Bí Thư La cũng không được bỏ sót. Chuyện lớn như vậy nếu thành công thì sẽ là một đại sự của tỉnh Tấn Lĩnh chúng ta rồi. Cậu phải thận trọng xử lý, tuyệt đối không được sơ suất gì. Chương 2351, đến ăn trực ở tỉnh ủy. Tôi sẽ khẩn trương làm, tuy nhiên việc dự ấn soái thì tôi thấy Chủ tịch Điền vẫn là thích hợp nhất. Dự án này rất lớn, tôi sợ năng lực hạn hẹp của tôi không đảm đương được. Hơn nữa, Tổng Giám đốc Kiều tuy là doanh nhân nhưng về tiêu chuẩn thì ông ta cũng đã là cán bộ cấp cao nhà nước hưởng đãi ngộ cấp thứ trưởng rồi. Chủ tịch Điền dẫn đầu thì sẽ đối xứng hơn mà lại thể hiện được thái độ của lãnh đạo tỉnh Tấn Lĩnh chúng ta, có đúng vậy không? Diệp Phàm lại đẩy việc đó đi. Nếu như Điền Sơ Nhất kiên quyết không nhận thì Diệp Phàm đành phải tự buộc dây vào cổ thôi. Thế này đi, việc dự ấn soái không cần phải bàn nữa. Diệp Phàm cậu có thể lãnh đạo hàng mấy triệu dân của thành phố Đồng Lĩnh, với phó tổng giám đốc của tập đoàn điện lực Viễn Đông, tin rằng đồng chí có thể ứng phó được. Tất nhiên tỉnh cũng không thể xua tay không quản. Đến lúc đó, tôi sẽ sắp xếp một tổ trợ giúp xuống hỗ trợ các cậu điều chỉnh các mối quan hệ trên mọi phương diện trong tỉnh. Một dự án nhiệt điện lớn như vậy, có lẽ trong tỉnh sẽ có nhiều đơn vị phải tham gia, ví dụ như Viện Thăm dò và Thiết kế, VV. Có được sự điều tiết từ tổ công tác thì hiệu suất công việc cũng sẽ được nâng cao. Điền Sơ Nhất nói, cảm ơn sự ủng hộ của Chủ tịch Điền với công việc của Đồng Lĩnh. Diệp Phàm đứng bật dậy, vẻ mặt hắn có vẻ xúc động. Được rồi, cậu đi giải quyết công việc trước đi, ở phía bên tôi cứ như vậy đi, cậu phải tranh thủ thời gian. Điền Sơ Nhất cũng đứng bật dậy. Chủ tịch Điền, ông có thể ký trước một vài quyết định vào tệp văn kiện tài liệu này được hay không? Tất nhiên, đây không được coi là chính thức, chủ tịch tiện tay viết vào vài chữ là được.
Như vậy lúc về tôi có thể nói lại chỉ thị của chủ tịch cho anh em. Nếu các đồng chí cấp dưới mà thấy được chủ tịch Điền coi trọng việc này như vậy, tất nhiên là họ sẽ càng nhiệt tình hơn. Như vậy khả năng nắm chắc phần thắng của việc mời kia cũng sẽ cao hơn. Diệp Phàm hỏi dò, việc này thực chất là để dẹp tan hoài nghi. Khi việc này thành công, luận công lao, chủ tịch Điền là lãnh đạo cấp cao của tỉnh ủy đã tham gia, tất nhiên công lao cũng không thể ít được. Vậy được, tôi sẽ viết vài câu. Điền Sơ Nhất hơi ngần ngại một chút rồi mỉm cười, cầm bút viết vài câu, yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh phải hết sức coi trọng dự án nhiệt điện, tranh thủ thời cơ để giành được dự án này. Diệp Phàm có được tài liệu đó thì đến ngay văn phòng Tề Chấn Đào, tất nhiên là hắn giả bộ vậy để chủ tịch Điền nhìn thấy. Nếu không thì chủ tịch Điền sẽ không cảm thấy thoải mái. Anh đến chỗ chủ tịch Tề báo cáo xong rồi mới đến chỗ tôi. Những việc vượt cấp như vậy khá là phản cảm với các bậc lãnh đạo. Như thế họ sẽ nghĩ rằng anh không tôn trọng và đang qua mặt họ. Tề Chấn Đào không nói nhiều, trực tiếp viết ngay vài câu lên tập tài liệu. Diệp Phàm cầm lấy rồi lại vội vàng đến ngay đại viện của tỉnh ủy. Lúc này đã hơn 4 giờ, thấy sắp hết giờ làm việc rồi, Diệp Phàm cũng không kịp tìm hiểu xem Bí Thư La có ở đó không. Dù sao cũng cứ đến đã rồi tính tiếp, vậy là hắn ta vội vàng đến văn phòng làm việc của Bí Thư La. Việc này dựa vào cơ may vậy. Thật may, vừa đến lối đi vào văn phòng Bí Thư La thì nghe thấy tiếng Bí Thư La đang và nói chuyện cùng đồng chí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Chu Thiên Minh, vừa bước từ trong ra. Diệp Phàm giật mình. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đến văn phòng bí thư tỉnh ủy thì ắt hẳn là để tìm hiểu về vấn đề nhân sự rồi. Có khi hai chức phó của Đồng Lĩnh cũng được quyết định ở lần này đây. Thật may vì vẫn còn đến kịp. Chào Bí Thư La, chào trưởng ban Chu, cả hai vị lãnh đạo đều ở đây rồi. Diệp Phàm lên tiếng trước, vừa cười vừa chào hỏi hai vị lãnh đạo. Ha ha, là Bí Thư Diệp của thành phố Đồng Lĩnh đây mà. Xem kìa, cậu toát hết cả mồ hôi ra rồi. Không lẽ có việc gì gấp cần gặp Bí Thư La sao? Chu Thiên Minh nhìn Diệp Phàm rồi cười, sau đó lại đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói. Nhưng bây giờ hết giờ làm rồi. Đồng chí Diệp Phàm, Bí Thư La cũng đã làm việc mệt cả buổi chiều nay rồi. Có chuyện gì ngày mai tới có được không? Như vậy là Chu Thiên Minh đã giúp Diệp Phàm một việc lớn. Diệp Phàm thầm cảm ơn ông ta. Câu nói này vừa buột ra. Phỏng chừng La Khảm Thành có không muốn gặp Diệp Phàm thì cũng vẫn phải gặp. Nếu như không gặp thì chẳng phải La Khảm Thành có chút quan liêu sao. Nghỉ làm muộn vài phút cũng không được. Diệp Phàm thầm bái phục sự ngoan ngoắt của Chu Thiên Minh. Bí Thư La, thật là xin lỗi, khi nãy có chuyện gấp tôi đã báo cáo lên Chủ tịch Điền. Các đồng chí ấy chỉ thị tôi nhất định phải báo cáo gấp chuyện này với Bí Thư La, vì thế tôi cứ nghĩ rằng sẽ kịp, vội vội vàng vàng đến đây thì lại muộn. Vậy để ngày mai tôi sẽ báo cáo lại việc này với Bí Thư La. Hay là thế này cũng được, tôi mời hai vị lãnh đạo bữa cơm, vừa ăn sẽ vừa báo cáo luôn việc này với hai vị. Diệp Phàm nhân cơ hội đó cũng nói ngay. Nếu đã là việc gấp thì không thể trì hoãn được rồi. Thế này đi, cũng tới giờ ăn rồi. Tối nay tôi sẽ ăn cùng với Bộ trưởng Phong ở bên Bộ Tài chính. Đồng chí Chấn Đào cũng đã vừa gọi điện thoại đến, nói có việc gấp. Đồng chí Diệp Phàm cũng đã đến đây, vậy cùng đi. Dùng bữa xong chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện, cơm thì vẫn nhất định phải ăn còn công việc thì cũng không trì hoãn được. La Khảm Thành nhìn đồng hồ rồi lại nói tiếp. Trưởng ban Chu cũng cùng đi luôn với chúng tôi, càng đông người lại càng vui vẻ. Vậy cũng được, tôi đến thật đúng lúc, bữa cơm tối còn được mời nữa. Xem ra sau này khi đi báo cáo công việc, phải chọn đúng giờ ăn mà đi rồi. Chu Thiên Minh cười rất sảng khoái rồi nói vui. Lần sau thì sẽ không vậy nữa. Có khi trưởng ban Chu đến tôi còn phải ăn trực cơm của ông ấy chứ. Vậy chẳng phải là ông sẽ lỗ sao? La Khảm Thành cười nói. Lỗ thì lỗ, được lỗ một bữa cơm với Chủ tịch La thì coi như là có lời. Chu Thiên Minh cười đáp lại. La Khảm Thành bước đi trước. Diệp Phàm cũng vừa cười vừa bước cùng Chu Thiên Minh. Tuy nhiên lúc ba người bọn họ bước ra lối ra. Vì là lúc cao điểm tan ca nên các đồng chí làm ở các ban, các bộ khác nhau của tỉnh ủy đều ra về. Vừa nhìn thấy Bí Thư La và trưởng ban Chu bước tới, bọn họ người nào cũng khom lưng xuống mà chào hỏi. Còn Diệp Phàm thì chẳng có ai biết đến cả, vì thế bọn họ cũng chỉ chào hỏi đến trưởng ban Chu thôi. Tuy nhiên đúng lúc đó, trưởng ban Chu đã vừa cười vừa nhắc nhở họ,
đồng chí ở phía sau chính là bí thư Diệp Phàm của thành phố Đồng Lĩnh. Những người cán bộ đó sau giây phút sửng sốt ban đầu đã kịp thời phản ứng lại. Họ lập tức vừa cười tủm tỉm vừa chào hỏi Diệp Phàm. Dù trong mắt họ, một bí thư thành ủy cấp dưới cũng không phải là một cán bộ cao cấp gì, nhưng người ta là do trưởng ban Chu giới thiệu. Hơn nữa Diệp Phàm lại còn trẻ, tất nhiên không khỏi khiến bọn họ nghĩ thầm, không hiểu lai lịch của vị bí thư thành ủy này như thế nào. Địa điểm ăn cơm không phải là nhà khách tỉnh ủy mà là nhà hàng Long Giang. Từ trưởng ban Chu, Diệp Phàm được biết, lần này đoàn công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Phong Thanh Lục dẫn đầu, trong đó có bao gồm cả vụ trưởng vụ xây dựng kinh tế Thái Lâm. Diệp Phàm nghe thấy vậy tất nhiên là mừng thầm, Phong Thanh Lục và hắn ta thì không cần phải nói nữa. Hai người họ cũng đã có mối thâm tình gần 10 năm rồi. Còn Thái Lâm thì cũng là bạn học cũ trong trường đảng với hắn. Trong cuộc tranh luận trước kia, anh ta và hắn còn ở cùng một tổ. Bộ Tài chính cử xuống 5 đồng chí, 3 đồng chí nam và 2 nữ, trong đó bao gồm một thứ trưởng và một phụ trưởng. Một đồng chí nam và hai nữ còn lại đều là các cán bộ trưởng phòng thuộc vụ. Vì thế họ đều rất trẻ, còn chưa đến 30. Cùng ăn lúc đó còn có 3 đồng chí bên Bộ Giao thông do Thứ trưởng Thường trực Bộ Giao thông Chu Tiến Phong dẫn đầu. Trong đoàn đó cũng có vụ trưởng vụ quy hoạch giao thông Dư Ái Quốc. Diệp Phàm đã suýt từng đụng độ với tên béo đó. Bên phía Đồng Lĩnh thì ngoài La Khảm Thành, Chu Thiên Minh và Diệp Phàm ra còn có Phó Chủ tịch tỉnh phân quản kinh tế Vu Tiền Lâm. Phó Chủ tịch tỉnh phân quản giao thông Trường Vi Bá, Giám đốc Sở Giao thông Trường Bạch Hiểu và Giám đốc Sở Tài chính Bành Hưng Hòa. Ngoài ra còn có đồng chí Thái Lượng là bí thư khu Phong Châu. Mấy người bọn họ ngồi quanh một chiếc bàn tròn đủ chỗ cho 20 người nên vẫn khá là rộng rãi, thoải mái. Phong Thanh Lục và Chu Tiến Phong ngồi giữa La Khảm Thành và Chu Thiên Minh. Dù Phong Thanh Lục chỉ là một thứ trưởng, nhưng một thứ trưởng được Bộ Tài chính cử xuống thì cũng không bình thường đâu. Người ta có tiền mà. Khi thức ăn còn chưa được bày ra bàn, các đồng chí cấp dưới đều giỏng tai lên nghe các vị lãnh đạo La Khảm Thành, Phong Thanh Lục và Chu Tiến Phong nói chuyện phiếm. Thi thoảng Chu Thiên Minh cũng nói chen vào một câu. Thứ trưởng Phong, Bộ Tài chính Trung ương đã rót xuống thêm 2,8 tỷ thông qua kế hoạch phân chia của Trung ương. Vốn rót xuống lần này là nhằm vào các dự án quan trọng như tái tạo đất nông nghiệp cơ bản cần được cải tạo, xây dựng hệ thống thủy lợi, quy hoạch lại đất đai. Tỉnh Đồng Lĩnh về mặt khai thác mỏ còn tốt, nhưng chính vì khai thác mỏ nên dẫn đến việc xây dựng một vài dự án cơ bản của nông nghiệp rơi vào tình thế rất yếu kém. Hơn nữa, tình hình hiện nay của tỉnh Tấn Lĩnh, chúng ta cũng đều biết. So với một số tỉnh phía Nam thì chúng ta đều kém hơn. Điều này tất nhiên cũng có liên quan đến nhân tố địa lý và khí hậu của vùng phía Bắc. Vì thế Bí Thư La và Chủ tịch Tề đều hy vọng có thể tập trung sức lực ở những mặt còn yếu kém. Đồng thời với việc khai thác khoáng sản cũng không thể quên việc xây dựng cơ bản các công trình nông nghiệp nền tảng. Hy vọng Thứ trưởng Phong sẽ cân nhắc đến tình hình hiện nay của tỉnh Đồng Lĩnh mà hết lòng ủng hộ. Lúc đó, thấy La Khảm Thành liếc mắt nhìn, Phó Chủ tịch Phân quản Kinh tế và Xây dựng Nông nghiệp Vu Tiền Lâm vội mở mồm xin tiền, xin giúp đỡ. Ha ha, việc tiến hành các công trình trọng điểm mà Chủ tịch đã nói sẽ phát huy tác dụng quan trọng với việc hoàn thành nhiệm vụ bổ sung đất nông nghiệp. Cải thiện các điều kiện sản xuất nông nghiệp ở địa phương, nâng cao thu nhập cho nông dân. Năm nay ngoài việc hỗ trợ công trình trọng điểm điều chỉnh đất nông nghiệp ra, Bộ Tài chính Trung ương còn thông qua việc tăng kinh phí mới để hỗ trợ cho việc xây dựng cải tạo đất nông nghiệp cơ bản đạt tiêu chuẩn cao. Dựa vào đất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn cao để nâng cao sản lượng, thúc đẩy tính tích cực trong việc sản xuất lương thực của người nông dân. Bằng không nếu như không cải thiện thì giá lương thực tạm thời sẽ không tăng mạnh được. Điều này tất nhiên là yêu cầu của việc đảm bảo vật giá ổn định. Nếu tính tích cực trong sản xuất nông nghiệp của nông dân không được nâng cao, e rằng sau này đại bộ phận đất nông nghiệp sẽ thành đất hoang mất. Mà sản lượng lương thực giảm thì sẽ ảnh hưởng đến vấn đề lương thực cho nhân dân và an ninh quốc phòng của nước ta. Phong Thanh Lục nói đến đây thì liếc nhìn Diệp Phàm một chút, đoạn nói tiếp. Tuy nhiên, khoản tiền tăng thêm lần này tuy là gần 3 tỷ. Nghe con số thì thấy lớn. Nhưng phân ra rót xuống dưới thì chẳng thấy còn mấy nữa. Tỉnh nào, khu nào cũng đều ngửa tay xin tiền chúng tôi, Bộ Tài chính thực sự rất khó xử. Vì thế lãnh đạo trong bộ mới cử tôi xuống dưới một chuyến, thực chất là để nắm bắt tình hình trên mọi phương diện. Sau đó căn cứ vào độ khó khăn mà quyết định thôi. Ở đây tôi cũng nhắc nhở một chút,
hy vọng các đồng chí thông cảm cho chỗ khó của Bộ Tài chính. Vốn rót xuống mọi phương diện là điều không thể thực hiện được, dù gì cũng phải nắm lấy cái trọng điểm trước, có đúng vậy không? Với Bộ Tài chính mà nói, tỉnh nào của nước ta cũng giống nhau cả, đều cần được hỗ trợ. Chúng tôi không thể bên trọng bên khinh được, tuy nhiên vẫn phải căn cứ vào tình hình mà quyết định, không thể ôm đồm, răng lưới hết một mẻ được. Phong Thanh Lục nói những lời này coi như là không nói. Bên ngoài có vẻ như là trả lời câu hỏi của Chủ tịch tỉnh nhưng thực tế chẳng có câu nào có ý khẳng định là sẽ hỗ trợ tài chính cho tỉnh Tấn Lĩnh cả. Hơn nữa, hình như trong lời nói của ông ta còn có ý chuyện này không có hy vọng gì nhiều lắm, chỉ khá là mơ hồ mà thôi. Chương 2352, Nghệ thuật mơ hồ của các vị lãnh đạo. Vừa nghe đến đây, Bí thư Đảng ủy của địa khu Phong Châu là Thái Lượng đã có chút sốt ruột. Ông ta nói, Thứ trưởng Phong, kênh Hồng Hưng của khu Phong Châu chúng tôi đã được xây dựng từ những năm 60, đến bây giờ đã được hơn 40 năm rồi. Dù năm nào bên hành chính cũng rút vốn ra để tu bổ lại một chút nhưng đường dẫn nước đã hỏng. Chính vì vậy nên nhiều vùng bị lở đất đều bị tắc lại. Khiến cho đoạn này đoạn kia đều không thông được. Chuyện này thì hôm qua các vị lãnh đạo đi khảo sát thực tế đều nhìn thấy rồi. Đây là một tổn thất rất lớn với nông dân địa phương. Mặt khác con kênh này cũng đã làm mất đi tác dụng thúc đẩy nền nông nghiệp của khu Phong Châu chúng tôi. Các vị lãnh đạo cũng biết, tình hình kinh tế ở khu tôi không khả quan cho lắm. Trước nay, đảng ủy và bên hành chính luôn xem xét đến việc cải tạo lại con kênh Hồng Hưng. Hơn nữa kinh phí cần thiết cho kênh dẫn nước dài 7-8 km này quá lớn. Đây vốn là một trách nhiệm mà địa khu Phong Châu không thể đảm đương nổi. Tỉnh cũng rất ủng hộ việc cải tạo con kênh Hồng Hưng nhưng đều dừng bước trước vấn đề tài chính. Kênh dẫn nước mấy km này năm đó đã cứu sống biết bao nhiêu người. Mà diện tích đất nông nghiệp nó đi qua cũng là con số đáng ngạc nhiên. Nếu có thể cải tạo triệt để được thì coi như đã làm phúc được cho mấy triệu nông dân của khu Phong Châu. Vì vậy mong rằng các chuyên gia lãnh đạo Bộ Tài chính xem xét một chút, hết lòng ủng hộ cho dự án cải tạo kênh dẫn nước Hồng Hưng của khu Phong Châu. Ha ha, không phải chỉ khu Phong Châu các anh gặp phải vấn đề này. Chúng tôi đã đến 7-8 tỉnh rồi, tỉnh nào cũng gặp phải vấn đề tương tự. Làm gì có nơi nào mà không gặp phải vấn đề kênh mương ấy chứ? Bộ Tài chính cũng có cái khó riêng. Sau khi xem xét một cách tổng hợp lại phải cân nhắc đến mọi điều kiện trên mọi phương diện, từ đó mà đầu tư kinh phí vào chỗ cần nhất. Phong Thanh Lục thản nhiên cười. Những lời đồng chí vừa nãy nói ra tất nhiên là bị ông ta đẩy lại rồi. Ông ta đang áp dụng chiến thuật rất mơ hồ, mà có lẽ đi đến tỉnh nào ông ta cũng sẽ nói như vậy. Diệp Phàm cười thầm trong lòng. Đây chính là chiêu trò của các vị lãnh đạo. Lúc này mà anh muốn có được sự ủng hộ nhiệt tình của họ thì chẳng khác nào nằm mơ nói nhảm. Nói trắng ra trong tình huống mà hoàn cảnh không khác nhau là mấy thì phải căn cứ vào khả năng vận động của các vị lãnh đạo ở từng địa phương mà quyết định. Những việc tốt đẹp trên đời này không phải cứ mở mồm ra là có được. Thái Lượng tất nhiên là cũng hiểu được, chỉ có điều cơ hội rất hiếm có. Mà bên tỉnh ủy cũng có mấy vị lãnh đạo cấp cao đang ở đây. Lúc này cho dù không thể với tới được khoản đầu tư đó thì Thái Lượng cũng phải thể hiện thái độ tích cực kiên quyết tranh giành của mình. Để cho các vị lãnh đạo thấy Thái Lượng vì công việc mà cố gắng như thế nào, thấy ông ta là một vị quan toàn tâm toàn ý vì nhân dân. Đây dù sao cũng chỉ là thái độ, thậm chí đến tận Bắc Kinh thì cũng khó mà gặp được cán bộ cao cấp như Phong Thanh Lục. Việc này chắc chắn là một cơ hội, chẳng khác nào mỡ treo miệng mèo. Thứ trưởng Phong, lần này Thứ trưởng xuống dưới thị sát, sao lại không đến huyện Ma Khanh hoặc các vùng khó khăn khác của Đồng Lĩnh để quan sát một chút? Diệp Phàm đưa mắt nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Phong Thanh Lục. Hắn biết Phong Thanh Lục sẽ ưu tiên cho hắn, vì thế hắn không để ý nhiều đến thời cơ nữa, vội nói ngay. Bí thư Diệp, tôi đang báo cáo với Bộ trưởng Phong về vấn đề kênh dẫn nước Hồng Hưng. Huyện Ma Khanh của các anh có khó khăn hơn nữa thì cũng có bằng vấn đề đường kênh Hồng Hưng của khu Phong Châu chúng tôi không? Thái Lượng có chút tức giận. Diệp Phàm sao lại ngang nhiên muốn giành giật miếng ăn với mình? Bí thư Thái, khó khăn hay không khó khăn không phải là do tôi hay ông nói. Cái này phải đợi tổ khảo sát, đánh giá của Bộ Tài chính sau quá trình nghiên cứu mới quyết định được. Chúng ta ngồi đây không cần thiết phải đấu khẩu hơn thua với nhau. Tôi và ông đều là cán bộ của tỉnh Tấn Lĩnh cả. Khoản đầu tư của Bộ Tài chính có rót xuống khu nào thì cũng đều là anh em với nhau cả, tại sao lại phải phân biệt,
có đúng vậy không? Tất nhiên Diệp Phàm cũng phản pháo lại, hơn nữa hắn còn có ý bôi nhọ Thái Lượng. Bí thư Diệp, dù thế nào cũng phải phân định trước sau. Nếu không có quy củ thì chẳng phải sẽ loạn hết hay sao? Thái Lượng cũng không chịu lép vế, hắn cho rằng Diệp Phàm đang cướp miếng ăn trong nồi của hắn. Ha ha, huyện Ma Khanh, nghe tên huyện tôi đã nghĩ liệu đây có phải là một vùng điều kiện không được tốt. Dù sao bộ cũng đã cử tôi xuống quan sát, mà chuyện này bí thư Diệp cũng đã đề cập tới, vậy thì tôi phải đi xem sao thôi. Vốn là định ngày mai sẽ sang tỉnh Cổ Mông, nhưng vấn đề đồng chí Diệp Phàm đề cập đến, tôi cũng cảm thấy rất hứng thú. Nên ngày mai phải đi một chuyến xem sao mới được. Tất nhiên nếu quyết định đi Đồng Lĩnh thì sẽ không phải chỉ xem xét huyện Ma Khanh, có đúng không? Lần này chúng tôi được cử xuống là để khảo sát đất nông nghiệp ở các vùng và tình hình cơ bản về đất nông nghiệp thuộc quốc gia. Miễn là thuộc vào phạm vi đó thì chúng tôi đều có thể xem xét. Thật không ngờ Phong Thanh Lục lại nói ra những lời ấy. Đó rõ ràng là giữ thể diện cho Diệp Phàm rồi. Hơn nữa hình như ông ta còn có ý rằng Diệp Phàm không cần phải giữ ý tứ quá, như thể Bộ trưởng Phong muốn rót tiền xuống cho thành phố Đồng Lĩnh rồi. Các đồng chí có mặt ở đó đều ngây người ra, người nào cũng ngầm quan sát Diệp Phàm và Phong Thanh Lục. Thứ trưởng Phong, thành phố Đồng Lĩnh là thành phố lớn thuộc top 3 của tỉnh Tấn Lĩnh, so với các khu vực xa xôi như chúng tôi thì cũng chưa phải là dầu nứt đố đổ vách, nhưng điều kiện ít nhất cũng đã tốt hơn mấy lần chỗ chúng tôi rồi. Bọn họ vốn không cần sự hỗ trợ nào cả. Cuối cùng Thái Lượng cũng lên tiếng tranh giành. Sắc mặt ông ta có chút khó coi. Đúng lúc này La Khảm Thành ho lên một tiếng. Thái Lượng thấy vậy thì im ngay. Cái này có khác gì bí thư La không hài lòng với những lời nói của ông ta. Anh cần tiền, cần được hỗ trợ, được thôi. Nhưng anh không thể nói những nơi mà Thứ trưởng Phong đã hứa sẽ đến thăm như vậy được. Đến lúc đó... Khu Phong Châu các anh không được rót kinh phí xuống mà Đồng Lĩnh thì lại không cần, vậy khác nào đem tiền đổ ra ngoài. Với bí thư La mà nói, khu vực nào giành được tiền đầu tư thì cũng đều thuộc phạm vi của tỉnh Tấn Lĩnh, tất nhiên là sẽ không có gì khác biệt nhiều cả. Thái Lượng đỏ mặt lên, ông ta thấy vô cùng hối hận, ban nãy không suy nghĩ thấu đáo, không ngờ thái độ tranh giành nhiệt tình của ông ta lại khiến bí thư La không hài lòng. Thái Lượng không nói nữa, Diệp Phàm gật gù đáp. Chào mừng Bộ trưởng Phong và các vị lãnh đạo trong đoàn thị sát đến thăm huyện Ma Khanh và các khu lân cận thuộc thành phố Đồng Lĩnh. Ví như huyện Ma Khanh, tình hình của huyện này đúng như Thứ trưởng Phong vừa đoán. Đó là khu vực kinh tế kém phát triển nhất của thành phố Đồng Lĩnh chúng tôi. Các khu vực khác của Đồng Lĩnh ít nhiều gì cũng có tài nguyên khoáng sản. Nhưng huyện Ma Khanh thì vì núi cao, lớp nham thạch dày nên điều kiện khai thác vô cùng khó khăn mà chi phí lại tốn kém. Vì thế, về cơ bản không có doanh nghiệp khai thác khoáng sản nào trên địa bàn huyện này cả. Hơn nữa huyện này lại là khu vực cao và dốc nhất của Đồng Lĩnh nên các điều kiện như giao thông đều không thuận lợi. Khiến cho các nhà đầu tư ở đây cũng vô cùng ít ỏi. Trong điều kiện như vậy, nông nghiệp đã trở thành trụ cột kinh tế để phát triển của huyện. Tuy nhiên huyện này diện tích lớn mà dân số lại ít ỏi nên chỉ dựa vào sự hỗ trợ của chính quyền huyện cũng không thể vực dậy được. Tỉnh thì năm nào cũng hỗ trợ kinh phí nhưng địa bàn tỉnh cũng rất rộng nên không thể hỗ trợ nhiều cho huyện Ma Khanh được. Về việc này, chúng tôi cũng hiểu được tình hình của tỉnh. Ôi, đất nước chúng ta còn có rất nhiều huyện như vậy. Họ đều cần được hỗ trợ. Các anh cứ yên tâm, bộ sẽ xem xét cẩn thận. Phong Thanh Lục nói, điều này giống như là nhắc nhở mọi người, kiến nghị của Diệp Phàm trùng hợp với ý của Phong Thanh Lục. Phong Thanh Lục còn chưa xuống dưới mà đã có thái độ như vậy. Tất nhiên Thái Lượng không cảm thấy bằng lòng, còn La Khảm Thành và những người khác thì đều cảm thấy nghi ngờ. Tại sao Phong Thanh Lục lại ưu tiên cho Diệp Phàm như vậy? Trong chuyện này ắt hẳn phải có nguyên nhân nào đó. Mọi người ở đó đều rất nhạy cảm, họ tin rằng chẳng có tình yêu vô nguyên vô cớ nào cả. Thứ trưởng Chu, đoàn công tác xuống dưới lần này còn có đồng chí Dư Ái Quốc là vụ trưởng vụ quy hoạch giao thông. Các đồng chí cũng đã khảo sát khu tự trị Hồi Ninh, tỉnh Tam Tần và tỉnh Tấn Lĩnh chúng tôi. Nghe nói đợt này chuẩn bị thông đường cao tốc Kinh Long đến tận thành phố Ngân Hà của Hồi Ninh, ở giữa còn đi qua thành phố Tây An của tỉnh Tam Tần nữa. Nối thẳng đường cao tốc qua địa phận ba tỉnh, đường cao tốc này sau khi hoàn thành có lẽ sẽ được gọi là đường cao tốc Kinh Ngân. Phó Chủ tịch tỉnh Vi Bá Tiếu người già nhất, lên tiếng hỏi Thứ trưởng Chu Tiến Phong. Chuyện này chắc là do vụ trưởng Dư đã nói với các ông.
Chu Tiến Phong cười nói. Bộ giao thông đang có ý tưởng đó, tuy nhiên phương án vẫn còn đang trong quá trình bàn bạc. Lần này xuống cùng với Thứ trưởng Chu xuống chỉ là để quan sát trước mà thôi. Dư Ái Quốc trả lời rất nhẹ nhàng. Tất nhiên chẳng có ai tin lời ông ta nói, vì lần này đi cùng với Dư Ái Quốc còn có một số chuyên gia của Viện Khảo sát, Thiết kế đường quốc lộ quốc gia. Chỉ là buổi tối các thành viên trong tổ chuyên gia này đã ăn cơm ở một phòng khác mà thôi. Nói như vậy tức là Bộ Giao thông đã bắt tay vào chuẩn bị rồi. Phó Chủ tịch tỉnh Vi như đang lẩm bẩm một mình. Ông ta nhìn Thái Lượng lập tức hiểu ý, vội nói ngay. Thứ trưởng Chu, Phụ trưởng Dư, khu Phong Châu nằm ở phía tây nam của tỉnh Tấn Lĩnh. Nếu như đường cao tốc Kinh Long nối liền với thành phố An Tây. Vậy các vị lãnh đạo có thể xem xét để địa khu Phong Châu chúng tôi được nằm trong phạm vi xây dựng của đường cao tốc Kinh Ngân hay không? Các vị lãnh đạo đều biết đó, muốn làm giàu thì phải tu bổ đường xá trước. Nếu có một đường cao tốc chạy qua khu Phong Châu thì tác dụng thúc đẩy sự phát triển trên mọi phương diện với địa khu Phong Châu chúng tôi rõ ràng sẽ là vô cùng to lớn. Tôi khẩn thiết xin Thứ trưởng Chu và Vụ trưởng Dư cho khu Phong Châu chúng tôi được nằm trong phạm vi của đường cao tốc Kinh Ngân. Ha ha, Bí thư Thái, những lời ông vừa nói đã có chút sai lệch rồi. Nếu nói là góc cuối phía nam khu ả Tấn Lĩnh thì phải là thành phố Diêm Thành chứ. Còn địa khu Phong Châu các ông nằm ở phía tây của Tấn Lĩnh nhưng còn hơi chếch về phía bắc. Nếu đường cao tốc Kinh Ngân kéo dài đến thành phố Long Giang, rồi từ thành phố Phong Châu của các ông nối tiếp đến thành phố An Tây của tỉnh Tam Tấn thì khác nào phải vặn sang hướng tây rồi mới tiếp xuống phía nam cho đến thành phố An Tây. Chạy một vòng như vậy thì ít nhất cũng phải thêm một đoạn chừng 6-7.000 mét rồi. Chi phí làm đường cao tốc hết bao nhiêu, như thế căn bản là giải vàng trên đất. Nếu địa khu Phong Châu của các ông có đặc trưng nổi bật thì đường cao tốc Kinh Ngân không thể không xem xét đến việc bẻ sang phía khu vực các ông rồi mới đi tiếp. Điều này thì không cần phải bàn cãi nữa rồi. Mấu chốt chính là xin hỏi Bí thư Thái có thể lấy lý do gì ra để khiến Bộ Chỉ huy phải cân nhắc. Dư Ái Quốc không còn giữ thể diện cho Thái Lượng nữa. Hơn nữa các vụ trưởng phân quản các lĩnh vực thuộc Bộ đều là người leo lên từ tầng đáy của Bộ Giao thông nên đều hiểu những chuyện mờ ám trong chuyện này. Đối với Dư Ái Quốc thì lúc vui vẻ ông ta tán gẫu vài câu với một bí thư của một vùng khó khăn như anh đã coi như là giữ thể diện cho anh rồi. Những lúc không vui không thèm đoái hoài đến anh cũng là chuyện hết sức bình thường. Chương 2353, thái độ kỳ lạ của Thứ trưởng Chu. Tất nhiên Thái Lượng bị chặn họng rồi. Ông ta thực sự không thể nghĩ ra được thứ gì có thể khiến cho Bộ Chỉ huy đường cao tốc Kinh Ngân có thể để tâm đến. Hơn nữa núi của khu Phong Châu thuộc loại cao nhất của tỉnh Tấn Lĩnh. Xây dựng đường cao tốc thì phải nối nhiều cầu, như vậy kinh phí sẽ tăng lên rất nhiều. Thằng ngu cũng không muốn vòng đường qua bên đó. Tuy nhiên Thái Lượng vẫn nhìn trộm Vi Bá Tiếu. Tất nhiên là ông ta hy vọng Phó Chủ tịch Vi sẽ nói giúp một chút, nếu không thì chẳng có chút hy vọng nào cả. Diệp Phàm vẫn quan sát mấy người bọn họ. Hắn thấy buồn cười, tuy nhiên, từ ánh mắt của Thái Lượng, Diệp Phàm cũng nghĩ là có ẩn ý gì đó bên trong. Không chừng bệ đỡ của Thái Lượng chính là Vi Bá Tiếu, mà nghe nói Vi Bá Tiếu là do một tay Bí Thư La nâng đỡ lên. Vậy chẳng phải Thái Lượng là người bên phe Bí Thư La sao? Chả trách hôm nay ông ta có cơ hội được ngồi ở chiếc bàn tròn đó. Thì ra ông ta đến cũng có mục đích cả. Mà đó có phải là ý của La Thiên Thượng Sơn hay không thì chỉ có trời mới biết được. Tuy nhiên ít nhất thì Vi Bá Tiếu cũng đã quan tâm đến ông ta một chút, nếu không ông ta căn bản không thể có cơ hội ngồi ở đó được. Việc đường cao tốc Kinh Ngân mà Dư Ái Quốc nói đến cũng khiến Diệp Phàm giật mình. Nếu như có thể để đường cao tốc Kinh Ngân vòng qua thành phố Đồng Lĩnh rồi mới đến thành phố Long Giang thì như thế chẳng phải nhân dân Đồng Lĩnh được hưởng phúc rồi hay sao? Tuy nhiên Thái Lượng vừa mới bị một vố xong tất nhiên Diệp Phàm không thể tiếp nối ông ta giơ đầu ra mà chịu ăn đập. Đó là chuyện tồi tệ. Bởi vì theo bản đồ giao thông của tỉnh Tấn Lĩnh, đường cao tốc Kinh Ngân muốn đi qua địa phận thành phố Đồng Lĩnh, tất nhiên là từ thủ đô phải ngoặt về phía Tây Bắc rồi mới đến Đồng Lĩnh. Sau đó mới đi thẳng xuống thành phố Long Giang, ước chừng cũng phải làm thêm mười mấy km. Về kinh phí xây dựng đường cao tốc thì tất nhiên việc đó muốn một khoản không nhỏ. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng đã có chủ định riêng của mình. Việc này, sau khi ăn xong bữa, hắn sẽ phải đi thăm hỏi Chu Tiến Phong một chút. Dù sao thì trước kia, dựa vào mối kết giao với Chu lão gia, hắn ta và Chu Tiến Phong cũng có chút qua lại.
lần này có thành công hay không mấu chốt là phải tranh thủ trước. Với một số đồng chí kiểu như Thái Lượng, vài chục km đường cao tốc vô cùng quý giá nhưng với một quan chức lớn như Chu Tiến Phong thì ấy lại chỉ là một câu nói. Cấp bậc không giống nhau, hiệu quả cũng một trời một vực. Cũng còn một lý do nữa là Diệp Phàm không muốn công kích thêm Thái Lượng nữa. Nếu ông ta mà tức lên thì có lẽ vì Bá Tiếu và Bí Thư La đều không cảm thấy thoải mái. Cùng là quan chức của Tấn Lĩnh cũng nên giữ thể diện cho nhau một chút. Diệp Phàm vừa buồn bực ăn cơm vừa nghĩ làm thế nào để ăn xong bữa tìm được cơ hội nói chuyện với Chu Tiến Phong. Thật không ngờ đột nhiên nghe thấy tiếng cười hỏi của Chu Tiến Phong. Bí thư Diệp, vài năm không gặp có phải quên tôi rồi không? Diệp Phàm phản ứng ngay lại, cười nói. Lâu rồi không gặp Thứ trưởng Chu, thấy tinh thần Thứ trưởng ngày càng tốt. Tôi làm sao có thể quên được, chỉ là tôi muốn đợi sau bữa cơm sẽ đến chào hỏi Thứ trưởng. Ở đây, tôi nên nói ít đi để tránh làm ảnh hưởng đến hứng thú của các vị. Ha ha, nếu nói về tinh thần thì cậu mới ngày một hăng hái. Người trẻ tuổi mà, nói chuyện tinh thần với tôi thì tôi già rồi, không được trọng dụng nữa rồi. Cái thế giới đang phát triển này chính là thiên hạ của các cậu. Chu Tiến Phong cười nói, thực ra Chu Tiến Phong cũng ước chừng 50, cũng không phải là già. Ồ, Thứ trưởng Chu, xem ra ông và Bí thư Diệp có quen biết nhau. Lúc đó Bí thư La cũng cười nói, mắt nhìn Diệp Phàm. Tất nhiên là có quen biết rồi, tầm khoảng 6-7 năm về trước. Bí thư Diệp của các ông rất xuất sắc nhé. Năm đó còn là chủ tịch huyện ở huyện Ma Xuyên thuộc địa khu Đức Bình của tỉnh Nam Phúc. Cậu ta thật không đơn giản. Đã đơn thương độc mã đến tận bộ giao thông để đấu khẩu. Mấy vị thứ trưởng trong bộ đều bị cậu ta nói cho cứng cả họng. Mồm miệng của cậu ta đúng là rất biết ăn nói. Cũng vừa khéo khi đó Phó Thủ tướng Yến Vân đến bộ để kiểm tra, nghe kể về cậu ta thì nhất quyết đòi gặp. Mà vụ việc Ma Xuyên mọi người cũng đều nghe nói qua. Lúc Diệp Phàm đến nơi đó, bị gọi là mộ phần của chủ tịch huyện. Đó là một vùng vô cùng nghèo khổ. Diệp Phàm đã nhân cơ hội giành được khoản đầu tư giao thông 3 tẩm triệu, biến huyện Ma Xuyên thành đầu mối giao thông nối 3 tỉnh Nam Phúc, Danh Đô và An Đông với nhau. Bây giờ huyện Ma Xuyên đã thành thành phố rồi. Nghe nói tỉnh Nam Phúc đã sớm lấy thành phố Ma Khanh là thành phố kiểu mẫu. Sự tăng trưởng kinh tế mạnh của thành phố Đức Bình có đến 40% là do thành phố Ma Khanh tác động. Không có thành phố Ma Khanh, Đức Bình coi như mất đi một nửa giang sơn. Thời gian trước tôi cũng vừa đi qua khu Đức Bình, đặc biệt tới thành phố Ma Xuyên xem xét một chuyến. Trong số các đồng chí đi cùng tôi có cả thành viên bộ chỉ huy đường quốc lộ Thiên Sa Sơn khi đó. Bọn họ nhìn mà thấy cảm phục và nói kỳ tích của Ma Khanh là do đồng chí Diệp Phàm tạo nên. Ký ức về việc này của Chu Tiến Phong còn rất rõ. Mọi người cũng thầm cảm thấy rất kỳ lạ, không hiểu Thứ trưởng Chu đang cố ý tâng bốc Diệp Phàm hay Diệp Phàm đã thực sự khiến ông ta nể phục. Tất nhiên rất nhiều các đồng chí khác ngồi ở đó đều thầm cảm thấy kỳ lạ, sợ hãi. Thật không ngờ một người trẻ tuổi như vậy lại có năng lực lớn. Thậm chí có đồng chí còn nghĩ liệu Diệp Phàm có phải là hậu bối của nhân vật nào đó hay không. Thời đại này, não trên đầu anh muốn nghĩ sao hoàn toàn là quyền của anh. Thứ trưởng Chu, ông đã quá khen tôi rồi. Thật không dám, không dám. Tôi chỉ làm được chút việc nhỏ mọn. Khi đó là do may mắn. Gặp được Thứ trưởng Tống của Tổng bộ Hậu Cần đã từng dẹp thổ phỉ ở huyện Ma Xuyên. Chính vì thế mới có cơ hội được quen biết Thứ trưởng Chu. Dưới sự tác động của Thứ trưởng Tống, Thứ trưởng Chu cũng đã ủng hộ rất nhiệt tình cho việc xây dựng đường quốc lộ của huyện Ma Xuyên. Đường quốc lộ Thiên Sa Sơn nối liền 3 tỉnh vì thế mới được xây dựng. Con đường đó thực sự rất rộng, dù đã vài năm kể từ thời điểm đó nhưng độ rộng của nó vẫn khiến người khác phải trầm trồ. Thành tựu này cũng là kết quả của sự coi trọng từ phía Thứ trưởng Chu, Tống tướng quân, Phó Chủ tịch Yến Vân và các vị lãnh đạo của Bộ Giao thông, tỉnh Nam Phúc, tỉnh Giang Đô và tỉnh An Đông. Diệp Phàm tôi chỉ là người tác động mà thôi. Diệp Phàm trả lời rất khiêm tốn. Hắn tuyệt đối không nhắc đến chuyện đường cao tốc kinh ngân. Đồng chí Diệp Phàm, đồng chí đã làm nên kỳ tích như vậy ở huyện Ma Xuyên tỉnh Nam Phúc, tôi thực sự mong đợi đồng chí cũng sẽ làm nên kỳ tích giống như vậy ở thành phố Đồng Lĩnh. Năm đó đồng chí là chủ tịch huyện của một huyện nghèo mà có thể giành được công trình đường quốc lộ Thiên Sa Sơn trị giá vài trăm triệu từ tay Bộ Giao thông. Ha ha, lần này Thứ trưởng Chu đi khảo sát là một cơ hội hiếm có. Tỉnh Tấn Lĩnh chúng ta nổi tiếng với than đá.
dựa vào nó mà biết bao xí nghiệp sản xuất ra đời. Gần đây tỉnh đã điều chỉnh lại kế hoạch Trấn Hưng và 16 phương án thực thi của các ngành. Các bước mô hình hóa kiểu mới ngành nông nghiệp truyền thống, đa nguyên hóa các ngành kinh tế trụ cột đã được tăng tốc. Cùng với sự tăng trưởng ổn định của các ngành truyền thống như than đá, than cốc, luyện kim, điện lực, thì chất lượng cũng được cải thiện đáng kể, kết cấu bên trong cũng không ngừng được tối ưu hóa. Các ngành mới nổi lên như ngành chế tạo trang thiết bị tiên tiến, ngành hóa chất than đá hiện đại, công nghiệp chế biến nguyên liệu kiểu mới, công nghiệp thực phẩm phát triển với tốc độ nhanh, tỷ trọng trong nền kinh tế được nâng lên. Ngành phục vụ cũng có bước phát triển mới, tổng thu nhập ngành du lịch cũng được ổn định nâng lên một tầm cao mới. Về mặt giao thông, vị trí của tỉnh Tấn Lĩnh chúng tôi đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Hiện nay với mạng lưới giao thông vận tải lấy đường sắt, đường bộ làm chính, hàng không là phụ, tỉnh chúng tôi đã trở thành đầu mối giao thông quan trọng cả khu vực Hoa Bắc và toàn quốc. Tuy nhiên như vậy vẫn còn có chút đơn giản, cần phải nâng cấp việc xây dựng hệ thống giao thông, tăng cường năng lực giao thông vận tải của tỉnh Tấn Lĩnh chúng tôi. Để cho Tấn Lĩnh thực sự trở thành bá chủ về mặt giao thông, thực sự trở thành đầu mối giao thông then chốt của khu vực Hoa Bắc và toàn quốc. Giống như là vị trí quan trọng của huyện Ma Xuyên đối với tỉnh Nam Phúc, tỉnh Giang Đô và tỉnh An Đông. La Khảm Thành quả thật không hề đơn giản, từ đại cục toàn tỉnh đã mở rộng tới việc xây dựng mạng lưới giao thông toàn quốc. Trong lời nói thể hiện rõ tính quan trọng của việc xây dựng Tấn Lĩnh thành đầu mối giao thông then chốt. Lời nói của La Thiên Thượng Tiên đương nhiên là ý tại ngôn ngoại. Con mắt ông ta vẫn chăm chăm soi vào túi tiền của Chu Tiến Phong. Ha ha, bí thư La lại quá khen Diệp Phàm tôi rồi. Tôi đâu có năng lực đó. Tuy nhiên cùng với sự kiện to lớn là xây dựng đường cao tốc Kinh Ngân, tỉnh Đồng Lĩnh chúng tôi cũng phải theo kịp cơn lốc giao thông này. Tôi tin rằng, từ tình hình của tỉnh Tấn Lĩnh, từ đại cục xây dựng đầu mối giao thông mà bí thư La vừa đề cập đến thì Thứ trưởng Chu sẽ cân nhắc đến yêu cầu của Tấn Lĩnh. Diệp Phàm bỗng nhiên kiên trì nói tiếp. Ví như thành phố Đồng Lĩnh chúng tôi, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng tổng hợp toàn tỉnh. Hiện nay thành phố Đồng Lĩnh chúng tôi đang ở trong giai đoạn dần chuyển sang mô hình thành phố của nền công nghiệp nguyên vật liệu, than đá chưa chế biến, phát triển theo mô hình chuyển đổi đó, lấy lại màu xanh là chiến lược tổng thể của chúng tôi. Xoay quanh mục tiêu phát triển trở thành một thành phố có kinh tế vững mạnh, môi trường trong lành, là trung tâm văn hóa và du lịch, chúng tôi dựa vào tuyến đường nối liền 3 thành phố để phát triển riêng lẻ. Từ cổ chí kim, người ta vẫn luôn tâm niệm tư duy phát triển là tân cổ đều có cái hay, kế thừa nền văn hiến, sáng tạo những nét đặc sắc, không yêu cầu phải lớn nhưng yêu cầu phải là tốt nhất. Nắm bắt cơ hội, tìm tòi đột phá, giữ thế chủ động, ra sức thúc đẩy sự phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội của Đồng Lĩnh bước vào một thời kỳ mới. Trong vấn đề này, xây dựng giao thông chắc chắn phải được thực hiện trước. Không có những trở ngại về giao thông, Đồng Lĩnh mới phát triển được. Nếu không lương thực nông dân làm ra bán với giá thấp sẽ làm họ khốn đốn. Sản phẩm công nghiệp khai thác khoáng sản làm ra phải vất vả chuyển ra bên ngoài, một là phiền phức, hai là chi phí quá lớn. Thực ra, nói về đường cao tốc Kinh Ngân thì tôi nghĩ, thành phố Đồng Lĩnh chúng tôi khá gần thủ đô nên đường cao tốc hoàn toàn có thể đi qua địa phận thành phố. Nắm bắt lấy cơ hội giao thông thuận tiện mà đường cao tốc Kinh Ngân mang lại, để kinh tế thành phố Đồng Lĩnh chúng tôi theo kịp được tốc độ phát triển mới. Diệp Phàm chậm rãi nói, hắn ta cứ nhằm vào vấn đề giao thông mà nói, Chu Tiến Phong cũng tự nhiên mà hiểu ra được vấn đề. Bí thư Diệp, theo vị trí của thành phố Đồng Lĩnh các cậu, nếu đường cao tốc Kinh Ngân đi qua địa phận thành phố thì có khác gì phải rẽ ngoặt như tôi vừa nói ban nãy về khu Phong Châu. Đường cao tốc Kinh Ngân sẽ phải rẽ sang Đồng Lĩnh, rồi đến thành phố Long Giang. Vậy chẳng phải là rẽ về phía Tây Bắc sao, nếu như vậy thì sẽ phải đi đường vòng rất nhiều. Chuyện này đi ngược lại với tôn chỉ, vấn đề tài chính và nhiều vấn đề khác trong việc xây dựng cao tốc Kinh Ngân đó. Dư Ái Quốc đã lên tiếng trước, kiên quyết phản đối Diệp Phàm. Ông ta nhìn La Khảm Thành rồi nói. Tất nhiên, đường cao tốc Kinh Ngân khi đi qua địa phận Tấn Lĩnh sẽ tác động tích cực đến các vùng lân cận cũng là điều tốt. Như Chủ tịch La vừa nói, có thể xem xét được thì bộ sẽ xem xét. Điều này tất nhiên là do Dư Ái Quốc nể tình La Khảm Thành rồi. Tuy nhiên cái sự nể tình ấy cũng không lớn lắm, dù sao cũng chỉ là mức cân nhắc thích hợp, quan tâm mà thôi, không có gì sâu sắc lắm. Chương 2354, nói chuyện với bí thư La. Ha ha,
chúng ta không thể đánh đồng thành phố Đồng Lĩnh và khu Phong Châu được. Khi nãy, Phụ trưởng Dư cũng đã nói rồi, nếu đưa ra được điểm điểm đặc sắc nào thì có thể sẽ cân nhắc. Thành phố Đồng Lĩnh chúng tôi là một trong 9 cố đô lớn của Trung Quốc. Về mặt nhân khẩu, chúng tôi cũng đứng thứ 2 toàn tỉnh Tấn Lĩnh. Đồng Lĩnh cũng là một trong những thành phố trung tâm của khu vực Hoa Bắc, là cái nôi sản xuất nguồn năng lượng lớn của đất nước, là thành phố có tầm ảnh hưởng tới quốc tế, được mệnh danh là cố đô điêu khắc của Trung Quốc, là cái nôi sản xuất than đá của Trung Quốc. Hơn nữa quanh Đồng Lĩnh còn có 6 nhà máy điện lớn, đã bước đầu hình thành vòng điện lực Đồng Lĩnh, lấy Đồng Lĩnh làm trung tâm. Mục đích xây dựng đường cao tốc Kinh Ngân là gì? Tất nhiên là để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Tấn Lĩnh, tỉnh Tam Tần và khu tự trị Hồi Ninh. Đường cao tốc Kinh Ngân đi qua tỉnh Tấn Lĩnh, nếu đến cả thành phố thứ hai của Tấn Lĩnh cũng không xem xét để đưa vào thì con đường cao tốc ấy còn thúc đẩy cái gì nữa? Đặt 4 triệu dân Đồng Lĩnh ra bên ngoài thì làm sao có thể phát huy tác dụng thúc đẩy kinh tế Tấn Lĩnh, đẩy nhanh tốc độ nâng cao đời sống của người dân? Diệp Phàm cũng phản bác lại một cách thấu tình đạt lý. Nếu như việc xây dựng giao thông xem xét được một cách toàn diện mọi mặt thì đã không còn gọi là cao tốc Kinh Ngân nữa rồi mà phải gọi là cao tốc Tấn Lĩnh của các cậu. Nói về mặt đầu tư, người ta không thể mất nhiều tiền oan đến như vậy được. Nếu đi qua cả thành phố Đồng Lĩnh mà chỉ mất thêm 3-4 km thì còn có thể cân nhắc được. Mấu chốt là khoảng cách với thành phố các cậu lớn quá. Không thêm 4-50 km thì không được. Xây dựng thêm vào thì tăng thêm bao nhiêu kinh phí. Mà riêng dự án đường cao tốc khởi công, chiều dài cũng là 4-50 km rồi. Việc này cũng giống như là xây dựng thêm một đường cao tốc khác. Cái mà Bộ Giao thông xem xét là đại cục cả nước chứ không thể chỉ phục vụ riêng cho một mình thành phố Đồng Lĩnh được. Tôi đã nói rồi, toàn tỉnh Tấn Lĩnh nằm trên vùng đường cao tốc đi qua thì còn có thể xem xét thỏa đáng nhưng phạm vi điều chỉnh không thể lên đến mấy chục km được. Dư Ái Quốc thực sự cạnh tranh với Diệp Phàm. Ha ha, được rồi, chúng ta ăn đi thôi. Trên bàn rượu không bàn tới công việc nữa. Đúng lúc đó Chu Tiến Phong cười nói, sau đó ông ta lại thêm một câu. Tuy nhiên thì vị trí của Đồng Lĩnh với tỉnh Tấn Lĩnh là vô cùng quan trọng. Bộ Giao thông sẽ cân nhắc đến kiến nghị của đồng chí Diệp Phàm. Nhưng cứ nói trước với cậu vậy thôi chứ khả năng cũng không lớn đâu. Mấu chốt là ở chỗ đầu tư. Những lời nói của Chu Tiến Phong không dễ khiến người khác phải để ý nhưng những người ngồi ở đó đều là những kẻ lõi đời. Họ đều nhận ra, Thứ trưởng Chu đã có chút dao động rồi. Hơn nữa hình như ông ta còn mở đường cho Diệp Phàm, tức là nếu như có thể giải quyết được khâu đầu tư thì việc để cao tốc Kinh Ngân qua Đồng Lĩnh vẫn có khả năng. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Phàm và Bí Thư La đến một phòng khách nhỏ ở bên cạnh. Đã có việc gấp thì anh cứ trực tiếp nói luôn đi. Sắp đến giờ vào làm rồi, đừng nói chuyện phiếm nữa. Bí Thư La ra hiệu cho Diệp Phàm ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện rồi nói thẳng. Bí Thư La, ông xem một chút các tài liệu này. Diệp Phàm lấy từ trong chiếc cặp da ra các tài liệu mà Điền Sơ Nhất và Tề Chấn Đảo đã ký. Nếu không phải là văn kiện hay tài liệu chính thức gì thì anh cứ trực tiếp nói ra đi. Bí Thư La khoát tay nói. Tuy đây không phải là tài liệu chính thức nhưng tôi đã báo cáo lần lượt theo các cấp, còn có cả chỉ thị của lãnh đạo các bên phân quản. Tất nhiên là nếu như Bí Thư La không có thời gian rảnh thì tôi đành phải báo cáo trực tiếp lại rồi. Diệp Phàm nói. Đưa cho tôi xem. Vừa nghe đến đây, La Khảm Thành đã vội giơ tay nhận các tài liệu có liên quan đến dự án nhiệt điện với vốn đầu tư 5 tỷ của Tập đoàn Điện lực Viễn Đông. Lúc đầu La Khảm Thành còn có chút tùy tiện, sau đó ông ta bắt đầu xem một cách cẩn thận. Xem hết tệp tài liệu đó cũng mất đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Ông ta gọi thư ký riêng vào dặn dò rồi nói. Thành phố Đồng Lĩnh các anh có bao nhiêu phần trăm khả năng có thể giành được một dự án lớn như thế này? Theo những phân tích trên tài liệu thì thành phố các anh không nắm ưu thế. Nếu như là tôi thì có lẽ cán cân lựa chọn sẽ nghiêng về phía Nam rồi. Tất nhiên điện phát ra thì phải bán lấy tiền. Nếu không có lợi nhuận lớn thì người ta làm sao có thể đồng ý. Bí Thư La cũng biết đấy, có lời này tôi không biết có nên nói ra hay không. Diệp Phàm bắt đầu hỏi một cách thăm dò. Chỉ cần có liên quan đến dự án này, có yêu cầu gì anh cứ nói thẳng ra. Đồng chí Diệp Phàm ạ. Một dự án 5 tỷ không phải là trò chơi. Những lợi ích mà nó mang đến tạm thời các anh không thể thấy hết ngay được. Chỉ cần các yêu cầu đó không quá đáng thì tỉnh ủy sẽ cân nhắc, xem xét thêm. La Khảm Thành đáp lại.
tất nhiên ông ta sớm đã nhìn ra ý của Diệp Phàm rồi. Người Trung Quốc chúng ta trước nay trọng tình nghĩa, dù vẫn nói là công việc và tình cảm cá nhân phải rạch ròi nhưng làm sao mà phân rõ ràng ra được. Có một số việc luôn gắn chặt với vấn đề tình cảm. Vì thế tôi cần một người từ Bí Thư La. Diệp Phàm nói, hắn đang từng bước thăm dò, nhằm chuẩn bị giới thiệu Kiều Hà. Cần ai? La Khảm Thành hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Đó là phó chủ nhiệm Kiều Hà bên ban tổng hợp của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí ấy là một cán bộ chính thức, có năng lực tốt mà thời gian làm việc chính thức cũng đã 3 năm rồi. Diệp Phàm trả lời. Mục đích cần anh ta của anh là gì? Bí thư La hỏi. Tôi nghĩ, nếu anh ta có thể đến đồng lĩnh phụ trách việc giành dự án nhiệt điện lần này thì chúng ta đã nắm thế chủ động rồi. Diệp Phàm nói. Một cán bộ chính thức thì làm gì có khả năng làm việc đó? Anh ta thì có liên quan gì đến dự án nhiệt điện này? La Khảm Thành sớm đã ngầm đoán ra, tuy nhiên ông ta còn muốn khẳng định lại một chút. Chẳng giấu gì Bí Thư La, Phó Tổng Giám đốc Kiều Chính Hòa của Tập đoàn Điện lực Viễn Đông chính là cha của đồng chí Kiều Hà. Diệp Phàm đã lật ngửa cả ván bài. Hắn ta lại nhìn Bí Thư La, đoạn nói tiếp. Các tài liệu liên quan này thực chất là tôi có được từ chỗ Kiều Hà. Đây chính là ý tưởng quy hoạch trước kia của Tập đoàn Điện lực Viễn Đông. Tôi nghĩ, chỉ cần thành phố Đồng Lĩnh chúng ta hành động trước, chọn ra được địa điểm tốt, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ bản như điện nước, đường xá thông thoáng, thì có thể khiến cho các chuyên gia khảo sát của Tập đoàn Điện lực Viễn Đông cảm thấy thuyết phục một chút. Hơn nữa lại hợp với ý của bọn họ. Cứ như vậy, có lẽ có thể cứu vãn được việc so sánh các ưu thế giữa thành phố Đồng Lĩnh chúng ta và các thành phố ở phía Nam. Lại thêm sự tác động của Phó Tổng Giám đốc Kiều, tôi hoàn toàn tự tin với việc giành dự án này về. Hơn nữa quanh Đồng Lĩnh còn có 6 nhà máy điện, đã hình thành quy mô vòng tròn điện. Như vậy thì khác nào các anh đang đánh cược, cho dù có được sự giới thiệu của đồng chí Kiều Chính Hòa, các anh cũng không thể nói là nắm chắc được 9 trong 10 phần. Anh đã có sự chuẩn bị tâm lý này chưa? Bí thư La trầm ngâm hỏi lại. Trên đời này rất hiếm có việc nào có 10 phần mà nắm chắc đến 9 phần. Tôi sẽ cố gắng dẫn dắt thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh và các cán bộ khác nhiệt tình hoàn thành tốt việc này. Công việc trước mắt tôi đã sắp xếp cho hai đồng chí là trưởng ban thư ký thành ủy Mễ Nguyệt và ủy viên thành ủy, bí thư thành ủy thành phố Trương Hà là Vương Long Đông phụ trách việc tìm hiểu rồi. Theo báo cáo của đồng chí Vương Long Đông thì một vùng gọi là Ngưu Gia Bình, cách mỏ than Hải Sơn của thành phố Trương Hà không xa, rất thích hợp để xây dựng nhà máy nhiệt điện. Đồng chí Long Đông rất có trách nhiệm với công việc. Khi việc này còn chưa có chút manh mối nào, đồng chí ấy đã lập tức hành động, suốt đêm vào tận trong tỉnh để mời các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đến xem khu vực đó trước. Các chuyên gia cho rằng địa điểm này không có vấn đề gì lớn cả. Còn về vấn đề giao thông thì khi nãy tôi kiên quyết xin Thứ trưởng Chu chính là vì muốn để đường cao tốc Kinh Ngân đi qua thành phố Trương Hà. Nếu như có thể xây dựng được một đầu mối giao thông gần Ngưu Gia Bình thì chẳng phải điều kiện giao thông thuận lợi sẽ càng có sức thuyết phục hơn cho dự án nhiệt điện sao? Diệp Phàm nói, anh chọn Ngưu Gia Bình cách mỏ than Hải Sơn không xa, có lẽ là muốn tận dụng mỏ than Hải Sơn để làm nguyên liệu sản xuất điện. La Khảm Thành quả thực không dễ qua mặt, ông ta đã nhìn thấu được cả những tình tiết nhỏ trong lời Diệp Phàm. Bí thư La quả là nhạy bén, quả thực tôi có ý định đó. Một khoản đầu tư lớn 5 tỷ cho dự án nhiệt điện. Theo như Kiều Hà nói thì Tập đoàn Điện lực Viễn Đông phải chi ra 2,6 tỷ vì họ phải khống chế cổ phần. Còn lại 2,4 tỷ thì phía Đồng Lĩnh chúng ta phải tự liên hệ với các đơn vị doanh nghiệp để góp cổ phần. Bên chính quyền chắc chắn là sẽ góp cổ phần theo một hình thức nào đó nhưng số cổ phần đó không lớn. Hy vọng chính vẫn là bên phía các doanh nghiệp. Tôi không sợ lời ra tiếng vào, cũng không sợ người ta nói này nói kia. Tập đoàn đầu tiên tôi nhắm được chính là tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc. Thực lực của tập đoàn này tôi không cần phải nói thêm nữa. Bí thư La cũng đã nghe nói, việc lần trước chúng ta đoạn tuyệt quan hệ với họ may thay bây giờ đã hòa giải rồi. Vì thế chỉ cần họ có thành ý, chuyện rút ra hơn 1 tỷ không thành vấn đề. Hơn nữa, than đá của tập đoàn họ chúng ta hoàn toàn có thể nhập vào. Đến lúc đó, về vấn đề tiền mặt còn có thể thương lượng trước với nhau để vay một chút. Cứ như thế các vấn đề về vốn đều có cách giải quyết rồi. Chỉ cần cổ đông lớn đồng ý thì việc đi tìm các doanh nghiệp nhỏ góp cổ phần không phải là vấn đề lớn nữa. Diệp Phàm nói luôn về dự định của mình.
phía các nhà đầu tư cho dự án nhiệt điện khá là khó tìm. Ví như tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc, khả năng họ sẽ đầu tư là bao nhiêu? Mặt khác, nhu cầu điện của Tấn Lĩnh cùng đang giảm dần. Sản lượng của các doanh nghiệp nhiệt điện tăng, đầu tư vào các doanh nghiệp này giảm xuống, dẫn đến hậu quả trực tiếp là tốc độ của dự án sẽ chậm lại. Mặt khác, nếu mưa nhiều thì nguồn điện từ thủy điện sẽ tăng nhanh, các công ty trong mạng lưới điện sẽ giảm bớt mạng lưới nhiệt điện thì lợi nhuận của các doanh nghiệp nhiệt điện sẽ bị giảm xuống. Hơn nữa việc Bộ Bảo vệ Môi trường rà soát các dự án tiêu hao nhiều năng lượng, sản sinh nhiều nước thải, gây ô nhiễm môi trường ngày càng chặt chẽ sẽ khiến cho việc thẩm định dự án nhiệt điện gặp nhiều khó khăn. Anh đã cân nhắc các vấn đề này hay chưa? Bí thư La hỏi vặn lại Diệp Phàm. Vấn đề thì rất nhiều, áp lực cũng vô cùng lớn nhưng về mặt lợi ích thì một dự án như vậy trên thành phố Đồng Lĩnh sẽ đem lại rất nhiều. Dù sao thì thành phố Đồng Lĩnh cũng cách một thành phố lớn như Kinh Tân rất gần. Nhu cầu điện của các thành phố lớn như vậy khá là nhiều. Hơn nữa nguồn nguyên liệu của Đồng Lĩnh cũng không phải tốn nhiều chi phí vận chuyển. Đây chính là một ưu thế rất lớn. Hơn nữa thành phố Đồng Lĩnh chúng ta có kinh nghiệm thực hiện các dự án nhiệt điện và cũng đã bước đầu hình thành vành đai điện lực. Về cơ bản chúng ta có ưu thế. Còn về việc thẩm định dự án thì chỉ cần các điều kiện của chúng ta đầy đủ, tất nhiên là phải thêm sự linh động của chúng ta. Mặt khác, Bí thư La cũng hy vọng tôi có thể biến Đồng Lĩnh thành một thành phố ma xuyên thứ hai. Chính vì hy vọng này của Bí thư La mà tôi phải cố gắng hoàn thành việc này. Đồng Lĩnh không chỉ cần nguồn tài nguyên thiên nhiên để khai thác mà việc sử dụng, khai thác thế nào cho hợp lý cũng cần được quy hoạch. Mà mục tiêu của tôi cũng đã thay đổi rồi. Thu hút đầu tư, phát triển chủng loại sản phẩm của các doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình các doanh nghiệp, tăng lợi nhuận từ sản phẩm mới là khuynh hướng phát triển chính của thành phố Đồng Lĩnh. Về việc này tôi tự tin để nỗ lực một phen. Diệp Phàm trả lời với thái độ rất kiên quyết. Chương 2355, mối giao tình không sâu sắc. Yêu cầu của anh, tỉnh ủy sẽ xem xét. Anh về đi, anh là cánh tay trụ cột của thành phố Đồng Lĩnh, làm như thế nào thì anh tự quyết định. Tỉnh sẽ hỗ trợ thỏa đáng cho các anh. Tuy nhiên anh cũng không nên kỳ vọng quá nhiều. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ có thể hỗ trợ các anh một vài ý kiến chỉ đạo, hoặc việc định hình phương hướng. Muốn tỉnh ủy và ủy ban nhân dân chi ra nhiều tiền như vậy để đầu tư cho dự án nhiệt điện của thành phố Trương Hà là điều không thể. Việc này phải dựa tất vào các anh thôi. Tuy nhiên sự tự tin của anh cũng khiến tôi rất mừng. Là một đảng viên, những việc có lợi cho đất nước cho nhân dân thì đều nên làm và phải làm cho tốt. Sau khi nói xong, Bí thư La rút bút ra viết vài dòng ý kiến của mình. Quan hệ giữa anh và Thứ trưởng Chu chắc tốt lắm. Đặt bút xuống xong, Bí thư La hỏi sang chuyện đó. Cũng là quen biết qua loa thôi. Khi đó cũng là do cơ duyên trùng hợp nên mới quen biết. Thứ trưởng Chu cũng còn chút ấn tượng với tôi. Diệp Phàm trả lời một cách rất khiêm tốn. Ha ha, e rằng không đơn giản chỉ là chút ấn tượng như thế. Mối quan hệ giữa anh và ông ấy tôi không hỏi nữa. Tuy nhiên, về dự án cao tốc Kinh Ngân lần này, tôi hy vọng anh có thể ghé qua chỗ Thứ trưởng Chu một chuyến. Mong ông ấy sẽ quan tâm đến tỉnh Tấn Lĩnh chúng ta. Đúng rồi, hay là Thứ trưởng Phong cũng được, dù có thế nào thì ít nhất cũng phải lấy được từ túi ông ấy ra một khoản cho tỉnh Tấn Lĩnh chúng ta. Bí thư La cười nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức, tuy nhiên việc này tôi cũng không dám đảm bảo. Diệp Phàm đáp lại. Nếu không lấy được tiền thì anh đừng có đến gặp tôi. Thật không ngờ Bí thư La lại ra một mệnh lệnh chết người như thế. Diệp Phàm cảm thấy buồn bực trong lòng. Hắn biết Bí thư La đã nhìn ra chút manh mối nào đó trong chuyện này. Lời lẽ của Phong Thanh Lục quá ưu tiên cho hắn nên không thể không khiến cho Bí thư La nghĩ rằng mối quan hệ giữa hắn và Thứ trưởng Phong khá là sâu đậm. Bước ra khỏi cửa, Diệp Phàm cẩn thận xem lại chỉ thị của Bí thư La bỏ qua điều kiện, bỏ qua dự án, làm tốt công việc của mình. Đây là ý gì? Làm tốt công việc của mình? Diệp Phàm nghĩ một hồi lâu cũng không thể nghĩ ra được hàm ý ẩn trong đó. Mặc kệ đi, đi thăm Thứ trưởng Chu trước đã rồi tính tiếp. Diệp Phàm lẩm bẩm rồi nhấc điện thoại nói lại cho Khổng Đoan nghe về việc sáng ngày mai Thứ trưởng Bộ Tài chính Phong và đoàn đi cùng sẽ đến Đồng Lĩnh khảo sát việc cải tạo cơ bản đất nông nghiệp, yêu cầu ông ta sắp xếp ổn thỏa, nhất định phải lấy được một khoản tiền từ dự án tăng thêm đầu tư này của Bộ Tài chính. Ha ha ha, lại đến hỏi lại chuyện đường cao tốc rồi à? Chu Tiến Phong vừa nhìn thấy Diệp Phàm đã cười nói thẳng vào vấn đề. Thứ trưởng Chu đúng là liệu tính như thần.
Diệp Phàm vừa cười vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa. Cái gì mà liệu tính như thần, kẻ ngốc cũng đoán ra được, lần này lại gặp cậu rồi, xem ra có một số chuyện muốn tránh cũng tránh không được. Chu Tiến Phong điềm tĩnh cười nói, nửa đùa nửa thật. Thứ trưởng Chu, ông chưa thực tế rồi, nếu đã đến Tấn Lĩnh thì tại sao lại không đến Đồng Lĩnh thăm thú một chút? Một bữa cơm vài bình rượu, tiểu đệ có thể hầu được. Sao lại muốn đi luôn? Diệp Phàm cũng cười đùa đáp lại. Ha ha, tôi đâu dám, đã đi giường vòng rồi mà vẫn gặp cậu. Xem ra chuyện này vẫn là câu nói đó, muốn tránh cũng tránh không được. Chu Tiến Phong thở dài. Tiểu đệ không hiểu rồi. Diệp Phàm cười rất sảng khoái. Ồ, nói thật với cậu, tôi lớn tuổi hơn, gọi cậu là Diệp đệ vậy. Chuyện này, tôi không giúp được rồi. Khi nãy vụ trường dư cũng đã nói qua. Muốn cho đường cao tốc Kinh Ngân đi qua Đồng Lĩnh các cậu thì phải ngoặt sang phía Tây Bắc rồi mới thẳng xuống thành phố Long Giang. Khi nãy tôi cũng tiện thể hỏi luôn thành viên của tổ chuyên gia, họ nói ít nhất cũng phải đi vòng thêm 30 km. Khi giá trị của đường cao tốc này được ví như dùng vàng trải lên đất thì mọi người đã hiểu. 30 km, tính ra ít nhất cũng phải mất 700-800 triệu. Lại thêm các đoạn đầu mối của đường cao tốc nữa, có khi chi phí còn phải hơn. Làm như vậy bên đầu tư có đồng ý hay không? Chu Tiến Phong trực tiếp lật ngửa ván bài lên. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, đường cao tốc xây dựng là để ích nước, lợi dân. Nếu như đặt Đồng Lĩnh ra bên ngoài thì thật khó nói mục đích của cao tốc Kinh Ngân là gì. Diệp Phàm cảm thấy thất vọng. Hắn cũng hiểu rằng, với mối giao tình còn chưa sâu sắc. Trước một con số lớn như vậy, chút giao tình này rõ ràng là vô hiệu lực. Nhân sinh, nhân thế chính là như vậy. Sau đó, Diệp Phàm đã đi đến quyết định. Hắn hỏi, Vệ Quốc Huynh có còn làm việc ở Cục Cảnh Vệ không? Tất nhiên muốn có được dự án cao tốc thì phải bắt đầu từ điểm yếu của Chu Tiến Phong. Chu Tiến Phong là cán bộ cao cấp chính thức thuộc cấp bộ. Diệp Phàm cho rằng hắn không thể giúp gì được cho ông ta. Nhưng bên Chu Vệ Quốc thì có thể giúp được một số chuyện. Thế giới này, chuyện gì cũng phải đi liền với lợi ích. Người ta không thể vô duyên vô cớ mà giúp đỡ anh được. Phải để cho Chu Tiến Phong cam tâm tình nguyện giúp, mà tốt nhất là không giúp không được, ông ta xin được giúp đó mới là cảnh đại thừa của việc áp dụng các kế sách. Vệ quốc ư, nó vẫn bên cục nội vệ, chỉ có điều quân hàm vẫn ở cấp trung tá. Muốn lên thượng tá quả thật là khó, tuổi nó cũng không còn nhỏ nữa. Tôi đã hơn 50 thì vệ quốc cũng phải hơn 40 rồi. Đột nhiên Chu Tiến Phong thở dài. Thực ra khi nãy ở phòng vệ sinh Diệp Phàm đã gọi điện cho Lang Phá Thiên nên hắn sớm đã biết những chuyện này. Cục nội vệ thuộc cảnh vệ trung ương do Lang Phá Thiên trực tiếp lãnh đạo. Mà bên ngoài thì cấp trên của Lang Phá Thiên chính là Khâu Hoa và Điền Giang, tiêu chuẩn chính của việc tăng quân hàm bên cục nội vệ chính là hồ sơ công lao. Thực ra, lãnh đạo thực sự của Lang Phá Thiên là Cung Khai Hà. Đây là việc mà cả chủ nhiệm Khâu và chủ nhiệm Điền đều biết rất rõ. Tất nhiên bình thường. Đối với các vấn đề an ninh, Lang Phá Thiên vẫn rất nghe theo sự chỉ huy của chủ nhiệm Khâu và chủ nhiệm Điền. Dù sao sự an toàn của lãnh đạo cũng là một việc rất quan trọng. Việc này thật kỳ lạ, Vệ Quốc Huynh 7-8 năm trước chẳng phải đã đeo hàm trung tá rồi hay sao, sao đến bây giờ vẫn là trung tá? Theo quy định 3 năm thăng cấp một lần thì sớm đã lên thượng tá rồi. Hơn nữa xét về kinh nghiệm thì Vệ Quốc Huynh phải sớm được thăng hàm rồi. Nhạc phụ Tống Gia Xuyên tướng quân của ông ấy chính là thứ trưởng bộ hậu cần của bên quân đội chúng tôi. Lão Tống tuy đã nghỉ hưu rồi, tác động một chút các ban ngành liên quan sắp xếp để anh con rể lên thượng tá đâu có phải là chuyện khó khăn. Mà anh trai là ông còn là cán bộ cấp cao bên bộ giao thông, là đại soái dẫn dắt bộ giao thông. Diệp Phàm cố ý kích Chu Tiến Phong. Cái gì mà đại soái, đến bây giờ tôi vẫn chỉ là cấp phó thôi. Tuy nhiên, bên bọn họ khá là đặc biệt, không giống các ban an ninh bình thường khác. Ở đó thì đừng nói đến tôi, ngay cả Tống tướng quân cũng không can thiệp được. Chu Tiến Phong nói, ông ta có vẻ lung túng. Chẳng phải kỳ lạ sao? Chẳng lẽ anh trai là ông lại không quen biết một vài người bên quân đội hay sao? Mà các quan chức cấp cao bên quân đội lão Tống quen biết cũng không phải ít. Hai bên cùng hợp lực, không thể nào không tăng quân hàm lên bậc thượng tá được. Nếu là quân hàm thiếu tướng thì còn khó. Việc này quả thực tôi có chút không hiểu lắm. Diệp Phàm lại tiếp tục công kích Chu Tiến Phong. Diệp đệ chắc cũng hiểu một chút.
Bộ ngành bên chỗ bọn họ khá đặc biệt, võ công là một tiêu chuẩn xem xét rất lớn trong vấn đề quân hàm. Đây là một tiêu chuẩn cứng nhắc, nếu cái này anh mà không ổn thì đừng nói đến chuyện khác nữa. Tiêu chuẩn đó với các vị lãnh đạo cũng vô cùng quan trọng. Diệp đệ, cả hai chúng ta đều hiểu rất rõ chuyện này. Chu Tiến Phong nói. Vâng, cũng đúng là như vậy thật. Bảo vệ cán bộ quốc gia là một việc quan trọng. Không có võ công cao thì biết dùng anh vào việc gì. Bộ đó quả thực là đặc biệt, rất nghiêm khắc trong yêu cầu về năng lực. Diệp Phàm tỏ vẻ thông cảm. Sau đó hắn lại nói. Nhưng tôi nghe nói về quốc huynh là đồ đệ của Đại sư Thái Cực Trần Vô Ba. Dưới sự giúp đỡ của Trần Đại sư, việc nâng cao võ công chắc không phải là khó. Nghe nói Trần Đại sư đã là đại cao thủ cửu đẳng trong giới võ thuật. Năm đó chẳng phải đã đánh hòa với võ sư Nhật Bản Akiyama Lifu sao? Ồ, chính vì trận đó mà Trần Đại sư đã bị thương nặng. Bởi vì trước khi tỉ thí ông ấy cũng đã bị thương rồi. Vì danh dự của quốc gia nên ông ấy đã đem theo cả vết thương lên võ đài. Kết quả là vết thương mới chồng lên vết thương cũ, sau đó liên tục mắc bệnh. Gần đây nghe nói đã hồi phục lại hoàn toàn rồi. Ông ấy còn chưa lo xong cho thân mình thì lấy đâu ra thời gian mà dạy võ nghệ cho vệ quốc. Chu Tiến Phong buồn bã nói. Hơn nữa vệ quốc cũng rất cứng đầu, cứ một mực đòi ở bên đó. Lão Tống vốn đã nói có thể đến công tác ở bên bộ đội hoặc quân khu địa phương. Điều chuyển một chút thì thanh thế của Lão Tống còn có chút ích. Thế nhưng vệ quốc lại không chịu, nói có chết cũng phải chết ở cục cảnh vệ. Hiện nay, võ nghệ của anh ấy đạt cấp mấy? Diệp Phàm hỏi. Cái này tôi cũng không rõ lắm, nghe nói là đã hết chọn tam đẳng. Vệ quốc vẫn luôn có ý đồ đạt đến tứ đẳng, nhưng không có cách nào cả. Đến cả Trần Đại Sư cũng nói việc này không thể nào xảy ra, trừ khi là có cơ duyên trùng hợp nào đó, mà chuyện đó thì cầu cũng không được. Chu Tiến Phong nói tiếp. Đạt đến tứ đẳng thì đã lên thượng tá được rồi. Hơn nữa chức vụ chắc cũng sẽ được nâng lên. Diệp Phàm gật đầu nói. Bên dưới nội vệ có 9 đội lớn. Vệ quốc nói nếu có thể đạt đến tứ đẳng thì sẽ lên được chức đội trưởng. Hiện giờ nó vẫn chỉ là đội phó thôi. Chu Tiến Phong nói tiếp. Nghe đến đây Diệp Phàm đã hiểu ra, 9 đại đội do Lang Phá Thiên đích thân lãnh đạo thực chất là các đội bảo vệ sự an toàn cho 9 lãnh đạo cấp cao của đất nước. Chủ yếu là phụ trách sự an toàn của 9 vị này. Tất nhiên ngoài ra cũng phải phụ trách luôn an ninh cho một số lãnh đạo cấp phó. 9 đội trưởng này chắc chắn là thành viên chính thức của tổ A. Không đạt đến tứ đẳng thì đừng có mơ tưởng đến. Sự an toàn của 9 vị lãnh đạo quan trọng như vậy, Chu vệ quốc bây giờ mới chọn tam đẳng, làm đội phó là hợp lý rồi. Tất nhiên, Chu vệ quốc đã từng là thành viên trong đội bảo vệ sự an toàn cho Phượng Bảo Sơn, một trong 9 lãnh đạo cấp cao nhà nước, mà ông ta còn làm trong đội cảnh vệ ấy mười mấy năm rồi. Tố chất chính trị của ông ta chắc chắn là đạt, mà lại đảm đương trách nhiệm của tổ phó nhiều năm như vậy, cũng đã có năng lực đảm đương chức tổ trưởng bên đảm bảo an ninh rồi. Hiện nay chỉ còn thiếu mỗi võ công chưa đạt mà thôi. Tôi nghĩ, về thời gian ra quyết định về đường cao tốc Kinh Ngân, Thứ trưởng Chu có thể nói cho tôi được không? Sau khi nhắc đến chuyện của Chu vệ quốc, Diệp Phàm lại quay trở về câu chuyện ban đầu. Sẽ quyết định trước cuối năm đấy, chừng đầu tháng 3 năm tới sẽ có quyết định xuống. Chu Tiến Phong dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Ông ta trả lời Diệp Phàm ngay. Chỉ còn hơn 30 ngày nữa, thời gian gấp gáp quá. Diệp Phàm lẩm bẩm một mình, hắn nhìn Chu Tiến Phong rồi nói tiếp. Thực ra tôi muốn thương lượng với Thứ trưởng Chu một chút. Thành phố Đồng Lĩnh chúng tôi rất cần con đường cao tốc này. Chúng tôi là vì một công trình lớn khác có số vốn đầu tư tới 500 triệu. Có điều kiện giao thông thuận lợi sẽ hỗ trợ chúng tôi giành lấy dự án này. Và cũng là vì các cơ hội kinh tế mà việc kêu gọi các doanh nghiệp góp vốn mang lại. Mà đường cao tốc Kinh Ngân là chìa khóa để đàm phán. Chương 2356, Hội nghị Thường vụ đặc biệt. Ôi, khoản tiền đề cập đến quá lớn, 700-800 triệu, Thứ cho Chu Mỗ thực sự thì không có cách nào giúp đỡ rồi. Nếu như là trong phạm vi 100 triệu, Chu Mỗ sẽ toàn lực tương trợ. Hơn nữa, lần này đầu tư là tập đoàn Thần Lộ. Bọn họ chiếm cổ phần tương đối lớn, còn bộ giao thông bên này đại diện cho chính quyền, cổ phần ngược lại cũng không có nhiều hơn bọn họ. Tập đoàn Thần Lộ là một tập đoàn tư doanh, căn bản là không móc ngoặc với bên quốc doanh. Bọn họ nhất định sẽ khiến lợi ích thay đổi rất lớn đấy.
Bọn họ một khi không đồng ý thì bộ giao thông ta cũng bất lực. Chu Tiến Phong cho hay. Tuy nhiên, những gì y nói Diệp Phàm căn bản cũng không tin. Bộ giao thông thật sự muốn kẹp cổ tập đoàn Thần Lộ thì tất sẽ không phê duyệt con đường này. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng Chu Tiến Phong cũng đang thử dò xét ý tứ của Diệp Phàm. Bởi vì, mấy năm trước, quan hệ của Diệp Phàm với Lang Phá Thiên thế nào, Chu Tiến Phong đã được nghe một chút từ miệng Chu Vệ Quốc. Nay Diệp Phàm hỏi đến, Chu Tiến Phong cũng suy ra chút chút, đoán chừng là người này muốn cùng mình làm vụ giao dịch. Anh Chu, chúng ta nói trắng ra, cũng không cần phải vòng vo thêm nữa. Anh cũng biết tôi là người thẳng tính. Lang Phá Thiên với tôi đi lại không tệ, nhưng nếu anh Vệ Quốc chưa đạt tới tứ đẳng thì dù là Lang Phá Thiên cũng không có cách tranh giành gì giúp cả. Đây là kỷ luật sắt trong nội vệ đoàn, hết thảy lấy an toàn của lãnh đạo làm trọng, bất luận là đi cửa sau hay nói chuyện tình cảm đều là sẽ vô dụng thôi. Bởi vì, trách nhiệm trong đó can hệ quá lớn, bản lĩnh không tốt thì sao bảo vệ được lãnh đạo quốc gia. Cho nên, muốn nâng cả quân hàm và chức vụ của anh Vệ Quốc thì khẳng định phải giải quyết vấn đề bản lĩnh trước. Như vậy đi, nếu anh tin tưởng tôi, trong vòng 3 tháng tôi sẽ giúp anh ấy giải quyết xong vấn đề này. Nhưng tuyến đường cao tốc Kinh Ngân thì không thể đợi thêm, anh cũng đã nói qua rồi, trễ nhất đến đầu tháng 3 sẽ khởi công. Cho nên, đây chính là vấn đề tín nhiệm. Nếu anh Chu tin tưởng tôi, đem đồng lĩnh nhập vào bên trong tuyến đường cao tốc Kinh Ngân. Đương nhiên, tập đoàn Thần Lộ bên này hy vọng anh Chu có thể tận lực mà nói vun vào. Còn chúng tôi cũng sẽ không ngồi mặc kệ, chúng tôi cũng có thể tìm những người có thể ra mặt liên hệ với tập đoàn Thần Lộ một chút. Nhưng tác động thúc đẩy chủ yếu vẫn là ở anh Chu. Đương nhiên, nếu anh Chu cảm thấy tiểu đệ tôi không nắm chắc, vậy thì chuyện này sẽ bất tất phải hàn huyên nữa. Mặc dù là lần này hợp tác không thành, tiểu đệ đây vẫn xin làm một bằng hữu đáng tin cậy của anh Chu. Diệp Phàm vẻ mặt trang trọng. Nếu bên các cậu có thể tác động phần nào bên tập đoàn Thần Lộ, tôi cũng xin dốc hết toàn lực. Về phần nhắc đến tín nhiệm thì tôi tin tưởng vào con người của bí thư Diệp. Chu Tiến Phong tăng yêu cầu lên chút ít nhưng hai bên coi như là đã ngả bài xong với nhau rồi. Sau khi xong chuyện bên này, Diệp Phàm qua chào Phong Thanh Lục một tiếng rồi bảo lái xe đi suốt đêm về Đồng Lĩnh, đành phải nằm nghiêng trong xe mà làm luôn một giấc. 6 giờ sáng ngày thứ hai, bởi vì đang là tiết chính đông, trời còn tương đối tờ mờ. Nhưng các nhân viên công tác ở thành ủy Đồng Lĩnh đều đã đến đông đủ. Diệp Phàm phải tranh thủ thời gian mở hội nghị thường vụ vắn tắt. Trong số 13 ủy viên thường vụ thành ủy ngoại trừ tư lệnh Lã không cần nên chẳng đến thì 12 người khác đều đã tới. Sáng hôm nay tập trung mọi người lại đây sớm như vậy, đó là bởi vì hôm qua khi tôi lên tỉnh báo cáo công tác thì ngẫu nhiên nghe được một tin tức lớn rất đáng mừng. Phỏng chừng mọi người đều đã biết, Thứ trưởng Bộ Tài chính Phong Thanh Lục cùng tổ công tác tầm xế chiều sẽ đến đây thị sát. Địa điểm cụ thể thì tối qua tôi đã báo cho Chủ tịch thành phố, sẽ do Chủ tịch Khổng lựa chọn và sắp xếp. Lần này ở trên có bổ sung xuống vài trăm triệu cho việc cải tạo cơ bản đất nông nghiệp. Đây là sự quan tâm của nhà nước với nông dân, biểu hiện của việc ngày càng chú trọng nông nghiệp. Sau khi ăn xong, Bí thư La trên tỉnh ủy lại trực tiếp ra chỉ thị cho tôi, nhất định phải lấy ra một ít tiền từ bên Bộ Tài chính cho tỉnh Tấn Lĩnh ta. Tuy nhiên, nói đến đây Diệp Phàm bèn quay qua hỏi Chủ tịch Khổng. Đã xác định địa điểm chưa? Đã, chính là thôn Nhị Đạo Câu Tử thôn Hai Kênh ở xã Ngưu Hà huyện Lão Ma Khanh. Khổng đoan đáp. Đúng vậy. Thưa các đồng chí, thời gian gấp rút, chỉ còn lại mấy tiếng đồng hồ, nhiệm vụ cũng là rất gian khổ. Chúng ta phải đem đám ruộng sản lượng thấp, cằn cỗi, chua phèn nhất của huyện Lão Ma Khang Dương ra trước mặt đoàn công tác. Vốn dĩ đoàn người trưởng ban Phong chắc là sẽ không đến Đồng Lĩnh ta, bọn họ đang từ địa khu Phong Châu của tỉnh Phổ Lĩnh sang. Cơ hội này cũng là do chúng ta khó khăn tìm kiếm tranh giành mạnh mẽ lắm mới có được. Có biết Bí thư La tại sao phải hạ loại mệnh lệnh này không? Đó là bởi vì ở trên bàn cơm ai nấy đều nghe từ giọng điệu của trưởng ban Phong mà ra, hình như là bên Thiên Phong của Phong Châu không hy vọng gì nữa rồi. Phong Châu đã không được mấy hơi hò hét rồi. Nếu như ta có thể kiếm được muôi cơm từ trong bát của Bộ Tài chính ra thì Bí thư La đương nhiên cũng cao hứng. Ít nhất, tỉnh Tấn Lĩnh ta cũng không có trắng tay. Chỗ tiền này, tỉnh Tấn Lĩnh ta còn có thể tranh thủ được phần nào. Các đồng chí, chúng ta nhất định phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quang vinh hàng đầu, không thể coi nhẹ. Nếu đào không ra tiền, đến lúc đó,
Diệp Phàm tôi ăn tát trên người thì các vị đang ngồi đây cũng không một ai có thể rũ bỏ được trách nhiệm. Về các mặt cụ thể thì chủ tịch Khổng đêm qua hẳn là đã có sắp xếp. Tôi cũng đang muốn hỏi xem, bên huyện lão Ma Khang chuẩn bị đã xong chưa? Là xếp đặt thế nào? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc quét qua ai nấy một cái, nói. Bí thư Diệp, ngày hôm qua lúc trạng vạng vừa nhận được điện thoại của anh, tôi lập tức cho triệu tập hội nghị vắn tắt này. Và cũng đã sắp xếp cục nông nghiệp cùng với cục thủy lợi và các đồng chí ban ngành hữu quan xuống hiện trường huyện lão Ma Khang chỉ đạo công tác suốt đêm. Cụ thể hành động ra sao, sáng sớm hôm nay đồng chí Đại Lâm từ huyện lão Ma Khang chạy về, chúng ta cùng nghe anh ấy báo cáo. Khổng Đoan đáp. Mã Đại Lâm là bí thư huyện ủy huyện lão Ma Khang. Bí thư Diệp, ngày hôm qua sau khi nhận được thông chi của chủ tịch thành phố, toàn huyện chúng tôi lập tức liền bắt đầu hành động. Ở huyện lúc này đã thành lập một tổ chỉ huy cải tạo đất nông nghiệp cơ bản. Do tôi tự mình nắm giữ ấn soái chỉ huy, chủ tịch huyện Bân nắm công việc cụ thể. Các nhân vật số 1 số 2 của huyện cùng với xã, thị trấn tất cả đều đã tới. Chúng ta sắp xếp cho bọn họ lập tức giao lưu, nhất định trong vòng mấy giờ phải tìm được khu vực đất nông nghiệp về cơ bản là kém nhất huyện chúng ta. Thêm vào đó, phạm vi cũng không thể quá nhỏ. Quy mô mà quá nhỏ thì chỉ sợ các lãnh đạo Bộ Tài chính tới đây chướng mắt. Dù sao lần này chính là một bộ phận lãnh đạo xuống dưới, có tính tiêu biểu cho cả nước, dù sao cũng phải lấy ra một ít hàng tốt có thể lấy được mới xong. Hơn nữa, ngay cả việc đòi tiền mà nói cũng phải là quy mô lớn chút mới dễ đề xuất lên trên. Mã Đại Lâm vẻ mặt thận trọng nói. Địa điểm cụ thể đã tìm được chưa? Sắp xếp ra sao rồi? Diệp Phàm vẫn chỉ hỏi. Thật đúng là may mắn, lúc ấy vừa nghe nói Bí thư Diệp và Chủ tịch thành phố Khổng chỉ thị thì người chủ quản ở các xã, thị trấn lập tức liền phản ứng và hành động, ai nấy đều đưa ra địa điểm có điều kiện phù hợp. Tuy nhiên, trải qua tuyển chọn, cuối cùng là chọn được thôn Nhị Đạo Câu Tử thôn Hai Kênh ở xã Nghiêu Hà. Theo Chủ tịch xã Nghiêu Hà đồng chí Thái Nghiêu báo cáo thì thôn Nhị Đạo Câu Tử thôn Hai Kênh là một thôn lớn, có nhân khẩu 854 người. Đất vườn và đất hoang đều tương đối nhiều, chỉ có điều vì nguyên nhân vị trí địa lý. Bây giờ đất nông nghiệp cao thấp chênh lệch lớn, hồ đập thất thoát nước, bên trong ruộng cỏ dại đá sỏi lung tung, hơn nữa ruộng nương đều là nằm trên đồi núi, từng tầng một kiểu bậc thang. Thôn này bởi vì cách trụ sở chính quyền xã hơi xa, chỉ có một con đường đắp đất rộng chừng 4 thước dẫn vào thôn. Dù là ngày nắng cũng gập ghềnh đến chai mông đi được. Trời mưa xuống căn bản cũng không dám chạy xe. Hơn nữa, Nhị Đạo Câu Tử thôn Hai Kênh có khu đồi núi rậm rạp. Ở đâu thì khó mà gặp lợn rừng các loại, nhưng ở mảnh đất này thì cũng là thường. Đám lợn rừng đó phá hoại cây nông nghiệp đem trồng cũng tương đối nghiêm trọng. Cho nên, cộng thêm nhiều nguyên nhân, khiến cho đám ruộng này về cơ bản gần giống như là ruộng vô sản rồi. Và cũng bởi vì thế núi mà hệ thống tưới tiêu căn bản cũng không có, toàn bộ nhờ ông trời cho cơm ăn. Mà hệ thống thoát nước lại càng không cần nói đến. Thường thường một trận mưa lớn đổ xuống là ngập tuốt tuột. Mấy vụ lở đất nho nhỏ nơi triền núi cũng khá nghiêm trọng. Qua xác nhận, còn có hơn 10 chỗ rạn nứt có khả năng xảy ra lở đất, có chỗ khe lớn có thể lọt người chui, chỉ là đang bám trụ chưa trượt xuống thôi. Đất nông nghiệp nơi đây đã đến mức không thể không cải tạo rồi. Nếu có hệ thống tưới tiêu và thoát nước hoàn thiện, phỏng chừng khó có thể phát sinh hiện tượng lở đất thế này rồi. Mã Đại Lâm nói. Nếu trước kia cá cậu đều đã hiểu được tình hình này, chính quyền xã sao vẫn chưa thấy phải ra tay? Chẳng lẽ thực sự phải chờ tới lúc sự tình đã xảy ra mới được? Làm ăn bừa bãi quá, nếu do lở đất mà đè chết người nông dân đang canh tác trên đó thì biết làm sao bây giờ? Đó là vấn đề lớn rồi đấy. Đảng ta, chính phủ ta luôn nhấn mạnh công tác an toàn lao động nặng tựa Thái Sơn, sao có thể coi nhẹ như vậy? Diệp Phàm hừ nói, rõ ràng có chút bất mãn. Mã Đại Lâm nói xong một thôi, mặt đã dần xám lại, len lén liếc Khổng Đoan một cái. Nói, Bí thư Diệp, không phải chính quyền xã không làm gì, chủ yếu là diện tích quá lớn. Xã Nghiêu Hà kia nghèo rớt mùng tơi, tiền lương cho giáo viên cũng không phát đủ, xã lại không có xí nghiệp nào, nguồn thu thuế căn bản là không có. Ngày thường đều dựa vào cách giơ tay lên huyện ta hoặc thành phố xin chút tiền mà sống, tình trạng này còn lấy đâu ra tiền để cải tạo đất nông nghiệp. Mã Đại Lâm khi nói những lời này gọng điệu có vẻ muốn trốn tránh. Tự nhiên là y hơi chột dạ. Đã báo cáo lên huyện với thành phố chưa? Diệp Phàm hỏi.
Báo cáo. Mã Đại Lâm thốt lên, Diệp Phàm dụng ưng nhãn phát hiện y có vẻ trốn tránh. Hừ, tôi sẽ bảo người điều tra thêm có, hay không biên bản ghi chép liên quan. Diệp Phàm hừ một tiếng, khoát tay áo, nói. Các đồng chí, về tình huống này, các vị có đề nghị gì thì mau chóng đề xuất. Thời gian không đợi ai cả, phỏng chừng mấy tiếng nữa là đoàn người trưởng ban bọn họ sẽ lên đường. Chủ nhiệm Mã, đám ruộng chất lượng kém của các anh quy mô có đủ lớn hay không? Lúc này, không thể ngờ được là Sa Quân lại giành quyền hỏi trước. Diện tích tương đối lớn, phỏng chừng có 600-700 mẫu đất. Bởi vì địa thế nên việc cải tạo khó khăn tương đối lớn. Theo các chuyên gia từ Cục Nông nghiệp và Cục Thủy lợi thành phố ước tính thì muốn xây dựng hạ tầng hệ thống tưới tiêu thoát nước, không có hơn chục triệu là không khả thi. Mã Đại Lâm nói, ở huyện ta còn có địa phương nào nguy ngập hơn nơi đây không? Trưởng ban tuyên giáo Phượng Thủy Linh, người nãy giờ vẫn trầm mặc vì Cao Thành bị xử lý đột nhiên lên tiếng hỏi. Không có, những nơi khác tuy nói cũng có đất nông nghiệp thấp kém cùng loại. Nhưng ở nhị đạo câu tử thôn hai kênh, diện tích là lớn nhất. Có địa phương tuy nói có thể tìm ra chỗ có diện tích lớn hơn đấy, nhưng lại không thuộc phạm trù đất nông nghiệp cơ bản, mà là thuộc loại đất đồi núi. Không thể quy về đất nông nghiệp cơ bản một khối. Mã Đại Lâm nói, chương 2357, làm kiểu mẫu. Nếu nhị đạo câu tử thôn hai kênh, người đông ruộng nhiều thì các đồng chí ấy ngẫm lại, sẽ lưu lại chút ấn tượng với các lãnh đạo bộ tài chính phải không? Lúc này, Tất Vân Lý chợt nói. Phỏng chừng sẽ cho rằng không cần đám ruộng này cũng không sao cả, dù sao thôn nhị đạo câu tử thôn hai kênh, người đông ruộng nhiều, đám ruộng này nếu không tốt thì bỏ đi. Dù sao các người lắm ruộng, tất sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục rồi. Phượng Thủy Linh nói, đây lại là một vấn đề, phải moi tiền từ bộ tài chính. Vậy là phải làm cho bọn họ thấy được tình hình là người dân ở thôn nhị đạo câu tử thôn hai kênh cần gấp chỗ ruộng này mới có cơm ăn. Không có chỗ ruộng này, cái ăn của người trong thôn đều có vấn đề. Chỉ có như vậy mới có thể làm nổi bật ra tính nghiêm trọng của vấn đề, làm cho bọn họ chịu bỏ tiền từ trong túi ra. Diệp Phàm nói, Bí thư Diệp, chỉ bằng tăng số nhân khẩu của thôn nhị đạo câu tử thôn hai kênh lên một ít. Tỷ như, thực tế là 854 người. Hạn ngạch đất cấp cho mỗi người đương nhiên sẽ nhiều hơn. Nếu như là 2.000 nhân thậm chí 3.000 người gì đó, thì chia đến đầu người trong thôn sẽ không còn nhiều nữa. Bởi vì như vậy, chỗ ruộng này nhất định phải cải tạo, bằng không, cái ăn của người trong thôn đều không giải quyết được. Lúc này, bỗng nhiên đồng chí Vương Long Đông lại đã đưa ra một chủ ý cùi bắp. Đúng đúng đúng, không riêng gì phải gia tăng nhân khẩu. Hơn nữa, còn phải đem ruộng đất vốn thuộc về nhị đạo câu tử thôn hai kênh tiếp tục phân chia một ít đến các thôn lân cận. Cứ như vậy, ruộng đất thành ra thiếu, mà nhân khẩu cũng gia tăng rồi, càng có thể làm nổi bật tầm quan trọng của chỗ đất này. Nhậm Tín Thiên nói, trong công cuộc luộc tiền cấp trên này, đồng lĩnh vẫn là đoàn kết chưa từng thấy, cũng không thấy phát sinh chuyện, tiểu tập đoàn, nội chiến ở đây. Thật ra, biện pháp thì vẫn có rất nhiều, tỉ như... Mấy chỗ rạn nứt vẫn chưa có lở đất đấy, chúng ta không phải là có thể nghĩ cách khiến nó trực tiếp lở luôn cho rồi. Đến lúc đó đất đá vừa trượt xuống dưới liền che lấp cả một mảng lớn ruộng canh tác. Đám ruộng ẻo uột này cũng sắp biến thành vùng núi rồi. Theo chính sách bảo hộ cải tạo đất nông nghiệp cơ bản của nhà nước mà xét, có phải là kiểu gì cũng phải cải tạo hay không? Khổng Đoan không hổ là cao thủ về phương diện này. Việc này cũng dễ thôi, dùng chút thuốc nổ đánh sập là xong việc. Nếu quyết định như vậy thì tôi có thể lập tức cho người đi làm. Về phần gia tăng nhân khẩu, chuyện này chỉ có thể bảo bên hộ tịch cục công an làm giả thôi. Tri Hạo Cường nói, việc này cứ quyết định như vậy đi, hễ là việc có lợi cho triển khai cải tạo đất nông nghiệp cơ bản thì chúng ta đều có thể làm. Mục tiêu duy nhất của chúng ta hiện tại chính là khiến cho đất nông nghiệp chất lượng thấp kém càng thấp kém, phá hư thêm, diện tích từ nhỏ biến thành lớn, cố gắng tranh thủ tối đa nguồn tiền từ trên cấp xuống. Diệp Phàm cố gắng nghiêm túc, hắn cảm giác mình ở cuộc họp sáng nay quả là có chút ăn gian. Người ta họp là muốn làm thế nào để cải tạo tốt hơn, hội nghị này lại cho người làm bộ đem ruộng đất làm cho càng kém càng tốt. Diệp Phàm trong lòng cũng quả thật muốn cười. Tuy nhiên, các đồng chí, sự tồn vong của chúng ta không ngoài nông nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ cải tạo đất nông nghiệp cơ bản, phát triển nông nghiệp công nghệ cao đối với chúng ta có ý nghĩa rất trọng đại. Đất nông nghiệp cơ bản vừa có thể sản xuất lương thực và rau quả,
lại vừa bảo hộ sinh thái môi trường, giải trí du lịch nông nghiệp, phổ cập khoa học giáo dục, điều tiết khí hậu, cống hiến ở các phương diện đều thật sự lớn. Bởi vậy, chúng ta phải chuyển biến quan niệm, đề cao nhận thức, tăng cường nỗ lực, đồng thời với đó cũng nên chú ý khả năng dự đoán tương lai trong việc cải tạo đất nông nghiệp cơ bản, bảo đảm tính lâu dài và ổn định của đất nông nghiệp cơ bản. Chúng ta muốn phát triển nông nghiệp theo một con đường mới, làm tốt việc liên kết với các lĩnh vực liên quan như du lịch, sinh thái, bảo vệ môi trường, dung hợp hoàn chỉnh thì mới có thể duy trì kéo dài sức phát triển. Huống chi, bảo vệ đất đai là quốc sách hàng đầu. Tôi nghĩ, nên chăng nhân cơ hội Bộ Tài chính lần này xuống đây mà đem hạng mục cải tạo đất nông nghiệp cơ bản của chúng ta mở rộng về thực chất. Không riêng gì nhị đạo câu tử thôn hai kênh phải cải tạo. Tiếp đó phải đem toàn bộ đất nông nghiệp cơ bản cần cải tạo thống kê thành danh sách. Chúng ta tìm kiếm nguồn tài chính từ nhiều mặt, đem việc cải tạo đất nông nghiệp cơ bản đi vào thực tế. Như vậy, chẳng những có lợi cho chúng ta có thể liên tục phát triển và tăng cường chất lượng sản phẩm tạo ra. Hơn nữa, kinh phí cải tạo phải rót xuống đúng lúc và được quản lý có quy phạm, các ban ngành nên chủ tính để cùng phối hợp đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đúng hạn và bảo đảm chất lượng khi hoàn thành nhiệm vụ cải tạo. Những sự vụ như nhị đạo câu tử thôn hai kênh, lần này sau khi chứng thực thì cần triển khai ngay. Chủ tịch thành phố Khổng cần đề xuất ra một phương án xử lý thực tế có tính khả thi để tiếp tục sự vụ này. Phải đi vào thực chất, khiến Quảng Đại dân chúng thật sự được lợi chứ không phải chỉ hô hào dùng lời nói suông, khách sáo mà kết quả lại là chỉ đánh rắm chớ không làm. Diệp Phàm trở lại với vẻ mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy, Bí thư Diệp đưa ra đề nghị này là rất đúng đắn. Tôi cũng có ý này, chúng ta vốn chỉ chuyên chú trọng cho phát triển ngành khai thác mỏ, số rất ít các ông chủ giàu có cũng là không để mắt đến bảo hộ lợi ích cơ bản cho Quảng Đại nông dân bằng hữu. Mà cải tạo đất chất lượng kém chính là một hạng mục lớn mà chúng ta thực hiện vì dân chúng. Đương nhiên, xuất phát từ tình hình toàn thành phố, phỏng chừng diện tích đất như vậy vẫn còn tương đối nhiều. Chỉ riêng một huyện Lão Ma Khanh đã lộ ra nhiều vấn đề như vậy. Vậy còn trên toàn thành phố thì sao? Chúng ta phải nhanh chóng hành động. Chỉ có điều, chúng ta cũng biết đây là nhiệm vụ gian khổ mà kéo dài số một. Cũng không có khả năng một miếng đã vỡ bở, dù sao trên toàn thành phố ta số đất nông nghiệp có sản lượng thấp như vậy còn nhiều lắm. Nguồn lực tài chính của thành phố ta là có hạn, chỉ có thể bắt đầu từ chỗ có sản lượng thấp nhất, vậy nên cứ xuất phát từ nhị đạo câu tử thôn hai kênh đi. Đẩy mạnh từng bước một, chia thành giai đoạn mà tiến hành luân phiên. Bí thư Diệp. Tôi còn có một đề nghị, có phải các vị ủy viên thường vụ chúng ta đang ngồi ở đây mỗi người đều phụ trách một huyện? Trách nhiệm chứng thực đúng chỗ đến cụ thể từng người, mà đồng chí phụ trách chung phải cố gắng tranh thủ và tìm kiếm nguồn tài chính đến tận tay người nông dân. Mà cơ chế này phải triển khai xuống dưới, đến từng xã, thị trấn, các đồng chí phụ trách làm tốt thì trong đợt khảo hạch cuối năm phải ưu tiên đề bạt. Làm không tốt thì phải xử lý. Chỉ khi gây áp lực cho họ mới có thể sinh ra động lực. Khổng Đoan nói. Đúng thế, cách này quả không tồi. Việc này sẽ chờ khi chuyện nhị đạo câu tử thôn hai kênh được giải quyết xong chúng ta sẽ tái chú trọng nhằm vào khai mở một hội nghị đảng ủy mở rộng yêu cầu các cán bộ cấp phó sở trở lên đều tham gia. Hợp mưu hợp sức, để cho dân chúng thực sự được nhờ. Diệp Phàm nói. Đoàn người Phong Thanh Lục vội vàng tới đồng lĩnh giữa lúc chính ngọ. Đi cùng bọn họ còn có Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Điền Sơ Nhất cùng với Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Khúc Thủy Bạch và một số nhân viên công cán bên Văn phòng Xóa Đói Giảm Nghèo tỉnh. Diệp Phàm dẫn theo bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đến địa phận giáp giới giữa Đồng Lĩnh và Bạch Đình nghênh đón đoàn người Phong Thanh Lục. Thứ trưởng Phong, mời anh vào thành phố nghỉ ngơi một lát sau đó dùng cơm, xong xuôi chắc tầm 2 giờ, hay là anh cứ nghỉ ngơi trước, các anh bôn ba xuống đây cũng đã mệt mỏi rồi. Đường huyện lộ đi Lão Ma Khanh chúng tôi đã rất xấu, mà từ Lão Ma Khanh đến chỗ đất nông nghiệp kia còn bết bát hơn, hay là để mai hãng xuất phát. Diệp Phàm trưng cầu ý kiến Phong Thanh Lục. Thật ra, Diệp Phàm đang muốn kéo dài thời gian, thêm một ngày thời gian chuẩn bị thì đương nhiên có thể làm cho Lão Ma Khanh bên kia càng ở tình trạng tốt hơn. Các đồng chí cũng thực vất vả. Vậy cứ như thế đi, sáng sớm ngày mai xuất phát đi huyện Lão Ma Khanh. Phong Thanh Lục phỏng chừng cũng đoán được phần nào dụng ý của Diệp Phàm. Lần này xuống dưới vốn dĩ chính là giúp đỡ Diệp Phàm đấy, tự nhiên là đồng ý cho Diệp Phàm xếp đặt. Sau buổi cơm trưa, Diệp Phàm bị Phó Chủ tịch tỉnh Điền tìm đến. Chuẩn bị đến đâu rồi?
Điền Sơ Nhất vừa ra hiệu cho Diệp Phàm ngồi xuống vừa trực tiếp hỏi luôn. Cũng tạm ổn. Diệp Phàm gật gật đầu. Thật ra, mấu chốt không phải ở ruộng nương gì cả, cậu hiểu ý tứ của tôi không đó? Điền Sơ Nhất nhìn Diệp Phàm đoạn lại hỏi. Tôi đương nhiên hiểu được phần nào quan hệ trong chuyện này, đất đai gì cũng chỉ là để các lãnh đạo bên Bộ Tài chính tìm cái lý do để cấp tiền. Tiền này phải lấy từ trong túi áo họ ra, mấu chốt là ở Thứ trưởng Phong. Tuy nhiên, muốn cho Thứ trưởng Phong bỏ tiền, cũng phải trưng hàng thật ra mới được. Bằng không, sẽ không có lý do để rót ngân sách phải không Phó Chủ tịch tỉnh Điền. Diệp Phàm mỉm cười nói. Ha ha! Điền Sơ Nhất mỉm cười hai tiếng khen ngợi, đoạn nói. Từ bữa cơm hôm đó đến nay, Thứ trưởng Phong đối với cậu có ấn tượng không tồi. Bằng không, ông ấy chắc là sẽ không đến đồng lĩnh các người đâu. Phải nắm bắt được cơ hội này. Tuy nói chúng ta không đề xướng dựa dẫm người khác. Nhưng, nếu có thể đi đường tắt mà làm lợi trực tiếp cho dân chúng thì chỉ cần không hình thành loại tư tưởng biếng nhác này là được. Tình trạng đất nông nghiệp của tỉnh Tấn Lĩnh ta không mấy khả quan, có 70% số ruộng thuộc loại sản lượng trung bình xuống đến thấp, thổ nhưỡng khô hạn cằn cỗi, năng lực chống thiên tai kém, hạ tầng kiến thiết không đến nơi đến chốn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực và tính liên tục trong phát triển nông nghiệp. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhìn thấy điểm này, từ năm 1981, toàn tỉnh đã tổ chức triển khai công tác tổng điều tra thổ nhưỡng lần thứ hai, bước đầu tra rõ tình hình phân bố đất nông nghiệp có sản lượng trung bình xuống đến trong phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời cũng tổ chức áp dụng cải tạo, phủ kín, làm màu mỡ đất hoang hóa ở sườn núi Đông Hà, đất hạn hán bạc màu ở Cao Kinh, đất bị nhiễm phèn ở các bồn địa, và trong đó cũng đã nổi bật một số vùng điển hình có sản lượng lương thực cao và ổn định. Đào tạo một đội ngũ kỹ thuật tổ chức và chỉ đạo cải tạo đất nông nghiệp có sản lượng thấp quán xuyến từ trên xuống dưới. Nếu lần này chắc chắn có thể kiếm được khoản tiền từ Bộ Tài xuống thì về phương diện kỹ thuật, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ ủng hộ mạnh mẽ việc cải tạo đồng bộ của các người đấy. Hơn nữa, năm ngoái lại nay, tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng có ý đẩy mạnh tiến hành sự nghiệp này, tăng cường quan tâm đến đời sống cơ bản của nhân dân, nâng cao mức sống của nhân dân tỉnh ta. Phó Chủ tịch tỉnh Điền, đồng lĩnh chúng tôi cũng có ý tranh thủ nắm lấy khoản tiền từ Bộ Tài chính rót xuống, coi đây là cơ hội để tổng điều tra đất nông nghiệp và đồi núi trên toàn tỉnh. Thống kê ra nhóm đất nông nghiệp cần cải tạo, đẩy mạnh theo trình tự luân phiên, sáng nay tôi có mở hội nghị thường vụ vắn tắt, các đồng chí ấy hưởng ứng rất tích cực. Tôi nghĩ, tuyệt đại đa số cán bộ đều hy vọng dân chúng có cuộc sống yên ổn. Tôi nghĩ, nếu lần này hạng mục nhị đạo câu tử thôn Hai Kênh ở xã Ngưu Hà huyện Lão Ma Khanh được phê duyệt, áng chừng là có thể làm điển hình thí điểm, nếu như có thể cải tạo thành công, cũng có thể mở rộng ra toàn thành phố. Diệp Phàm nhìn đến Phó Chủ tịch tỉnh Điền, nói. Ha ha, thật là một ý tưởng hay, cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh không mưu mà hợp. Tôi có thể hứa trước luôn, nếu cậu thật sự có thể làm thí điểm thành công, chẳng những là mở rộng ra toàn thành phố. Thêm vào đó, tôi sẽ yêu cầu toàn tỉnh học tập tấm gương của một đô thị cấp 3 như các cậu, đi một ngày đàng học một sàng khôn mà. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng có thể đem thôn nhị đạo câu tử thôn Hai Kênh ra làm thôn kiểu mẫu mở rộng ra toàn tỉnh. Đồng chí Diệp Phàm, hãy cố gắng nắm bắt cơ hội này. Điền Sơ Nhất nói xong, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, đoạn lại nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là các người phải moi được tiền từ trong túi Thứ trưởng Phong ra. Bằng không dù hay ho cỡ nào mà không có tiền thì đều là lời nói suông. Điểm này là rất trọng yếu. Chương 2358, tình hình đột biến. Ha ha, Phó Chủ tịch Điền. Sao tôi cứ có cảm giác hình như anh đang đào cái hố chỉ đợi tôi nhảy vào đó nhỉ? Xem ra, lần này nếu không thể moi được tiền từ trong túi Thứ trưởng Phong ra thì tôi không xong rồi. Diệp Phàm lập tức cười nói thoải mái hẳn lên. Hừm, cậu nói vậy cũng đúng. Thật ra, cái hố này là hố tốt, ưu đãi có thể nói là không ít. Tuy nhiên, tôi cảm giác những lời này của cậu có ẩn ý, có phải là Bí Thư La và Chủ tịch tỉnh Tề nhằm vào việc này mà hạ chỉ tiêu với cậu hay sao? Vậy thì phải là ba cái hố mới đúng đó. Phó Chủ tịch Điền sang sảng cười nói. Ôi, Bí Thư La đã chỉ thị, nhất định phải đem tiền về cho Tấn Lĩnh ta. Nhiệm vụ này rất gian khổ rồi. Tiền ở trong túi người ta, muốn móc cũng khó. Chúng ta cứ việc chuẩn bị đầy đủ, nhưng tiền không tới tay thì lòng dạ vẫn không khỏi bồn chồn. Đến lúc đó thực sự nếu không làm gì nổi, thì vẫn hy vọng Phó Chủ tịch Điền lưu một chút tình.
Diệp Phàm lại làm vẻ mặt cay đắng rồi tự nhiên là chơi bài khổ nhục kế than vãn. Thật ra, hắn sớm đã nghĩ sẵn trong đầu, Phong Thanh Lục không có khả năng không chỉ tiền, vấn đề chỉ là bao nhiêu thôi. Nhắc đến chuyện van xin hộ, tôi chợt nghĩ đến một chuyện. Chuyện đồng chí Kiều Hà mà cậu nói tối qua tôi cũng đã có tìm hiểu. Đồng chí này quả là ưu tú, điểm này thì các lãnh đạo bên văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đều cho phép khẳng định. Cho nên, vừa vặn gặp lúc bí thư La bảo tôi qua. Cuối cùng tận dụng thời gian rảnh tôi cũng có tìm hiểu đôi chút. Nói đến đây, Phó Chủ tịch Điền ngừng lại. Bí thư La nói sao? Diệp Phàm hỏi. Nếu cậu đã nắm chắc được 6 phần, chuyện đồng chí Kiều Hà không phải là vấn đề. Đây là chính xác những gì bí thư La nói, tôi chỉ thuật lại cho cậu nghe, nhưng ý của cậu có phải là muốn cho đồng chí Kiều Hà đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch thành phố Đồng Lĩnh? Trẻ nhỏ quẩn chân thì bắn sao chúng sói, hết cách. Một vị trí Phó Chủ tịch thành phố so với 500 triệu, đâu nặng đâu nhẹ lãnh đạo các anh hiểu rất rõ. Đương nhiên, đây cũng là căn cứ vào bản thân đồng chí Kiều Hà rất ưu tú, điều kiện các mặt đều phù hợp trên cơ sở đấy. Tin rằng các lãnh đạo tỉnh ủy có con mắt nhìn người rất tinh tường. Cũng không phải là vì 500 triệu mà cấp cho người nào đó một vị trí, đây không phải là chuyện mua quan bán tước. Chúng ta gọi cái này là hợp lực tăng thêm sức mạnh có phải hay không? Diệp Phàm nói, cậu có thể hiểu được là tốt rồi cho nên, cậu phải xốc lại hoàn toàn tinh thần. Lần này tôi xuống đây thứ nhất chính là cùng đi với Thứ trưởng Phong xuống nhị đạo câu tử thôn hai kênh. Còn một điểm trọng yếu khác chính là về chuyện nhà máy nhiệt điện của Trương Hà các cậu. Bí thư La và Chủ tịch tỉnh Tề đều vô cùng coi trọng. Điền Sơ Nhất nói, tối hôm đó, Diệp Phàm qua chào hỏi Thứ trưởng Phong. Đem trình bày tất tật ý định của mình, Phong Thanh Lục là người một nhà nên Diệp Phàm cũng không gạt hắn ta làm gì. Nếu cậu thật sự muốn làm thí điểm, mà Phó Chủ tịch Điền lại đáp ứng rồi thì nếu như có thể mở rộng ra toàn tỉnh thành công. Bên tôi không những ủng hộ công tác của cậu mà còn có thể đem ý tưởng trình bày lên trên. Phong Thanh Lục nói. Vậy là sao thưa chú Phong? Diệp Phàm hỏi vậy bởi vì Phong Thanh Lục là anh họ đằng vợ của Tề Chấn Đào. Cho nên, Diệp Phàm thân mật gọi ông ta là chú Phong Âu cũng là chấp nhận được. Chẳng những mở rộng ra toàn tỉnh, thật ra, bộ tài chính chúng tôi hoàn toàn có thể liên kết với các cậu. Coi Đồng Lĩnh các cậu là đối tượng giúp đỡ. Một khi thành công thì mỗi năm lại rót xuống một khoản tiền nhất định. Cứ như vậy thì có thể giải quyết cho Đồng Lĩnh các cậu phần nào khó khăn hàng năm. Phong Thanh Lục nói. Cảm ơn chú Phong rồi. Diệp Phàm rất cảm kích. Ha ha, ơn huệ thì không cần, chúng ta là người một nhà. Không giúp cháu thì đi giúp ai. Tuy nói công và tư phải tách bạch, nhưng một số thời điểm công tác cũng phải chiếu cố đến tình cảm riêng tư đấy. Mặc dù là công tác bên tòa án mà nói, đôi khi cũng phải xem xét một chút tình người có phải hay không. Phong Thanh Lục cười liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Đêm qua tôi có đến chỗ Chấn Đào một chuyến, người ta có nói. Nói là cậu bỏ đến Đồng Lĩnh cũng có mấy tháng rồi. Phải tranh thủ thời gian mà làm ra chút thành tích. Cậu xem, cậu đến Đồng Lĩnh thành tích lớn thì còn chưa nhìn thấy, nhưng lại đã gây sức ép với vụ việc ở mỏ than Hải Sơn. Mà năng lực trước kia của cậu hồi ở tỉnh Nam Phúc làm nên Ma Xuyên Thị, khu kinh tế mới Hồng Liên đi đâu cả rồi. Có phải là Tấn Lĩnh khí hậu không hợp là nguyên nhân? Ngẫm lại, tôi thực sự hơi thấy có lỗi với chú Tề rồi. Chuyện người ta giao phó mà tôi không thể hoàn thành, tuy thời gian đã khá căng rồi, mà tôi thực vẫn chưa làm nên đại sự gì cả. Đúng như chú Tề đã nói thiếu chút nữa là gây ra đại sự. Cho nên... Lần này các người xuống đây khiến tôi đã thấy được hy vọng. Còn có chuyện tuyến cao tốc Kinh Ngân của trưởng Ban Chu cũng là một đại sự. Nếu tuyến cao tốc Kinh Ngân có thể chạy qua Đồng Lĩnh, một chuyện đại sự khác của tôi cũng coi như là hoàn thành một nửa. Diệp Phàm vẻ mặt hổ thẹn, cả chuyện nhà máy nhiệt điện cũng đã nói ra. Cũng không tệ lắm nha, không làm lớn thì lấy đâu ra đại sự. Lúc quan trọng mới hay mặt anh Tài, xem ra Chấn Đào không có nhìn lầm người. Bảo cậu tới Đồng Lĩnh vẫn là chuẩn. Đương nhiên Chấn Đào cũng có nói, cũng không cần quá mức nôn nóng. Phải đẩy nhanh đẩy mạnh một cách ổn định. Phong Thanh Lục chợt hỏi thăm. Kiều lão gia vẫn mạnh dở chứ? Sức khỏe khá ổn. Diệp Phàm đáp. Mới tảng sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm,
Khổng Đoan đã dẫn theo đám người phụ trách ban ngành hữu quan của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cùng với đoàn người Điền Sơ Nhất và Phong Thanh Lục ngồi xe thẳng đến xã Ngưu Hà của huyện Lão Ma Khanh mà đi. Huyện Lão Ma Khanh cũng có hơn 10 vị đồng chí đi cùng, một đoàn khoảng 40 người trùng trùng điệp điệp, dưới sự bảo vệ của xe cảnh sát tiến thẳng đến nhị đạo câu tử thôn Hai Kênh. Phỏng chừng hoàng đế thời cổ đại xuất cung cũng chỉ ngần này mà thôi, Diệp Phàm trong lòng thầm nhủ mà không khỏi có chút cảm thán. Tuy nói đường xá đến nhị đạo câu tử thôn Hai Kênh vừa được mở rộng sửa sang lại một chút, nhưng ngồi trên xe vẫn là sóc ây nảy đến mức rơi ra được. Hơn nữa, vì vấn đề về an toàn, tốc độ đoàn xe cũng rất chậm. Đến được nhị đạo câu tử thôn Hai Kênh thì đã sắp giữa trưa. Đương nhiên, vấn đề cơm trưa đồng chí chủ tịch xã Ngưu Hà là đã sớm chuẩn bị xong. Cũng không tệ lắm, rõ ràng còn săn được mấy con lợn rừng với gà rừng cho các đồng chí bên bộ tài chính làm đồ tanh xứ núi. Trên kệ bếp là mấy cái nồi sắt lớn, ngay chỗ bãi đất trống trên trụ sở thôn tổ chức luôn một bữa cơm dã ngoại nóng sốt. Đây thật ra là chủ ý của Diệp Phàm. Bởi vì, mấy đồng chí ở tỉnh với Trung ương thi thoảng hay thích ăn cơm chưa thể loại này. Hiệu quả quả nhiên không tệ. Ai nấy ăn uống nhiệt tình quên trời đất, vui vẻ ra mặt. Mà ngay cả Thứ trưởng Phong và Phó Chủ tịch Điền đều cầm một chân lợn rừng nhỏ gặm như dân nghiền. Muốn lột tiếp thì đầu tiên phải nắm lấy dạ dày bọn họ. Các lãnh đạo ăn không ngon thì còn đào đâu ra thoải mái. Các lãnh đạo không thoải mái thì có bỏ tiền ra khẳng định cũng không thoải mái. Thứ trưởng Phong, Phó Chủ tịch Điền, để sau khi tuần tra thị sát xong chúng ta cùng vào rừng săn thú, rất thú vị đó. Diệp Phàm cười nói. Săn lợn rừng. Phong Thanh Lục không ngờ cũng thấy hứng thú. Ngẫm nghĩ một chút rồi khoát tay áo, nói. Thôi vậy, lần này quả thực là không rảnh. Tôi là xuống dưới này công tác, để lúc nào rảnh rỗi thì đi săn sau. Công việc cũng vơi phần nào rồi mà Thứ trưởng Phong, tin rằng cũng không ai bàn ra tán vào đâu mà. Bỗng Phó Chủ tịch Điền ha ha cười nói. Nếu Phó Chủ tịch Điền có hứng thú, Phong Mẫu cũng không ngại tiếp. Phong Thanh Lục cười nói. Tôi theo anh thôi. Phó Chủ tịch Điền cười nói, hai người cứ đẩy qua đẩy lại cho nhau. Hai vị lãnh đạo, tôi thấy cứ quyết định như vậy đi. Diệp Phàm cười, đoạn hạ giọng nói. Lần này dùng loại súng trường tuyệt đối cách tân nên rất chuẩn và dễ dùng. Tôi đã đặc biệt mượn từ sư đoàn hưởng hổ tới đấy. Nếu hai vị lãnh đạo đồng ý tôi sẽ gọi điện cho sư trưởng bọn họ phái hai người đưa lại đây, tiện thể hướng dẫn chúng ta bắn súng. Sư đoàn hưởng hổ à, vậy xem ra đúng là súng tốt rồi. Bí thư Diệp, cậu nói thế làm tay chân tôi ngứa ngáy hết cả. Phong Thanh Lục nhỏ giọng cười nói, thế này chẳng khác nào đồng ý đi săn với Diệp Phàm rồi. Ăn cơm xong thì nghỉ ngơi nửa tiếng, đoàn người đi bộ lên chỗ đám đất nông nghiệp sản lượng thất trên núi. Đúng là kém thật, mấy vị chuyên gia đứng xem mà cứ nhíu mày. Một chuyên gia mặt vệ nói. Ruộng ở đây chẳng những kém, lại còn nguy hiểm. Thấy không, sườn núi đã rạn nứt tạo nên nguy cơ rồi. Nếu không cải tạo thì có thể sẽ nguy hiểm cho tính mạng người dân. Những vết nứt này một khi bị mưa to tấn công thì đổ ập xuống lúc nào không chừng. Hệ thống tưới tiêu thoát nước cũng phải đuổi kịp, bằng không, ruộng đất nơi đây sớm muộn gì cũng thành hoang hóa. Toàn bộ thành đất đồi núi. Phải tích cực hơn bằng không, sẽ trễ mất. Một chuyên gia tóc trắng xóa vẻ mặt đau lòng nói. Nguồn nước thì thật ra là có, trên núi có thể xây đập tích trữ nước. Bên này lại mở chút mương máng cho hợp lý. Chỉ là như vậy thứ nhất là tốn không ít tiền. Mà nhị đạo câu tử thôn Hai Kênh tất nhiên là đất chật người đông, người cả thôn liền trông cậy vào mấy trăm mẫu ruộng này mà lo cơm áo. Thành phố cũng như huyện hay xã tuy nói hàng năm đều có cấp cho một ít tiền xuống dưới, nhưng cũng như muối bỏ biển. Dù sao, phạm vi quá lớn. Khổng Đoan bắt đầu thổi phồng lên. Tiếp đó, các chuyên gia bắt đầu hỏi về các vấn đề như nhân khẩu, nhân lực sản xuất và sản lượng lương thực cả thôn, vân vân. Suốt 2 giờ trôi qua thì cũng đã hòm hòm đâu vào đấy. Phong Thanh Lục nói là có thể kết thúc công việc rồi. Tuy nhiên, đúng lúc này, chuyện không ngờ đã xảy ra. Từ một phía khác của chỗ gần đám ruộng bậc thang trên núi đột nhiên ở đâu ra mấy trăm người, một đám kêu gào, thậm chí đang khóc lóc. Khí thế tương đối dọa người, hơi giống kiểu dân quân đánh giặc trước đây. Ruộng nhà họ tốt hơn, vì sao các người lại cho tiền? Đám chính quyền các người tất cả đều là lũ lừa đảo, các lãnh đạo đừng để tên Mã Đại Lâm kia lừa gạt. Bọn họ lừa gạt che mắt,
đây là có người cho nổ trên núi xuống. Chỗ đất đá kia cũng là bọn họ cho người nhét vào bên trong ruộng đấy. Chúng tôi sắp không có cơm ăn rồi, chúng tôi cần cơm ăn. Bao Nghị liếc một cái, Mã Thượng một ánh mắt quá khứ, mười mấy cái cảnh sát toàn bộ tiến lên vòng tay ngăn đám đông lại. Còn Bao Nghị làm đầu tàu gương mẫu như tòa tháp sắt vươn song trưởng ra ngăn trước mà hô. Tất cả mau trở về, đừng ở đây nói lung tung. Nói lung tung cũng là phạm pháp đấy. Tuy nhiên, đám người kia có vẻ đã điên cuồng thật sự, không ngờ vẫn xông lên giằng co với đám cảnh sát. Những người này nhìn qua hình như là mang quần áo dân tộc thiểu số, sao lại thế này hả Mễ Nguyệt? Diệp Phàm quay qua hỏi Mễ Nguyệt. Chắc đây là từ huyện Hồng Lĩnh tới đây, đúng rồi, đây là vùng giáp giới giữa huyện Hồng Lĩnh và huyện Lão Ma Khanh. Huyện Hồng Lĩnh bên kia có rất đông người dân tộc Hồi, có hơn 1 vạn người. Mễ Nguyệt đáp mà sắc mặt hơi khó coi. Thứ trưởng Phong, Phó Chủ tịch Điền, hay là chúng ta trở về trước? Ở đây rất rối loạn. Những người này tất cả đều là người dân tộc Hồi từ bên huyện Hồng Lĩnh tới. Bọn họ tương đối hung hăng, máu lên thì cũng không biết thế nào. Cũng không hiểu là bị ai lừa gạt mà tới đây cố ý gây sức ép đấy. Tôi làm việc không đến nơi, xin các lãnh đạo cứ phê bình. Khổng Đoan tức giận đến mức hai hàm răng nghiến chặt, nói chuyện cũng đã có phần không lưu loát nữa rồi. Chương 2359, Khổng Đoan thê thảm. Cứ về trước đã. Diệp Phàm cũng đề nghị, Phong Thanh Lục gật gật đầu, đoàn người bước nhanh xuống dưới chân núi. Tuy nhiên, đúng lúc này, một người cảnh sát vội vã chạy tới, chào nghiêm với Diệp Phàm rồi nói. Bí thư Diệp, dưới đó đã xảy ra chuyện. Chuyện gì vậy? Diệp Phàm khẽ rùng mình, hỏi. Đã đánh nhau, bên huyện Hồng Lĩnh đã tới đến vài trăm người chặn toàn bộ dưới đó. Hơn nữa còn muốn phá hoại, con đường nhỏ cũng bị đào hỏng rồi. Bọn họ cảm thấy rất kích động, người của thôn Nhị Đạo Câu Tử thôn Hai Kênh, vừa thấy bị chọc tức thì toàn bộ đều đỏ cả hai con mắt. Cũng không biết ai đó bỗng hét lên một câu con cháu họ rùa muốn giành bát cơm của chúng ta đây mà. Kết quả hai bên liền lập tức đánh nhau, dưới đó chỉ có mấy cảnh sát, đã khống chế không nổi rồi. Viên cảnh sát sốt ruột nói. Bao Nghị, lập tức sai một số cảnh sát xuống đó. Còn nữa... Yêu cầu phòng công an huyện Lão Ma Khanh và Hồng Lĩnh điều động thêm nhân sự lập tức tới đó ngay. Diệp Phàm hạ lệnh đoạn trực tiếp bảo Mễ Nguyệt. Gọi Cổ Lương và Khúc Tân Bạch đến đây cho tôi, đồng thời lập tức thông chi cho các lãnh đạo liên quan của huyện Hồng Lĩnh và đồng chí phụ trách công tác dân tộc Hồi lại đây, thật là không ra thể thống gì. Cổ Lương là bí thư huyện ủy huyện Hồng Lĩnh, Khúc Tân Bạch là chủ tịch huyện. Bí thư Diệp, bên này có chừng 300 người, rút bớt đi có ổn không ạ? Bao Nghị nói, chủ yếu là lo đám người Thứ trưởng Phong và Chủ tịch Điền bị tấn công. Hạ lệnh đi, ở đây có tôi rồi, tôi phải xem quần chúng đồng lĩnh chúng ta có dám táng vào mặt Diệp Phàm này hay không. Còn nữa, khuếch đại âm thanh lên, tôi muốn nói chuyện với bọn họ. Diệp Phàm quyết đoán ra lệnh. Bao Nghị cũng không nói thêm, hắn hiểu vị bí thư Diệp này thân thủ thật không đơn giản. Một người đối phó hơn 10 hay 20 người thường hẳn là không thành vấn đề. Cho nên, Bao Nghị lập tức dẫn theo mười mấy cảnh sát xuống dưới. Còn bên này vẫn là để lại 30 mấy người. Dù sao, lãnh đạo vẫn ở đây mà. Chủ tịch thành phố Khổng, anh giả trang vào trong thôn làm công tác tư tưởng. Chú ý không cần khiến mâu thuẫn kích phát, đặc biệt là nhóm người Hồi này, phải làm tốt công tác dân tộc. Diệp Phàm vẻ mặt thận trọng sắp đặt, Khổng Đoan nhìn lại bên này lưỡng lự không muốn đi. Nhưng bí thư Diệp giáp mặt hạ lệnh. Lúc này mà không đi thì trong mắt lãnh đạo y sẽ là kẻ đớn hèn và không biết nghe lời, cho nên y đành phải đáp lời đi theo Bao Nghị bước nhanh xuống dưới chân núi. Thưa bà con người Hồi, tôi là bí thư thành ủy Đồng Lĩnh, Diệp Phàm. Có lời gì mọi người cứ tìm ra người có uy tín dẫn đầu đến cùng chúng tôi nói chuyện. Mọi người có yêu cầu gì nếu hợp lý, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chúng tôi sẽ xem xét xử lý. Diệp Phàm cầm lấy thiết bị khuếch đại âm thanh bán dẫn bắt đầu kêu gọi bên kia đầu hàng. Nói chuyện, chuyện cái rắm, các người làm quan mặt niềm nở, lưng dắt đao. Chuyện này ai không biết, giờ thì lừa chúng tôi nói chuyện, đến lúc đó quay người liền trở mặt ngay. Rõ ràng là ruộng đất ở Hồng Cốc trại chúng tôi là kém nhất hơn nữa còn là đất bị nhiễm phèn. Năm nay sắp được cải tạo rồi, vậy mà các người còn đem lãnh đạo đến đây che mắt gây sức ép. Thôn Nhị Đạo Câu Tử mà nghèo sao?
Bọn họ người ít ruộng nhiều, mảnh đất này không tốt cũng chẳng cần. Mảnh đất này trước kia vốn chính là vùng núi đào ra thành ruộng đấy. Sao có thể được cho là ruộng tốt, tình hình chúng tôi nơi đó so với ở đây còn nguy ngập hơn nhiều lắm. Các người làm quan mà mắt lại mù, mù rồi. Lúc này, một ông lão người hồi để râu dài lớn tiếng hô hào, tuy nhìn qua trông có vẻ đã già nhưng thanh âm còn tương đối vang dội. Tam thúc công, chớ cùng hắn râu dài, chúng ta phải khẩn trương hành động. Bằng không, chờ cảnh sát đến sẽ trấn áp chúng ta. Chuyện bọn làm quan thường xuyên muốn làm là kéo dài thời gian. Đến lúc đó bọn họ nhân mã kéo đến thì chúng ta liền bị rơi vào thế khó rồi. Lúc này, một thanh niên râu ngắn lại hô lớn. Hai người kia đoán chừng là dẫn đầu đám người này. Tiến lên, chúng tôi muốn gặp lãnh đạo cao nhất. Người tên là Tam Thúc Công phất tay áo đã cũ, kêu to một tiếng rồi cùng chừng 300 người lại kích động đứng lên. Một đám cầm các loại nông cụ như cuốc, gáo nước tiểu xông lên trước đẩy mạnh, 30 mấy cảnh sát căn bản là đỡ không nổi kế tiếp bị đẩy lùi lại. Không nói chuyện thì sao giải quyết được, các anh em người hồi, xin hãy bình tĩnh lại. Diệp Phàm khẩn trương hô lớn. Không nói chuyện không nói chuyện, mày tính là cái đếch gì? Có người trong đám lại hô. Mà lúc này Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh đồng chí Điền Sơ Nhất vừa thấy, đang muốn cất bước tiến lên. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng đã phát hỏa. Ông ta tách hai cảnh sát ra rồi trực tiếp tiến tới phía trước đám người hồi. Diệp Phàm như một ngọn núi bật dậy, vẻ mặt nghiêm túc rõ ràng lại dùng loa khuếch đại âm thanh, thi triển hóa âm mê thuật hô. Lấy tay của tôi làm giới hạn. Người nào dám đụng tới chính là phần tử bạo loạn, các đồng chí cảnh sát có quyền bắt hết, nếu dám dùng vũ khí tấn công thì các đồng chí có quyền rút súng, Diệp Phàm tôi xin chịu mọi trách nhiệm. Diệp Phàm lời nói âm vang có khí phách, thanh âm kia vang vang lay động khắp đỉnh núi tầng không, ong ong vang dội trong tai mấy trăm người hồi. Nghe thanh âm Diệp Phàm ác nghiệt như vậy, đám người lập tức liền ngừng lại. Bọn họ, tạm thời có chút sợ hãi. Làm quan đều là hù dọa người ta đấy. Hắn chẳng lẽ có gan giết sạch vài trăm người chúng ta? Chúng ta là dân, chúng ta là quần chúng ta không cần lo cho hắn, tiến lên, chúng ta muốn ăn cơm, chúng ta không có cơm ăn, lý do của chúng ta là đây, chúng ta nhân danh chính nghĩa. Lúc này, thanh niên râu ngắn kia lại thét lên. Hơn nữa, người này vừa lớn tiếng kêu to vừa cầm lấy cái cuốc đào nhằm về phía một cảnh sát trước mặt. Vừa được anh ta cổ động, đám đông phía sau vừa mới ngưng nay lại bắt đầu chuyển động. Đặc biệt đại bộ phận người trẻ tuổi, tất cả đều giơ các loại nông cụ như cuốc xẻng lên nhằm đám cảnh sát mà đập tới. Bằng! Một tiếng súng vang lên khiến tất cả mọi người trên hiện trường sợ ngây người. Bởi vì, gã râu ngắn đang giơ cuốc bổ viên cảnh sát bỗng hai tay buông thõng, lập tức phun máu. Cái cuốc cạch một tiếng liền rơi xuống đất. Điền Sơ Nhất cùng Phong Thanh Lục đều nhíu mày, bởi vì, một khẩu súng lục đang bốc khói giờ phút này nằm ở trên tay Diệp Phàm. Hắn là thuận tay đoạt lấy từ một cảnh sát bên cạnh mà ngắm chuẩn mục tiêu cổ tay gã kia. Chúng mày giết tao đi, chúng ta lên nào, lên đi, người thanh niên điên cuồng kêu to, cả máu tươi cũng không kịp cầm đã lại nhào lên. Hắn vẫn dám xông lên, bắn chết ngay tại chỗ. Thanh âm ác nghiệt của Diệp Phàm vẫn lay động trên từng khoảng không, Diệp Phàm liếc ai nấy một cái hô. Ai còn xông lên thì kết cục chính là như thế đó. Mấy viên cảnh sát vừa nghe. Tuy nói trong lòng sợ hãi, nhưng bí thư Diệp hạ lệnh rồi. Cho nên, mấy khẩu súng toàn bộ đều ngắm chuẩn gã thanh niên râu ngắn kia. Tư Đồng, trước hết băng bó sơ qua đã, vị Tam Thúc Công lúc trước hô lên cũng vài người hồi khẩn trương xé quần áo ra băng bó. Tam Thúc Công, nạp Tư Đồng tôi hôm nay liều mạng. Tôi phải liều, bọn cậu quan này, tôi phải liều với chúng, các huynh đệ, chúng ta vì bát cơm chẳng có gì là sai, hôm nay phải liều rồi. Gã râu ngắn tên Nạp Tư Đồng điên cuồng kêu to, giãy giụa không cho người ta băng bó. Ai dám tiếp tục tấn công cảnh sát, nổ súng, thanh âm ác nghiệt của Diệp Phàm lại truyền tới, lấn át cả những lời của Nạp Tư Đồng. Tư Đồng, cậu thực không muốn sống nữa sao, cứ băng bó đã, Tam Thúc Công gầm rú, mấy người hồi lại nhào lên, cuối cùng cũng đem được gã Nạp Tư Đồng đang đấm đá lung tung ấn ngã xuống đất. Ông là Tam Thúc Công đi, ông dẫn vài người lại đây cùng chúng tôi nói chuyện. Diệp Phàm chỉ vào người tên Tam Thúc Công nói. Ông thật có thể làm chủ cho người hồi. Tam Thúc Công thanh âm khàn khàn hỏi. Chỉ cần các người nhân danh chính nghĩa, Diệp Phàm tôi xin hứa trước tất cả lãnh đạo cùng các huynh đệ người hồi. Việc này, tôi nhất định sẽ điều tra tới cùng,
sẽ cho các người một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Phàm nói. Tam thúc công liếc qua, mấy người lại tụm năm tụm ba thành một đoàn dùng thổ ngữ xì xào một hồi, sau đó Tam thúc công bảo Diệp Phàm. Có thể nói chuyện, ngay ở đây, chúng tôi không đi đâu cả. Băng bó qua cho cậu ta trước. Diệp Phàm chỉ vào Nạp Tư Đồng ra hiệu cho viên bác sĩ cùng đi theo đoàn. Nạp Tư Đồng, tao không có thèm mấy thứ thối tha này nọ của các người, hôm nay cái mạng này, cũng là bí thư Diệp nhà mày giết tao. Nạp Tư Đồng hét lớn, nằm ghi lại từ chối đứng lên, không cho thầy thuốc kia băng vết thương. Thành thật với bố một chút. Diệp Phàm cất hai bước qua đó, vỗ một cái lên người gã kia, người này lập tức liền mềm nhũn không nhúc nhích được, nói cũng chẳng thành lời. Chỉ có thể trừng mắt cá chảy hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Bên này thầy thuốc và y tá tiến lên, lập tức băng bó ngay tại chỗ. Tam thúc công, như vậy đi, chúng ta đến ban quản lý thôn nói chuyện. Các người nhiều người như vậy thì nói chuyện kiểu gì, hơn nữa, các người dưới đó còn có người đang gây sức ép. Nếu không ngừng gây sức ép thì không thể nói chuyện bàn bạc gì hết. Chẳng lẽ các người thật muốn làm sằng làm bậy sao? Ông có biết mọi người tụ tập đông người như vậy tấn công chính quyền, tấn công công an cảnh sát, đó là sự việc thuộc tính chất gì sao? Nói các người là phần tử bạo loạn cũng chưa đủ. Tất cả hãy dừng tay, những người khác toàn bộ ở tại chỗ hoặc là trở về, các người chọn ra vài người cùng chúng tôi nói chuyện là được. Yên tâm, Diệp Phàm, tôi là bí thư thành ủy Đồng Lĩnh, không phải sát thủ. Câu nói sau cùng của Diệp Phàm đi ra, thiếu chút nữa khiến rất nhiều đồng chí có mặt phì cười. Tam thúc công nhìn mọi người, lại thương lượng một hồi, gật gật đầu, mấy bô lão có uy tín được mười mấy tráng niên bảo vệ đi theo Diệp Phàm xuống núi. Tuy nhiên, những người hồi khác cũng không muốn trở về, nói là cứ đợi trên núi. Diệp Phàm cũng mặc kệ bọn họ, dẫn người rút nhanh xuống núi. Tuy nhiên, vừa mới đi tới dưới chân núi, thiếu chút nữa đã trợn tròn mắt. Bởi vì... cái sân rộng lớn trước kia dùng đá dày trải thành chỗ phơi nắng phía trước thôn nhị đạo câu tử thôn hai kênh lập tức đã hỗn loạn hết cả. Vài trăm người giằng co với nhau, cả Bao Nghị cũng đang dẫn theo vài cảnh sát cùng nhóm người hồi ẩu đả loạn xạ. Diệp Phàm dương mắt quét tới, phát hiện Khổng Đoan đã hơi thê thảm, đang được một cảnh sát dìu đỡ né đông tránh tây hết sức chật vật. Tuy nhiên, hẳn là không có tác dụng bao nhiêu, y vẫn bị người ta đá đấm như thường. Mái đầu thường ngày trải chuốt bóng bẩy ra dáng ông chủ giờ phút này cũng bị xé thành tổ chim. Mà ngay cả bộ Âu phục hàng hiệu trên người cũng bị xé mất nửa ống tay áo. Ống quần sớm đã bị hư hao thành hai mảnh, quần nhỏ giữ ấm màu xanh của Khổng Đoan đều lộ ra ngoài tất. Má bên trái cũng sưng lên rõ cao, đoán chừng là bị thụi phải. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 130.